Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 21. Anh, thằng nhãi Hoàng Thiên này đến nhà ai vậy? Trong chiếc xe ô tô màu đen, Sử Khắc Minh hỏi anh trai anh ta Sử Khắc Nghị. Lúc này trong chiếc xe ô tô màu đen đi thuê, Sử Khắc Nghị lái xe, Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi ngồi ở hàng ghế sau. Hai tên đàn em kia thì ở trong một chiếc xe thuê khác. Xe đỗ phía sau chiếc xe này của Sử Khắc Nghị. Sử Khắc Nghị nhìn chăm chăm vào cửa nhà của Hoàng Linh, lúc này trong đôi mắt của gã ta chứa đầy sự hung ác. Hừ hừ, quan tâm thằng đấy đến nhà ai làm gì, chúng ta cứ ẩn náu trước đã, xác định đúng thời cơ đâm con mẹ nó. Sử Khắc Nghị lạnh lùng hừ một tiếng. Sử Khắc Minh trong lòng đầy hưng phấn, anh ta nóng lòng trả thù. Không khiến Hoàng Thiên trở nên tàn phế, anh ta không xả được cơn giận này. Vương Ngọc Phi không chê lắm chuyện, cô ta ở phía sau nói nhỏ, anh cả, lát nữa anh phải đâm mạnh vào cho em. Đâm cho thằng nhãi Hoàng Thiên này tàn phế, khiến nửa đời còn lại của nó phải nằm trên giường không thể đứng dậy. Ha, chuyện này còn cần em nói sao? Anh chắc chắn phải khiến Hoàng Thiên hối hận về mọi chuyện hôm nay nó gây ra. Sử Khắc Nghị lạnh lùng cười ha ha, dựa lưng vào ghế, châm điếu thuốc kiên nhẫn đợi Hoàng Thiên đi ra. Hơn 20 phút sau, Hoàng Thiên thăm Hoàng Phúc Trường xong, từ trong biệt thự đi ra. Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh vẫn luôn tiên Hoàng Thiên đến tận cửa nhà, ba người đứng ở cổng nói chuyện thêm một lúc. Bởi vì bọn họ đứng ở trên bậc thêm, Sử Khắc Nghị vẫn chưa bắt đầu hành động, vì như vậy chắc chắn sẽ không đâm trúng Hoàng Thiên. Thằng nhãi này cũng thật là có chút bản lĩnh, mở ra khu vui chơi to nhất cả nước, người nhà nó còn sống ở căn biệt thự xa hoa như này. Sử Khắc Nghị nói với Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi. Dù sao thì Sử Khắc Nghị cũng là con cả của nhà họ Sử ở Đà Nẵng, vẫn có chút hiểu biết, gã ta biết Hoàng Thiên không phải người bình thường. Nếu thực sự đâm vào Hoàng Thiên làm cho tàn phế, vậy thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Trong lòng gã ta rất rõ điều này. Anh sợ sao? Sử Khắc Minh nghe vậy thì cuống lên, mắt trợn tròn xoe, chỉ sợ anh trai gã bỏ cuộc giữa chừng. Anh cả, anh nhớ lại xem Hoàng Thiên đánh anh và Khắc Minh như nào. Cho dù thằng nhãi này có bản lĩnh thì sao? Không lẽ chúng ta không trả mối thù này nữa? Vương Ngọc Phi cũng ở bên cạnh thêm dâu vào lửa. Sử Khắc Nghị vừa nghĩ đến bộ dạng bị Hoàng Thiên đánh cho thành bã kia, gã ta liên không chịu được, nghiến chặt răng, gật đầu. Xe của thằng nhãi này quá gần với cửa cổng, sau khi nó đi xuống sẽ phải lên xe, chúng ta chưa chắc đã có thể đâm được nó, Sử Khắc Nghị nói. Vậy làm thế nào, nếu đánh nhau thì chúng ta cũng đánh không lại nó. Sử Khắc Minh tức giận nói, trong lòng anh ta đang rất sốt ruột. Mắt Sử Khắc Nghị chuyển động, tên này đã có cách rồi. Lão già và con bé xinh đẹp kia, chắc chắn là người nhà của Hoàng Thiên, đợi Hoàng Thiên đi khỏi. Chúng ta sẽ... Sử Khắc Nghị nói đến đây, cười u ám. Kha kha kha, vợ ấn là đầu óc của anh cả linh hoạt, mẹ kiếp em lại không nghĩ ra. Sử Khắc Minh cười kha kha xấu xa. Sau khi Hoàng Thiên nói chuyện một lúc với Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh, lên xe, đi khỏi đây. Anh sao có thể ngờ được? Hai anh em nhà họ Sử lại cả gan làm loạn như này, hơn nữa còn thấp hèn đến vậy. Lúc này Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường vừa quay người vào nhà, cánh cổng của biệt thự liền bị người khác đẩy ra. Á các người! Hoàng Linh nghe thấy tiếng động, quay đầu liếc nhìn, đột nhiên sợ hãi run rẩy. Hoàng Phúc Trường cũng giật cả mình. Khách không mời mà đến lao thẳng vào trong nhà, vốn dĩ đã khá là đáng sợ rồi, nhìn thấy đám người Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh, Hoàng Phúc Trường lại càng hoảng sợ. Các người muốn làm gì? Hoàng Phúc Trường căng thẳng đến mức có chút lắp bắp, hỏi Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh. Cả hai anh em này đều là vẻ mặt cười nham hiểm, bọn họ rất hả hê, bởi vì xử lý người nhà của Hoàng Thiên, cũng có thể hả giận. Không đợi hai anh em này lên tiếng, hai tên đàn em cũng đã đi vào. Cậu chủ lớn cậu chủ nhỏ, có cần chúng tôi làm gì không? Một tên đàn em trong đó hèn hạ liếc nhìn Hoàng Linh, sau đó hỏi Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh. Đem lão già này, và con bé xinh đẹp này, trói vào đưa đi hết. Sử Khắc Nghị liếc mắt, nhàn nhã nói. Vâng. Hai tên đàn em cùng kêu lên trả lời, một tên nhãi trong đó đã quay lại xe để lấy dây thừng. Các người dám, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh trai tôi. Hoàng Linh sợ hãi mặt biến sắc, việc đầu tiên cô nghĩ đến là cầu cứu anh trai. Nhưng cô sao có thể gọi được cuộc điện thoại này, bị một tên đàn em tát cho một phát, làm điện thoại rơi xuống đất. Bịch một tiếng. Màn hình điện thoại của Hoàng Linh bị rơi hỏng. Hoàng Phúc Trường vừa định chặn bọn họ lại, đã bị chúng mấy cú đấm vào mặt, nằm ngất dưới đất. Ha ha, hóa ra là em gái của Hoàng Thiên, hôm nay xem như là cô đen đuổi đi.
Sử Khắc Nghị cười ha ha, sau đó liếc mắt ra hiệu với Hạ Ai tên đàn em, ra hiệu cho họ mau chóng trói Hoàng Linh lại. Cậu chủ lớn, lão già này có cần trói lại đưa đi không? Một tên đàn em hỏi ý kiến Sử Khắc Nghị. Đưa theo lão già này cũng không có tác dụng gì, nhỡ đâu chết giữa đường thì cũng phiền phức, chỉ đưa em gái của Hoàng Thiên đi là được. Sử Khắc Nghị cười nói. Các người đừng có làm bậy, anh trai tôi sẽ không tha cho các người đâu. Hoàng Linh sợ hãi suýt khóc, quát lớn, bịt mồm cô ta lại. Sử Khắc Nghị trợn trừng đôi mắt chó, quát to. Một tên đàn em lập tức bịt miệng Hoàng Linh lại, sau đó theo chỉ đạo của Sử Khắc Nghị, vác Hoàng Linh ra ngoài, nhốt vào cốp xe. Đúng vào giờ ngủ trưa, không có nhiều người trong khu biệt thự, cộng thêm việc đám người Sử Khắc Nghị hành động rất nhanh, lại không bị ai phát hiện ra. Hai chiếc xe một trước một sau, cấp tốc rời khỏi khu biệt thự Hoa Lan. Lúc này, Hoàng Thiên đang ở nhà làm việc nhà cùng với Lâm Ngọc An. Trước đây khi sống ở chỗ Trương Lan Phượng, tất cả mọi việc ở trong nhà, đều do một mình Hoàng Thiên làm. Tuy nhiên bây giờ không như vậy nữa, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đã là vợ chồng thực sự, tình cảm tăng lên rất nhanh, bây giờ Lâm Ngọc An đã đảm nhận tất cả việc nhà. Hoàng Thiên yêu thương vợ nhất, sao có thể để một mình vợ làm? Vì thế lần nào anh cũng tranh làm. Thấy Hoàng Thiên làm việc nhà tháo vát như vậy, Lâm Ngọc An mỉm cười hạnh phúc. Cô cũng biết Hoàng Thiên rất yêu thương cô, đối xử với cô rất tốt. Chồng ơi, mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi. Lâm Ngọc An rửa bát, nói với Hoàng Thiên đang lau nhà. Không mệt, Ngọc An, để bát ở đấy đi, lát nữa anh rửa. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An lại vừa định nói gì, nhưng lúc này cô cảm thấy một cơn buồn nôn, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh để nôn. Hoàng Thiên dạo này thấy vợ nôn như này không chỉ một lần, anh đoán có thể vợ đã có. Anh từ lâu đã muốn cùng Lâm Ngọc An có một đứa con đáng yêu, đi vào trong nhà vệ sinh, Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An từ phía sau. Ngọc An, có phải em? Có gì chứ, xem anh làm dáng kìa. Lâm Ngọc An biết Hoàng Thiên muốn hỏi gì, đây là nụ cười mê người, quay người lại dùng ngón tay ấn vào trán của Hoàng Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt cười của Lâm Ngọc An có chút đỏ, Hoàng Thiên cơ bản đã có thể kết luận, vợ thật sự đã có thai rồi. Không đợi Hoàng Thiên vui mừng, điện thoại anh đã vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, lại là cha nuôi Hoàng Phúc Trường gọi đến. Ông cụ này sẽ không tùy tiện quấy rầy Hoàng Thiên, mà Hoàng Thiên vừa trở về từ chỗ Hoàng Phúc Trường, sao nhanh như vậy đã gọi điện thoại tới. Hoàng Thiên cảm thấy khá bất ngờ, nghe điện thoại. Không đợi Hoàng Thiên nói gì, đã nghe thấy giọng nói khản đặc của Hoàng Phúc Trường ở đầu dây bên kia. Thiên à, có chuyện lớn không hay rồi. Cha, sao vậy? Trong lòng Hoàng Thiên đột nhiên châm xuống, anh biết tình hình có lẽ rất xấu, nếu không thì Hoàng Phúc Trường sẽ không như vậy. Có người trói bắt em gái con đi rồi. Hoàng Phúc Trường nói. Cái gì? Trong lòng Hoàng Thiên lập tức hồi hộp, vừa trở về từ chỗ Hoàng Linh, vừa nãy nó vẫn đang yên ổn. Sao nhanh như vậy đã xảy ra chuyện? Người nào bắt đi, có nhìn thấy không? Hoàng Thiên vội vàng hỏi. Chính là hai người gặp ở chỗ khu vui chơi, con còn đánh một người trong bọn họ. Hoàng Phúc Trường nói. Hoàng Thiên nghe vậy bất giác nghiến răng. Thực sự không thể ngờ, Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh lại đê tiện như vậy. Hơn nữa hành động trả thù cũng nhanh như thế con biết rồi cha à. Cha đừng tức giận, con sẽ nhanh chóng cứu em gái về. Hoàng Thiên an ủi Hoàng Phúc Trường, sau đó anh tháo tạp dê xuống, bước vài bước đến cửa. Chồng à, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc An cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn, lo lắng hỏi. Hoàng Linh xảy ra chuyện rồi, anh ra ngoài một lát. Hoàng Thiên không có thời gian giải thích với Lâm Ngọc An, nói xong liền ra khỏi cửa nhà, sau khi nhanh chóng ra ngoài, Hoàng Thiên lên xe, đi khỏi Sơn Trang Cẩm Viên. Trên đường đi, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Lã Việt, bảo ông ta dẫn người đến tụ họp. Rất nhanh chóng, ở địa điểm Hoàng Thiên chỉ định, Lã Việt dẫn theo mười mấy tên đàn em vội vã đến. Cậu Thiên, xảy ra chuyện gì rồi? Lã Việt đi đến trước mặt Hoàng Thiên, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dựa vào xe của mình, đã hút được hai điếu thuốc. Sau khi kể ngắn gọn với Lã Việt về chuyện Hoàng Linh bị bắt cóc, Lã Việt lập tức nổi cơn giận. Nhà họ Sở ở Đà Nẵng này, hắn là tìm đường chết, lại dám động vào em gái của cậu Thiên. Cậu Thiên, có liên lạc được với hai anh em nhà họ Sử không? Lã Việt hỏi. Không liên lạc được. Điện thoại của em gái tôi cũng không gọi được, vẫn nên trực tiếp đi đến Đà Nẵng thôi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Lã Việt không nói gì, ông ta cũng biết ý của Hoàng Thiên, hai anh em nhà họ Sử rất có khả năng đã đưa Hoàng Linh về Đà Nẵng rồi. Cho dù không về Đà Nẵng,
thì tìm thẳng đến nhà họ Sử ở Đà Nẵng. Ở nhà họ Sử đòi người. Hoàng Thiên lái xe nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lã Việt và đám đàn em của ông ta lái mấy chiếc xe, tất cả đều đi theo phía sau Hoàng Thiên, rất nhanh chóng đã rời khỏi thành phố Bắc Ninh. Đà Nẵng cách thành phố Bắc Ninh cũng chỉ hơn 100 cây số, lái xe cũng rất nhanh sẽ đến nơi. Trên đường đi, Hoàng Thiên đi tốc độ rất nhanh, chưa đến một tiếng đồng hồ đã dẫn theo đám người Lã Việt, đến được Đà Nẵng. Nhà họ Sử ở Đà Nẵng, ở đây cũng rất có tiếng tăm, Hoàng Thiên nghe ngóng một chút, rất mau chóng đã tìm được nhà họ Sử. Dừng xe trước cổng nhà họ Sử, sau khi xuống xe Hoàng Thiên liên quan sát, nhà họ Sử cũng khá là rộng rãi. Căn biệt thự độc đáo kiểu phương Tây, rất có phong thái. Hoàng Thiên lúc này, đã nổi giận đùng đùng, vây tay với đám người Lã Việt, dẫn theo người đến trước cửa lớn nhà họ Sử. Cửa lớn nhà họ Sử không đóng, có hai người thanh niên mặc đồ tây màu đen đứng ở trước cửa, là bảo vệ khuôn viên. Các người đến để làm gì? Một người đàn ông mặc đồ tây trong đó đưa tay ra ngăn Hoàng Thiên lại, thế nhưng anh ta cũng không dám nói năng lỗ mãng, dù sao thì Hoàng Thiên dẫn theo nhiều người như vậy. Hơn nữa vừa nhìn đã thấy đám người Hoàng Thiên không phải người bình thường. Đây có phải là nhà của Sử Khắc Nghị không? Hoàng Thiên vẫn đang xác nhận lại lần cuối. Người đàn ông mặc đồ tây có chút thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói, anh biết rõ đây là nhà họ Sử, còn dám làm loạn. Các người đều không được đi vào, nếu muốn tìm người, tôi có thể vào trong thông báo một tiếng. Người đàn ông mặc đồ tây còn lại bĩu môi ngạo mạn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm gì có tâm trạng nhàn rỗi mà cãi vã với hai tên bảo vệ này, xác định được là nhà của Sử Khắc Nghị là được rồi. Lúc này Hoàng Thiên sải bước đi vào, hai tên bảo vệ mặc đồ tây vừa định ngăn cản, thì đã bị Lã Việt lập tức đẩy ngã xuống đất. Người đâu, có người xông vào. Một người đàn ông mặc đồ tây ngã dưới đất quát to. Ngay lập tức, 6-7 người đàn ông mặc đồ tây cầm ống thép trong tay, từ bên trong biệt thự nghe tiếng liên lao ra, chặn đám người Hoàng Thiên lại. Nhìn thấy hai bên chuẩn bị đánh nhau, vào đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo thời xưa khoảng 50 tuổi, nhàn nhã bước ra từ phía trong biệt thự. Người này để râu cá chê, quần áo khá đàng hoàng, đi đường cũng rất vững chãi, rất kiêu ngạo. Người này còn xách theo một lồng chim trong tay phải, bên trong có hai con vẹt, trông có vẻ đang đưa chim đi dạo. Lão Bảy, chuyện gì ầm ĩ thế? Người đàn ông mặc đồ thời xưa rất thiếu kiên nhẫn hỏi một câu, thậm chí còn lười không thèm liếc nhìn sang đám người Hoàng Thiên. Người đàn ông mặc đồ tây tên là Lão Bảy kia lập tức quay người lại, vô cùng cung kính nói với người đàn ông mặc đồ thời xưa. Ông chủ, cũng không biết đám người này đến làm gì, lại xông vào nhà chúng ta. Ô, còn có người to gan như vậy sao? Người đàn ông mặc đồ thời xưa rất ngạo mạn cười lạnh lùng, cuối cùng cũng liếc nhìn sang phía đám người Hoàng Thiên ở bên này. Sau khi nhìn thấy đám người Hoàng Thiên có mười mấy người, người đàn ông mặc đồ thời xưa lập tức sầm mặt xuống. Láo xược, lại dám dẫn theo nhiều người như vậy xông vào nhà họ Sử. E là anh thấy đời quá dài rồi đúng không? Người đàn ông mặc đồ thời xưa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, kiêu ngạo nói. Ông là cha của Sử Khắc Nghị, Hoàng Thiên không muốn mất thời gian với đối phương, trực tiếp hỏi. Người đàn ông mặc đồ thời xưa nghe vậy liền ngẩn người, ông ta lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là con trai lớn lại gây chuyện rồi. Hừ hừ, không sai, tôi chính là Sử Chiến. Sau khi Sử Chiến nói ra tên của mình, chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Thiên. Nhưng lại khiến ông ta thất vọng, trên mặt Hoàng Thiên ngoại trừ vẻ giận dữ, hoàn toàn không có biểu cảm gì khác. Hai thằng con cặn bã của ông có ở nhà không, nếu có thì bảo chúng nó cút ra đây, Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Sử Chiến. Vừa nghe thấy vậy, mấy tên bảo vệ của nhà họ Sử tất cả đều cười lạnh lùng. Đặc biệt là thằng nhãi tên là Lão Bảy kia, lại cười đến suýt méo miệng. Ha ha, tao nói thằng nhà quê mày từ đâu đến vậy? Mày có biết đây là chỗ nào không? Tưởng dẫn theo mười mấy người đến, thì có thể đến đây ngang ngược đúng không? Lão Bảy ha ha cười lạnh lùng, hỏi Hoàng Thiên. Còn cần tao phải nói lại lần thứ hai sao? Hoàng Thiên nói đến đây, ánh mắt đã trở nên sắc bén. Lão Bảy nhìn thấy ánh mắt vô cùng ác liệt kia của Hoàng Thiên, lập tức kinh hãi. Bởi vì anh ta phát hiện khí thế của Hoàng Thiên quá mạnh mẽ, hơn nữa ánh mắt cũng rất đáng sợ. Lúc này Sử Chiến cũng đã phát hiện ra, ánh mắt của Hoàng Thiên lại có sát ý đáng sợ. Xem ra thằng nhãi mày cũng không đơn giản, nhưng tao cảnh cáo mày, lập tức cút ra ngoài, nếu không thì... Không đợi Sử Chiến dọa dâm xong, Hoàng Thiên đấm một phát, đấm thẳng vào mặt của Sử Chiến. Ui ra cái địch! Sử Chiến ngàn vạn lần không ngờ được Hoàng Thiên nói đánh là đánh. Mà ông ta lại càng không dám tưởng tượng, lại có người dám đánh ông ta ở Đà Nẵng.
Một quyền này của Hoàng Thiên làm tất cả người của nhà họ Sử đều sợ hãi. Về lý do thì rất đơn giản, Sử Chiên chính là một nhân vật có thể đi ngang khắp Đà Nẵng này. Ai dám động đến một ngón tay của lão già này, nhưng Hoàng Thiên lại dám đánh ông ta. Sử Chiên sững sờ, ông ta nằm mơ cũng không ngờ đến trên đời này có người dám đánh ông ta. Hơn nữa còn đánh ông ta ngay trong nhà ông ta, ngay trước mặt rất nhiều đàn em của ông ta. Mẹ nó, mày dám đánh tao? Sử Chiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang lo lắng cho sự an toàn của em gái, hơi đâu mà đấu võ mồm với lão già này. Thấy lão già này còn kiêu ngạo phách lối, Hoàng Thiên cảm thấy phiền không chịu được. Hoàng Thiên nắm lấy cổ áo của Sử Chiên, đánh cho ông ta thêm 3 phát nữa. Con mẹ nó, mẹ gì? Sử Chiên bị đánh đến mức gọi mẹ, từ trước đến giờ ông ta đều ăn sung mặc sướng, đã bao giờ bị đánh cho như thế này đâu. Cái lông chim trong tay Sử Chiên cũng bị rơi xuống đất, máu mũi ông ta phọt ra, máu me be bét đầy mặt. Bảo vệ ông chủ. Người đàn ông mặc vest gọi là Lão Bảy Vân phản ứng chậm mất nửa nhịp, Sử Chiên bị đấm mấy phát rồi gã ta mới hô hào kêu mấy người vệ sĩ xông lên. Lã Việt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào lũ bại hoại này, thấy Lão Bảy dân đàn em xông lên, ông ta cũng cùng đàn em của mình xông lên tiếp đón. Trong sân nhỏ của biệt thự nhà họ Sử xảy ra một cuộc chiến vô cùng ác hệt. Những vệ sĩ của nhà họ Sử cũng không phải ăn chay, thực lực cũng ngang hàng với đàn em của Lã Việt. Tuy nhiên, đàn em của Lã Việt đông hơn, cho nên bọn họ vẫn chiếm ưu thế hơn. Cộng thêm Lã Việt như hổ mạnh xuống núi, sau khi ông ta đánh ngã Lão Bảy xong, mấy vệ sĩ còn lại của nhà họ Sử không ai có thể ngăn cản Lã Việt. Sử Chiên thấy cảnh này, trong lòng lạnh hơn một nửa, nhiều đàn em như vậy nhưng lại không có một ai xông tới giúp ông ta. Mà bàn tay nắm cổ áo Sử Chiên của Hoàng Thiên vẫn không hề được buông lỏng, những cú đánh liên tiếp khiến cho Sử Chiên đau đớn không thôi. Răng rắc, xương sườn của Sử Chiên bị Hoàng Thiên đạp gãy mất một cái, đau đến mức khiến ông ta kêu gào thảm thiết. Không tới nửa phút sau, tất cả đàn em của Sử Chiên đều bị đánh gãy chân nằm lăn ra đất, không ngừng ôm chân kêu gào thảm thiết. Đàn em của Lã Việt cũng có 2 người bị thương, nhưng không bị thương quá nặng, không có gì đáng lo ngại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người anh em này, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, cậu đừng đánh nữa. Sử Chiên không chịu đựng được nữa, năn nỉ cầu xin Hoàng Thiên. Từ từ nói, vừa rồi ông đây không có từ từ nói với ông sao? Hoàng Thiên tức giận quát lên, ánh mắt nhìn thẳng ắng vào Sử Chiên. Sử Chiên thấy ánh mắt của Hoàng Thiên, bị dọa đến hít sâu vào một hơi. Ánh mắt của Hoàng Thiên quá mức đáng sợ, trong ánh mắt đấy mang theo vô vàn sát khí, giống như là muốn giết người vậy. Vâng vâng vâng, vừa rồi là tôi hồ đồ, bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Hơi thở của Sử Chiên dồn dập, mặt đỏ bừng, nhe răng cười với Hoàng Thiên. Nếu như ông sớm ngoan ngoãn như vậy thì việc gì phải chịu trận đánh kia? Hoàng Thiên nói, sau đó giơ tay tát Sử Chiên một cái. Sử Chiên giận sôi máu, ông ta sống bằng này tuổi rồi, cho tới tận bây giờ chưa có bị ai đánh qua đâu, hôm nay là thế nào vậy? Người anh em này, cậu có việc gì thì cứ từ từ nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với cậu mà. Sử Chiên nén giận, không dám cứng đối cứng với Hoàng Thiên. Chát chát, Hoàng Thiên lại vung tay tát cho Sử Chiên 2 cái tát nữa. Tát cho lão già này không nhận ra đâu là phía đông đâu là phía tây nữa. Ai là người anh em của ông? Hoàng Thiên tức giận nói. Đúng đúng, cậu có gì muốn dặn dò? Giọng nói của Sử Chiên cũng trở nên run rẩy, ông ta sắp bị đánh khóc rồi. 2 đứa con trai của ông đâu? Bảo bọn chúng cút ra đây. Hố Càng Thiên quát. Vừa nãy Sử Chiên thật sự bị đánh đến hồ đồ, bây giờ ông ta mới nhớ lúc Hoàng Thiên đến đã bảo ông ta kêu 2 đứa con trai của ông ta cút ra đây. Nhưng ông ta lại không coi Hoàng Thiên ra gì, cho nên mới bị đánh. Bọn nó không có ở nhà. Con mắt Sử Chiên đảo qua đảo lại mấy lần, lắp ba lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Nếu như bình thường, chắc chắn Sử Chiên sẽ diên một cách không hề giả chân, bởi vì xạo trò đối với ông ta mà nói là chuyện thường ngày. Thế nhưng bây giờ ông ta quá sợ hãi Hoàng Thiên, có hơi chột dạ khi nói dối trước mặt Hoàng Thiên, cho nên đã lộ ra rất nhiều sơ hở. Làm sao Hoàng Thiên có thể không nhìn ra chứ? Lão già Sử Chiên này đang nói xạo. Tôi thấy ông nhất định phải muốn tôi đánh chết ông à. Hoàng Thiên là một người không có kiên nhẫn, anh hung hăng kéo Sử Chiên một cái, ném ông ta xuống đất. Ai ra mẹ ơi! Sử Chiên kêu la không ngừng, mặt bị đập xuống đất, răng cửa bị văng ra. Đánh chết ông ta cho tôi! Hoàng Thiên hét lên với Lã Việt. Lã Việt không nói 2 lời, dẫn theo 2 tên đàn em đến đánh đập Sử Chiên.
Sử Chiến ôm đầu khóc lóc liên tục xin tha, mới qua mười mấy giây đồng hồ thôi nhưng ông ta đã không thể chịu nổi. Á đừng đánh nữa, á tha mạng, hai đứa con này của tôi đều ở trong biệt thự. Sử Chiến khóc lóc kêu lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xua tay ra hiệu đám người Lã Việt dừng lại, sau đó anh đi tới túm tóc lão già này, lôi ông ta đi về phía cửa biệt thự. Cậu thả tôi ra đi, tôi có thể tự đi. Sử Chiến nơm nớp lo sợ nhìn Hoàng Thiên, cẩn thận nói. Tốt nhất ông đừng có mà dở trò, nếu không ông sẽ khổ đấy. Hoàng Thiên cảnh cáo Sử Chiến. Sử Chiến nào dám ngang ngạnh nữa. Ông ta nghi ngờ Hoàng Thiên là ăn gạo sống lớn lên, nếu không thì không biết lấy đâu ra cái tính cách nóng nảy như vậy, một lời không hợp là đánh người ta đến chết. Cậu yên tâm, tôi không dám. Sử Chiến run rẩy nói, sau đó đi ở phía trước, dẫn đám người Hoàng Thiên đi vào biệt thự. Hai đứa con trai của tôi vừa mới trở về, hiện tại cả hai đứa nó đều đang ở dưới tầng hầm, các cậu đi theo tôi. Sử Chiến sợ Hoàng Thiên lại dạy dỗ ông ta cho nên rất tận tình dẫn đường. Vẻ mặt Hoàng Thiên tối tăm, không nói một lời nào đi theo phía sau Sử Chiến. Một đoàn người đi vòng qua phòng khách, tiến về phía đường hầm, nhưng lúc này có một giọng nữ êm tai truyền đến. Cứu mạng, cứu tôi với, mau thả tôi ra. Mặc dù giọng nói của cô gái rất êm tai, nhưng lại mang theo cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng, nghe có cảm giác rất đau lòng. Chuyện này là như thế nào? Hoàng Thiên dừng bước, anh nghe thấy được giọng nói này không phải giọng nói của Hoàng Linh. Mà âm thanh này lại truyền ra từ một cái phòng ngủ bên cạnh anh, cách chỗ Hoàng Thiên chỉ có khoảng vài bước chân. Nghe thấy âm thanh kêu cứu của cô gái, Sử Chiến trợn tròn mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Hoàng Thiên đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhưng lại không mở được, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Dầm, Hoàng Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp đạp bay cửa phòng. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ có một cô gái trẻ bị trói tay chân, vẻ mặt đầy sợ hãi và bất lực nhìn Hoàng Thiên vừa mới đạp cửa đi vào. Anh trai gì ơi, mau cứu tôi cầu xin anh. Cô gái trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, tuyệt vọng nói. Hoàng Thiên thật sự rất ngạc nhiên, anh đến nhà họ Sử cứu em gái lại còn gặp phải loại chuyện như thế này. Cô gái này khoảng 20 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, tay chân cô ấy bị trói chặt, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ. Cứu cô ấy. Hoàng Thiên nói với Lã Việt. Lã Việt móc dao ra bước nhanh tới cắt dây thừng trói trên tay chân của cô gái. Lúc này cô gái mới khôi phục tự do chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên, sau đó quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên. Anh à, ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp được, tôi cảm ơn anh. Nói xong, cô gái thật sự quỳ lạy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao có thể chịu được, anh nhanh chóng đỡ cô gái đứng dậy. Ông ta trói cô ở đây sao? Hoàng Thiên chỉ Sử Chiến hỏi cô gái. Cô gái căm hận trừng mắt nhìn Sử Chiến nói với Hoàng Thiên, đúng vậy. Chính là cái tên già mà không đứng đắn này trói tôi ở đây muốn bức hiếp tôi. Mẹ kiếp! Hoàng Thiên thật sự là cạn lời đến cực điểm, nhìn dáng vẻ của ông già Sử Chiến này cũng khoảng 6-70 tuổi rồi, vậy mà lại còn dâm dê như vậy. Anh tới cứu Hoàng Linh nên mới trùng hợp gặp việc này, nếu không cô gái này há có thể không bị Sử Chiến chà đạp chứ. Mặc dù Hoàng Thiên hận không thể hung hăng trừng trị Sử Chiến. Nhưng việc cứu Hoàng Linh quan trọng hơn cho nên Hoàng Thiên cũng không rảnh để phản ứng với Sử Chiến. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi đến tầng hầm. Hoàng Thiên chán ghét trừng mắt nhìn Sử Chiến, anh nghĩ thầm, xem như vừa rồi đánh ông già này là không sai. Sử Chiến nào dám không nghe, liên tục gật đầu dẫn đám người Hoàng Thiên đi xuống tầng hầm. Cô gái kia sợ lại bị bảo vệ nhà họ Sử bắt lại nên không dám rời khỏi Hoàng Thiên mà đi theo sát bên cạnh Hoàng Thiên. Lúc này, trong tầng hầm của nhà họ Sử, hai nam một nữ dồn ép Hoàng Linh đến góc tường. Ánh đèn ở trong tầng hầm cũng không tệ lắm, hai ngọn đèn lớn chiếu sáng tầng hầm hơn 60 mét vuông. Hoàng Linh nhìn chằm chằm hai nam một nữ đang tới gần, cô thật sự đã tuyệt vọng rồi. Sau khi bị bắt cóc ở trước cửa nhà thì cô được đưa tới nơi lạ lẫm này, hai người cấp dưới của Sử Khắc Nghị đưa cô xuống tầng hầm. Một lúc sau, Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh còn có Vương Ngọc Phi đi tới. Hai nam một nữ này rất hung dữ. Vừa rồi họ đã đạp Hoàng Linh mấy cái. Đừng tới đây, rốt cuộc các người muốn làm gì? Hoàng Linh hung hăng lùi về phía sau, lúc này đã không thể lùi lại được nữa. Làm gì sao, hừ, anh của mày đánh bạn trai tao như thế nào thì hôm nay tao sẽ đánh mày giống y như vậy. Vương Ngọc Phi hừ hừ chạy tới bên cạnh Hoàng Linh. Do anh ta đánh cha tôi cho nên anh tôi mới đánh anh ta. Hoàng Linh nói. Bốp bốp. Vương Ngọc Phi hung hãng tát Hoàng Linh hai bạt tai chửi. Con mẹ nó mày còn dám giả mồm. Ha ha, Ngọc Phi, nếu như phá hỏng cô gái xinh đẹp như vậy thì quá đáng tiếc. Sử Khắc Nghị lên tiếng,
Thằng nhãi này cười tủm tỉm không ngừng ngắm nhìn khắp người Hoàng Linh. Hoàng Linh không chỉ xinh đẹp mà dáng người càng mê chết người, cái đầu dâm dê Sử Khắc Nghị đã sớm nhìn trúng Hoàng Linh rồi. Sử Khắc Nghị bắt Hoàng Linh về đây chủ yếu là muốn đối phó với Hoàng Thiên, đương nhiên gã ta cũng có ý đồ xấu với Hoàng Linh. Đây thật sự là cha nào con nấy. Ông già Sử Chiến kia bắt một cái cô gái xinh đẹp về thì Sử Khắc Nghị cũng di truyền sự dâm dê của cha, gã ta bắt Hoàng Linh về đây. Đương nhiên, nhà họ Sử là gia đình có tiền có thở ế Đà Nẵng, chỉ cần không xảy ra án mạng thì rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền và quan hệ để dọn dẹp, đây cũng chính là nguyên nhân hai cha con nhà họ Sử cả gan làm loạn. Hoàng Linh nhìn thấy Sử Khắc Nghị không có ý tốt thì trong lòng của cô càng thêm luống cuống. Anh muốn làm gì, anh cách xa tôi ra. Hoàng Linh nhìn Sử Khắc Nghị đang bước từng bước tới gần thì tuyệt vọng kêu la lên. Ha ha, cô đoán thử xem tôi muốn làm gì, để tôi xem cô có thông minh hay không. Sử Khắc Nghị cười bỉ ổi chạy tới bên cạnh Hoàng Linh. Sử Khắc Minh nhìn thấy anh trai mình chạy tới thì trong lòng của anh ta cũng giống như là bị mèo cào, bởi vì anh ta cũng đã sớm chọn trúng Hoàng Linh. Chỉ là bạn gái Vương Ngọc Phi của anh ta đang ở ngay bên cạnh, thằng nhãi này không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hừ hừ, anh của cô nợ chúng tôi, hôm nay cô phải thay nó trả hết nợ cho chúng tôi. Chờ sau khi tôi trừng phạt cô rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho anh trai cô để nó đến nhận cái chết. Sử Khắc Nghị cười âm u, vẻ mặt lộ ra sự hèn mọn muốn chiếm được Hoàng Linh. À anh cút xa ra. Hoàng Linh bị dọa sợ đến nỗi nhắm mắt lại, trong lúc bối rối theo bản năng giơ chân đá. Ôi chao, mẹ kiếp. Sử Khắc Nghị đau đớn kêu lên rồi ngồi xổm trên mặt đất. Hoàng Linh đá vào ngay bộ phận quan trọng của gã ta làm cho gã ta đau đến nỗi không muốn sống nữa. Mẹ nó, mày còn dám đá tao sao? Sau khi Sử Khắc Nghị đứng dậy thì vung mạnh bàn tay hung hãng tát lên mặt Hoàng Linh. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Linh đã sưng đỏ. Khắc Nghị, dừng tay, nhanh dừng tay lại. Đúng lúc này, Sử Chiến ôm chỗ xương sườn đã bị gãy yếu ớt la lên. Sử Khắc Nghị còn đang rất vui vẻ đánh Hoàng Linh. Gã ta nghe thấy giọng nói của cha mình thì vội vàng quay lại nhìn. Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi cũng vô cùng ngạc nhiên, hai người họ cũng quay đầu nhìn. Ba đứa khốn nạn này đều ngây ngẩn cả người. Họ thấy vẻ mặt đau đớn của Sử Chiến giống như một đứa cháu trai bị người ta dồn ép đang nhanh chóng đi tới đây. Nhìn về phía sau lưng của Sử Chiến, trong lòng Sử Khắc Nghị thầm giật mình. Đó không phải là Hoàng Thiên sao? Hoàng Thiên quả thực chính là từ trên trời rơi xuống. Sử Khắc Nghị nhìn thấy Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì lập tức sợ ngây người. Sử Khắc Minh và Vương Ngọc Phi cũng không ngờ, hai người họ cũng giật mình đứng im tại chỗ. Anh, nhanh tới cứu em. Hoàng Linh khóc, cô có nằm mơ cũng không ngờ anh trai lại tới đây, lúc này cô quá uất ức, quá bất lực nên khóc lớn. Lúc Hoàng Thiên vừa mới đi vào tầng hầm thì nghe thấy tiếng tát không ngừng vang lên, khi anh nhìn thấy Sử Khắc Nghị dám đánh Hoàng Linh như thế thì đã không thể kìm chế được sự tức giận trong lòng. Lúc này Hoàng Thiên không nói gì, lấy cây dùi cui ở trong tay một cấp dưới của Lã Việt. Không hay rồi. Trong lòng Sử Khắc Nghị trầm xuống, gã ta nhanh chóng phỏng đoán tình hình, hiện tại trong tầng hầm chỉ có ba người nhà gã ta cộng với Vương Ngọc Phi không có tác dụng gì, mà Hoàng Thiên lại dẫn theo mười mấy người tới đây. Đừng nói là dẫn theo mười mấy người, xem như chỉ có một mình Hoàng Thiên thì gã ta cũng khó có thể đối phó. Lúc ở thành phố Bắc Ninh, một mình Hoàng Thiên đã đánh anh em gã ta. Còn có hai cấp dưới cũng đều bị Hoàng Thiên đánh cho ngã xuống đất, không có sức lực đánh trả. Đầu óc của Sử Khắc Nghị ông, gã ta nhìn thấy Hoàng Thiên cầm dùi cui đi tới thì gã ta đã biết là họa rơi trúng đầu rồi. Mày đừng có tới đây, dừng lại. Sử Khắc Nghị vội vàng ra lệnh cho Hoàng Thiên dừng lại nhìn có vẻ vô cùng buồn cười. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã đến bên cạnh Sử Khắc Nghị. Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thiên tái xanh. Cả người từ trên xuống dưới đều tản ra hơi thở chết chóc làm cho người ta sợ run lên, Sử Khắc Nghị trợn tròn mắt. Bốp! Hoàng Thiên tức giận không nói gì, vung dùi cui trong tay đánh lên cánh tay phải của Sử Khắc Nghị. Răng rắc! Á! Sử Khắc Nghị kêu thảm rồi té ngã trên mặt đất, cánh tay phải đã bị đập gãy. Sử Khắc Nghị là một cậu cả của một gia đình giàu có, anh ta chưa bao giờ phải chịu cực khổ như vậy, bây giờ anh ta đau đến không còn muốn sống nữa. Sử Khắc Nghị chưa kịp nghỉ ngơi, thì cây côn trong tay Hoàng Thiên lại đánh một xuống ngay cánh tay của Sử Khắc Nghị. Sử Khắc Nghị đau đến hoa cả mắt, trước mặt chỉ toàn là một màn đen, rồi anh ta ngay lập tức ngất đi. Tất cả mọi thứ, chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng mấy giây, vừa rồi Sử Khắc Nghị còn khỏe mạnh, bây giờ cả hai cánh tay đều bị phế hết rồi. Sử Khắc Minh còn đang muốn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, nhưng vừa mới nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là người của Hoàng Thiên, anh ta lập tức không còn dũng khí đó nữa.
Em gái, qua đây. Hoàng Thiên đưa tay gọi Hoàng Linh. Hoàng Linh coi như là đã gặp được người thân rồi, cơ thể run sợ chạy đến Gaân bên cạnh của Hoàng Thiên, xà vào trong lòng của Hoàng Thiên. Trước giờ Hoàng Thiên vẫn luôn rất cưng chiều cô em gái này, nhìn thấy cô chịu thiệt thòi lớn như thế, lửa giận trong lòng Hoàng Thiên bùng cháy dữ dội. Tuy đã phế hai cánh tay của Sử Khắc Nghị, nhưng lửa giận trong lòng Hoàng Thiên một chút cũng không hề giảm xuống. Vỗ về sau lưng Hoàng Linh, Hoàng Thiên dịu dàng nói, đừng sợ, nói cho anh hai biết, còn ai đánh em nữa. Hoàng Linh ý thức được liên nhìn qua Vương Ngọc Phi một cái, nhưng sau đó rất nhanh cô đã hối hận, bởi vì cô hiểu rất rõ tính khí của Hoàng Thiên, nếu như anh trai cô biết Vương Ngọc Phi đã ra tay đánh cô, không đánh chết Vương Ngọc Phi mới là lạ đó. Cho nên Hoàng Linh đã vội vàng quay đầu lại, nói với Hoàng Thiên, không có ạ. Nhưng động tác này làm sao qua mặt được Hoàng Thiên chứ? Nhìn qua gương mặt của Vương Ngọc Phi, chỉ thấy Vương Ngọc Phi mặt mày trắng bệch lại, làm ra một bộ dạng rất đáng thương, Hoàng Thiên ngay lập tức liền hiểu ra. Cô cũng đánh em gái tôi có đúng không? Hoàng Thiên chỉ tay về Vương Ngọc Phi. Không, đâu có đâu, cậu Thiên, tôi thật sự không có mà. Vương Ngọc Phi chối cãi nói. Hoàng Thiên không nói gì hết, nhìn gương mặt Hoàng Linh một chút, phát hiện ra có mấy dấu vân tay mảnh, rõ ràng là do móng tay của phụ nữ. Với lại dấu vân tay mảnh này lại nằm bên trái gương mặt của Hoàng Linh, Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Vương Ngọc Phi nói, là dùng tay phải đánh đúng không? Thật sự không có, anh Hoàng Thiên, anh hãy tin tưởng tôi. Vương Ngọc Phi lắp bắp, đến bây giờ, cô mới biết được là chọc giận Hoàng Thiên sẽ đáng sợ như thế nào. Cô qua đây. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vương Ngọc Phi không dám bước đến, cô ta sợ Hoàng Thiên sẽ đánh gãy hai cánh tay của cô ta. Nhanh lên. Dạ vâng vâng ạ. Tiếp theo tiếng hét của Hoàng Thiên, Vương Ngọc Phi không dám mè nheo, vội vàng đi đến trước mặt của Hoàng Thiên. Ăn hiếp em gái của tôi rất sảng khoái đúng không? Hoàng Thiên chất vấn Vương Ngọc Phi, tiếp theo là bốn cái tát tặng cho Vương Ngọc Phi. Ái đau đau. Vương Ngọc Phi bị đánh rất thê thảm khóc như ma trù, ôm mặt nhìn Hoàng Thiên. Thật sự muốn đập nát bàn tay của cô ra. Hoàng Thiên tức giận nói. Cậu Thiên, anh đừng có như vậy mà, người ta là con gái đó, hu hu. Vương Ngọc Phi oa lên khóc, ở trước mặt Hoàng Thiên ra vẻ đáng thương. Đi qua bên kia tự mình đánh mình đi, không bảo cô dừng thì không được dừng. Hoàng Thiên chỉ vào chỗ mà vừa rồi Hoàng Linh đã đứng. Vương Ngọc Phi rên khóc kêu khổ, nhưng đây còn hơn là bị đập nát bàn tay, cô ta vội vàng đi đến góc tường, bắt đầu tự tát vào mặt mình. Mắt thất bạn gái mình bị Hoàng Thiên xử lý như thế, gã Sử Khắc Minh này cũng không dám lên tiếng, bởi vì anh ta thật sự đã bị Hoàng Thiên làm cho hoảng sợ. Anh trai của anh ta còn đang nằm trên mặt đất hôn mê chưa tỉnh, vừa rồi Hoàng Thiên ra tay thật sự là rất tàn nhân. Mày tính sao đây? Hoàng Thiên dùng côn chỉ Sử Khắc Minh, lạnh giọng hỏi nói. Sử Khắc Minh cũng biết có thua mình cũng không có tác dụng gì, Hoàng Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chỉ có thể hù dọa Hoàng Thiên, mới hy vọng tránh được một kiếp. Hoàng Thiên, mày biết nhà họ Sử của bọn tao có thế lực như thế nào không? Tao khuyên mày nên thu tay đúng lúc. Nếu không mày sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này. Sử Khắc Minh hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, uy hiếp một phen. Nhưng mà tên nhóc Sử Khắc Minh này quá thật, trí nhớ quá kém, anh ta cũng không xem thử giờ là lúc nào rồi, dù cho nhà họ Sử có lợi hại thế nào, Hoàng Thiên thèm quan tâm sao? Nhà họ Sử của mày lợi hại lắm hả? Ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia lạnh giá, nhìn thẳng Sử Khắc Minh. Sử Khắc Minh thua xa anh trai của anh ta. Nếu như Sử Khắc Nghị nhìn thấy ánh mắt của anh hiện giờ đã sớm im miệng rồi. Nhưng Sử Khắc Minh có chút não tàn, thằng nhóc này nghe Hoàng Thiên nói xong, lập tức cười lạnh một cái rồi nói, lợi hại hay không lợi hại, mày ra ngoài nghe ngóng là biết. Tao nói cho mày biết Hoàng Thiên, không ngờ là mày lại dân nhiều người theo đến như vậy, hôm nay là do ông đây sơ ý thôi, nếu không thì các người một người cũng không thể sống sót quay về đâu. Nói xong, Sử Khắc Minh còn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, anh ta là muốn hù dọa Hoàng Thiên. Đánh gãy chân tay của thằng nhóc này cho tôi. Hoàng Thiên không phí lời với Sử Khắc Minh, mắt thấy đàn em của Hoàng Thiên đang nhào đến, anh ta bị dọa đến mức không biết phải làm sao cho tốt. Nhưng mà cứ tiếp tục kêu gào nữa thì cũng không có tác dụng gì, bọn người của Lã Việt đều là xã hội đen, hơn thế nữa là do Lã Việt đào tạo ra, ai ai cũng đều rất dũng mãnh. Sau một trận gào thét, Sử Khắc Minh đã bị đánh gãy cả tay lẫn chân, nằm trên đất như một con chó chết, không chút động đậy. Mày cũng đừng giả vờ hôn mê nữa. Hoàng Thiên đá Sử Khắc Nghị đang nằm trên đất. Từ sớm thằng này đã tỉnh rồi, Hoàng Thiên cũng đã phát giác ra. Sử Khắc Nghị thấy không giả vờ được nữa, chỉ có thể bò từ dưới đất lên,
hai cánh tay đã gãy, đau đến gã ta nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi trên người không ngừng đổ xuống. Hoàng Thiên, mày sẽ phải hối hận vì những chuyện mày đã làm ra. Sử Khắc Nghị cắn răng nói với Hoàng Thiên. Đánh gãy luôn hai chân của thằng này cho tôi. Hoàng Thiên bình thản nói một câu. Răng rắc, ôi á, bình bịch. Sử Khắc Nghị ngã xuống sau tiếng kêu thảm thiết, gã ta và em trai gã ta Sử Khắc Minh, đều đã bị đánh gãy hai tay hai chân, lần này hai anh em nhà họ Sử đã biến thành một đôi chó chết. Sử Chiến đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trái tim già nua của ông ta thiếu chút nữa là ngừng đập. Ông ta cảm thấy Hoàng Thiên thật đáng sợ, sống đến từng tuổi này rồi, chưa bao giờ phải trải qua cảnh tượng bạo hành như vậy. Tuy căm hận Hoàng Thiên đến tận xương tủy, nhưng Sử Chiến lại không dám lên tiếng. Ông ta biết rõ Hoàng Thiên lợi hại như thế nào. Đi thôi em gái, anh trai dẫn em đi về nhà. Hoàng Thiên nâng niu nhìn Hoàng Linh một cái, nhẹ nhàng cười nói với cô ấy. Trong lòng Hoàng Linh vô cùng chấn động, với lại cô cũng phát hiện ra, anh hai có thể vì cô, thật sự không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì, thủ đoạn cũng rất tàn bạo. Lúc này Hoàng Linh gật đầu, đi đến bên cạnh Hoàng Thiên, chuẩn bị rời khỏi căn phòng dưới lòng đất. Nếu như cha con mấy người cảm thấy bài học này vẫn chưa đủ, có thể đến tìm tao bất cứ lúc nào. Nhưng mà lần sau, tao sẽ lấy luôn mạng của tụi bay. Hoàng Thiên vứt câu nói này cho cha con nhà họ Sử, rồi dẫn theo Hoàng Linh rời khỏi căn phòng dưới đất. Lã Việt dẫn theo đàn em, bảo vệ người phụ nữ vừa mới được cứu và đi theo Hoàng Thiên ra ngoài. Người con gái đó cảm kích nhìn Hoàng Thiên, cũng tận mắt thấy Hoàng Thiên dạy dỗ cha con nhà họ Sử, cô ta sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, cảm ơn anh đã cứu em. Người con gái này nói lời cảm ơn với Hoàng Thiên. Nhanh về nhà đi. Hoàng Thiên cười cười với người con gái này, ý muốn ra hiệu cho cô ta nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Về nhà, con mẹ nó, ai cũng đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn biệt thự chuyên đến một giọng đàn ông dữ tợn. Người đàn ông này có một giọng nói khó nghe, khiến mọi người khó chịu. Cùng với sự hung dữ trong giọng nói của ông ta, càng khiến da đầu tê dại. Hoàng Linh được Hoàng Thiên cứu cực kỳ xúc động, còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, cô sợ tới mức suýt ngã quy. Anh Hoàng Thiên, xem ra, hình như lại gặp phải. Cô lo lắng nhìn Hoàng Thiên nói, bất giác tựa vào Hoàng Thiên. Đừng sợ, không sao đâu. Hoàng Thiên vững vàng như núi, xoa dịu cô. Nhìn thấy sự bình tĩnh của Hoàng Thiên, trong lòng cô cũng bình tĩnh lại, không còn sợ hãi nữa. Anh, viện binh của nhà họ Sử đến đây. Hoàng Linh có chút căng thẳng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhẹ, nói với Hoàng Linh, viện binh gì chứ, không có chuyện gì, anh đưa em về. Được, Hoàng Linh mạnh mẽ gật đầu, vâng tín tưởng Hoàng Thiên. Hai anh em nói chưa được mấy lời, một đám người liền xông vào từ bên ngoài biệt thự. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, ăn mặc rất sang trọng, trông như một người giàu có và quyền thế. Phía sau người đàn ông này, là một đám đàn ông cao to, có những người ở độ tuổi 20 và 30. Nhìn thấy những người này xông vào, vệ sĩ của nhà họ Sử bị Hoàng Thiên và Lã Việt chèn ép, lúc này căn bản đều xông ra, bọn họ đều có vũ khí trong tay. Chỉ có hai người bị gãy chân vẫn nằm trong biệt thự. Chết tiệt, cho dù mày có kiêu ngạo thế nào, hôm nay không ai có thể rời khỏi nhà họ Sử. Lúc này, lão bảy rụt cổ hét lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hoàng Thiên thoạt nhìn đã hiểu, chắc là lão bảy đã kêu gọi nhiều người đến như vậy. Chỉ là Hoàng Thiên vẫn không biết những người này có liên quan gì đến nhà họ Sử. Lão bảy, làm sao vậy? Người đàn ông đứng tuổi khoảng 40 và 50 bước tới, ánh mắt hung ác, và hỏi lão bảy. Cậu hai, những người này đến từ thành phố Bắc Ninh. Bọn họ đã đánh ông chủ của tôi bị thương, bọn họ dẫn ông chủ vào biệt thự tìm hai cậu chủ. Lão bảy chỉ vào Hoàng Thiên và Lã Việt, hung ác nói tiếp, không biết ông chủ và cậu chủ thế nào rồi, có lẽ bị bọn họ ra tay rồi. Nghe lão bảy nói vậy, gương mặt của người đàn ông đầy tức giận. Có chuyện như vậy sao? Người đàn ông liếc nhìn lão bảy, rồi bắt đầu nhìn Hoàng Thiên. Đúng vậy, cậu hai, nếu không tôi cũng không gọi điện thoại kêu cậu tới giúp đỡ. Lão bảy gật đầu nói với người đàn ông. Người đàn ông trung niên vẻ mặt u ám. Sau vài giây im lặng, ông ta nói với lão bảy. Vào biệt thự nhìn xem, anh cả và hai cháu trai của tôi thế nào? Được. Lão bảy đồng ý. Liên đưa một số đàn em vào biệt thự. Cậu nhóc, cậu có phải là thủ lĩnh của họ không? Người đàn ông chỉ vào Hoàng Thiên và hỏi anh. Hoàng Thiên không hiểu nổi dáng vẻ kiêu ngạo của tên này, lúc này mới lạnh lùng nói, tránh đường sang một bên, không nên dính vào vũng nước bùn này.
Ai dô, mẹ kiếp, tao đã ở Đà Nẵng nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua người như mày. Người đàn ông bắt đầu to tiếng, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng Thiên sẽ dám coi thường ông ta. 10 giây cho ông, tự mình ra ngoài, Hoàng Thiên rất nóng nảy mà cảnh cáo mọi người đàng hoàng. Cậu có biết tôi là ai không? Nghe tôi nói này, tôi tên là Sử Trấn. Tôi là em ruột của Sử Chiến. Sử Trấn báo tên của mình xong, sau đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, chờ đợi Hoàng Thiên cầu xin lòng thương xót. Nhưng để ông ta thất vọng rồi, Hoàng Thiên chưa từng nghe nói qua ông ta. 5 giây cuối cùng còn lại, ông còn không lăn đi. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Sử Trấn, mẹ kiếp, xem ra mày rất muốn chết. Sử Trấn hoàn toàn tức giận, vừa định bảo đàn em đánh một trận, nhưng đúng lúc này, Lão Bảy đi ra. Lão Bảy đi ra khỏi biệt thự trước, sau lưng là người của ông ta đi theo. Một số người đàn ông đã sử dụng các tấm cửa để nhấc Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh ra, mà Sử Chiến bị người ta nâng ra ngoài, vẻ mặt đau khổ. Cả Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh đều bị hôn mê, cả hai người này đều bị gãy tay và chân, hôn mê vì đau và vẫn chưa tỉnh lại. Cái này... Khi Sử Trấn nhìn thấy cảnh này, mắt ông ta đột nhiên mở to. Hai cháu trai của ông ta bị đánh và trở nên tàn tật. Nằm trên cửa như người chết, không biết còn sống hay đã chết. Còn anh trai Sử Chiến, ôm lấy xương sườn của ông ta, đau đớn rên rỉ, và rõ ràng là đã bị thương. Anh cả! Sử Trấn hét lên và chạy đến bên cạnh Sử Chiến. Khi thấy Sử Trấn đưa người đến đây, Sử Chiến gần như bật khóc vì đau đớn. Em trai! Sử Chiến run lên, ông ta ôm chặt xương sườn và nhìn Sử Trấn. Trời, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cả Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh đều còn sống chứ? Sử Trấn ngạc nhiên nhìn Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh, và hỏi Sử Chiến. Bọn nó vẫn còn sống, nhưng cả tay chân của chúng nó cũng bị đánh gãy. Xương sườn của anh cũng bị gãy. Em trai, anh muốn em báo thù cho nhà bọn anh. Sử Chiến đã hoàn toàn hết sức, sống lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện sự yếu đuối. Tên nhóc này làm sao? Sử Trấn chỉ vào Hoàng Thiên một cách dữ dội và hỏi Sử Chiến. Đúng, là tên nhóc này. Sử Chiến cũng có sự tự tin, chỉ vào Hoàng Thiên, hung tợn nói. Được rồi, anh nhìn em làm thu thập nó. Trong mắt Sử Trấn hiện lên sự lạnh lẽo, nói xong liền đi tới gần Hoàng Thiên. Được lắm nhóc con, mày là người ở đâu vậy? Dám khiêu khích nhà họ Sử chúng tao à, cho rằng mình sống đủ rồi à? Sử Trấn chỉ vào mũi Hoàng Thiên, tuy rằng giọng điệu chỉ trích, nhưng không dám động đến Hoàng Thiên ngay lập tức. Dù sao, Hoàng Thiên dễ dàng đưa người đến Đà Nẵng thu thập nhà họ Sử thì chắc cũng không đơn giản. Hoàng Thiên biết hôm nay toàn thân khó lui, càng không thể nói lý, trong tình huống này xem ai ra tay ác hơn. Nhìn thấy Sử Trấn duỗi ra một ngón tay kiêu ngạo như vậy, Hoàng Thiên rất khó chịu, anh đã nắm lấy ngón trỏ duỗi ra của Sử Trấn. Không ổn. Sử Trấn lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì Hoàng Thiên quá nhanh, người bình thường đơn giản không có tốc độ nhanh như vậy. Các ngón tay vốn đã rất thụ động, và Sử Trấn sợ rằng Hoàng Thiên sẽ bẻ gãy ngón tay của mình. Răng rắc. Sử Trấn gào thét, ngón trỏ bên phải đã bị Hoàng Thiên bẻ gãy. Đây thực sự là điều mà ông ta sợ hãi, 10 ngón tay nối liền với trái tim, thân phận của Sử Trấn ở Đà Nẵng coi như rất cao, ông ta đã phải chịu đau đớn như vậy bao giờ đâu. Đau chết tao rồi. Đờ mờ thả tao ra, Sử Trấn hét lên, không quên chửi bới, còn dám nói lời không sạch sẽ. Hoàng Thiên nhìn Sử Trấn thích tìm đường chết này, tay trái của anh thô bạo nắm lấy tóc Sử Trấn. Tụi bay còn ngẩn người à, mau giết tên nhãi này đi. Vẻ mặt đau đớn, Sử Trấn ra lệnh cho đàn em của mình cùng nhau đối phó với Hoàng Thiên. Sử Trấn đã đưa hơn 20 người tới, không ai trong số họ là ngôi không cải trong toàn bộ Đà Nẵng. Nhà họ Sử nói một không ai nói hai, những tên tay sai nhà họ Sử này thường ngày rất uy phong. Ngoài ra, trong những năm qua họ thường xuyên đánh nhau, vì vậy cảnh tượng như này rất phổ biến. Nhìn thấy bên người Hoàng Thiên chỉ có mười mấy người, những người này càng thêm tin tưởng, cảm thấy hôm nay chắc chắn phải đánh một trận. Sử Trấn ra lệnh, hơn 20 người cùng xông lên cứu Sử Trấn. Lã Việt đỏ mắt, đối với ông ta, Hoàng Thiên là ông chủ của ông ta. Nhìn thấy nhiều người muốn ra tay với Hoàng Thiên như vậy, ông ta cũng có chút sốt ruột lên cho tôi, chặn chúng lại. Lã Việt ra lệnh. Hơn chục người xông lên. Hoàng Thiên nhìn liền thấy không ổn, loại cận chiến này, mấy chục người của Lã Việt, e bọn họ đều sẽ bị thương. Làm không tốt sẽ phải trả giá một vài mạng sống. Mấy chục người này đều trung thành với Lã Việt và rất trung thành với Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên không muốn thấy máu chảy thành sông. Kêu bọn chúng không được nhúc nhích.
Hoàng Thiên đột nhiên rút một con dao găm từ thắt lưng của mình ra và kề sát vào cổ Sử Chiến. Con dao găm băng giá, thứ này nằm trên cổ, sức ảnh hưởng quá mạnh. Đời người ngắn ngủi như muối bỏ bể, với thân phận giàu có như Sử Chiến, người này sống ngày thường gọi là dễ chịu, không muốn chết. Mày dám, tao nói cho mày biết, mày dám làm đụng vào một sợi lông của tao thôi, tao sẽ cho mày chết. Sử Chấn hung dữ trừng mắt, lớn tiếng kêu lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, lời đe dọa của Sử Chấn cũng không có ích gì đối với Hoàng Thiên. Động vào một sợi lông của mày, tao đã làm mày gãy một ngón tay, mày có thể làm gì? Sau khi Hoàng Thiên nói, con dao găm đột nhiên đâm vào cổ Sử Chấn. Ôi, đừng giết tôi! Sử Chấn luyến tiếc mạng, sau khi cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta sợ hãi hét lên. Kêu cho đàn em của mày dừng tay. Hoàng Thiên hét lớn với Sử Chấn, bởi vì anh thấy hơn 20 đàn em của Sử Chấn đã chiến đấu với Lã Việt. Tất cả dừng lại, đừng đánh bọn họ nữa. Giọng nói Sử Chấn có chút run rẩy, lớn tiếng ra lệnh cho những người dưới quyền. Lời này còn rất có uy quyền, sau tiếng hô này, toàn bộ hơn 20 người của ông ta đều dừng lại. Lã Việt cũng dừng lại, ông ta cũng vẫy tay và ra hiệu cho người của mình dừng lại. Dù sao thì giang hồ cũng có quy tắc giang hồ, bên kia đã dừng lại. Lã Việt đương nhiên không thể để cho đàn em của mình ra tay nữa, như vậy sẽ phạm quy. Em trai, em, cẩn thận. Ông già Sử Chiến rất căng thẳng, nhắc nhở Sử Chấn. Mặt mày Sử Chấn xanh lét, râu ria xồm xoàm vì tức giận, ông ta cảm thấy mình quá xấu hổ và mất mặt. Bây giờ ông ta phải cẩn thận như thế nào? Mạng nhỏ đang trong tay Hoàng Thiên, với trình độ này của mày mà dám ra mặt giúp Sử Chiến. Hoàng Thiên khinh thường cười hỏi Sử Chấn. Hôm nay coi như tao đen đủi, mày thả tao ra. Tao không làm khó dễ mày. Sử Chấn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao có thể nghe thứ này. Một khi Sử Chấn được thả, việc rút lui càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại không tiện tha cho mày, cứ việc đi cùng tao đã. Hoàng Thiên nói xong, một tay nắm tóc Sử Chấn, tay kia cầm dao găm đặt lên cổ Sử Chấn. Kéo Sử Chấn bước tới cửa biệt thự. Khi hơn 20 đàn em của Sử Chấn nhìn thấy điều này, tất cả đều đi theo. Mặc dù không dám xông lên giải cứu Sử Chấn nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Lã Việt không dám bất cẩn, ông ta gọi Hoàng Linh và cô gái được Hoàng Thiên cứu, cùng nhau đi theo Hoàng Thiên, sẵn sàng rời khỏi khu biệt thự nhà họ Sử. Thấy họ định đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có mấy chiếc ô tô lao tới, chặn trước cửa biệt thự. Hoàng Thiên vừa đi tới cổng biệt thự liền bị những người này ngăn cản. Anh thấy một ông già với mái tóc bạc trắng đi tới với khuôn mặt thâm trầm, phía sau có hàng chục người. Mười mấy người do ông cụ tóc trắng này mang theo sắc bén hơn nhiều so với những người do Sử Chấn đưa tới, bởi vì ánh mắt của mười mấy người này đều là sát ý. Ánh mắt họ không lừa được người, Hoàng Thiên vừa liếc mắt liền thấy được. Mười mấy người do ông già tóc trắng đưa tới đều là nhân vật tàn nhẫn. Cha! Sử Chấn hoảng hốt khi bất ngờ nhìn thấy ông già tóc bạc trắng này. Ông ta không khỏi vui mừng và hét lên. Người đến là ông cụ của nhà họ Sử, Sử Chính Tưởng. Ông ta cũng là cha của Sử Chiến và Sử Chấn. Ông ta năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng xương cốt còn khá dẻo dai. Khi Sử Chính Tưởng nhìn thấy con trai thứ hai của mình bị bắt, hai mắt ông lóe lên. Láo xược, cậu là ai? Con trai của Sử Chính Tưởng mà cũng dám động vào. Sử Chính Tưởng bình tĩnh, giọng nói giống như chuông lớn, chất vấn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng tin chắc, quả thực nhà họ Sử cũng không dễ chơi. Đầu tiên em trai của Sử Chiến là Sử Chấn đến. Và bây giờ cha của họ lại nhảy ra, gần như liên tiếp. Con trai ông cũng không có gì ghê gớm, cút ra cho tôi, nếu không tôi cũng thu thập luôn cả ông. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Gì thế này? Sử Chính Tưởng không bao giờ ngờ rằng có người dám nói chuyện với ông ta như thế này. Đây không phải hoàn toàn là tìm đến cái chết sao? Thằng nhóc lại dám hung hăng như vậy trước mặt ông đây. Sử Chính Tưởng đập gậy thật mạnh xuống đất và giận dữ hét vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ cau mày, không còn kiên nhẫn nữa, cảm thấy nhà họ Sử đều đi tìm chết, thật quá khó chịu. Hừm, cho dù không nói, tôi cũng biết cậu là yêu cậu tên là Hoàng Thiên đúng không? Cậu là người nhà họ Hoàng ở Hà Nội đúng không? Sử Chính Tưởng nheo mắt và hừ lạnh với Hỗ Càng Thiên. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hoàng Thiên, không ngờ rằng Sử Chính Tưởng sẽ biết được thân phận của mình. Sử Chiến và Sử Chấn nghe thấy rõ ràng, cả hai người họ đều hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao Hoàng Thiên lại điên như vậy, hóa ra là người nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Đúng vậy, làm sao ông biết? Hoàng Thiên thật sự rất tò mò, làm sao lão già Sử Chính Tưởng này lại biết? Hai cháu trai của tôi gặp rắc rối tại khu vui chơi ở thành phố Bắc Ninh.
Tôi biết chuyện rồi, chủ nhân của công viên nước là con trai nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Tôi biết rõ điều này. Sử Chính Tưởng cong môi, không vội vàng mà nói. Mặc dù Hoàng Thiên cảm thấy Sử Chính Tưởng khá phiền phức, anh vẫn phải thừa nhận rằng Sử Chính Tưởng không đơn giản. Hi hi, xem ra ông cũng biết nhiều rồi. Được rồi, tôi không rảnh chơi với ông, tránh ra. Sau khi Hoàng Thiên chế nhạo, anh nhìn thẳng vào Sử Chính Tưởng. Đối với Sử Chính Tưởng, thái độ của Hoàng Thiên khi nói chuyện với ông ta là sự sỉ nhục đối với ông ta. Chưa ai dám nói chuyện với tôi Sử Chính Tưởng tôi như vậy, cậu chủ Hoàng, cậu quá ngông cuồng rồi, sẽ gặp xui xẻo đấy. Sử Chính Tưởng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và nói. Ngại quá, con người tôi từ trước tới nay đều ngông cuồng như thế. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Tuy trông Sử Chính Tưởng rất khí thế nhưng Hoàng Thiên lại không hề e ngại ông ta. Sử Chính Tưởng lại cảm nhận được cảm giác bị xem thường một lần nữa, ông ta cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Thiên thật sự không sợ chết à? Với cái tình hình này mà Hoàng Thiên vẫn đi à? Tên này không sợ phải bỏ cái mạng nhỏ lại trốn này à? Ha ha! Rất đúng, quả nhiên cậu chủ nhà họ Hoàng không tâm thường. Nhưng cậu có nghĩ ông đây mà muốn giết chết cậu thì chỉ cần vài phút thôi không? Cậu nghĩ hôm nay cậu có thể sống sót rời khỏi đây à? Sử Chính Tưởng lạnh lùng cười, nhìn Hoàng Thiên và nói. Thật ra lão già này đang cố kéo dài thời gian để tìm cơ hội cứu Sử Chấn. Nếu Hoàng Thiên mà không dùng dao ép Sử Chấn thì Sử Chính Tưởng đã ra lệnh ra tay từ lâu rồi. Đương nhiên là Sử Chính Tưởng không thật sự muốn lấy mạng Hoàng Thiên. Ông ta chỉ muốn khống chế Hoàng Thiên và đòi một lời giải thích của nhà họ Hoàng ở thủ đô. Dù sao Sử Chính Tưởng cũng không dám động bừa vào cậu chủ của nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Hoàng Thiên nhìn Sử Chính Tưởng, lúc này Hoàng Thiên không còn kiên nhẫn nữa. Càng kéo dài thời gian thì mình càng bất lợi, dù sao ở đây cũng là ở Đà Nẵng, không phải địa bàn của mình. Mà lần này tới đây cũng không gióng trống khua chiêng gì mà chỉ có Lã Việt và mười mấy đàn em của ông ta. Cứ nghĩ là sẽ cứu được Hoàng Linh ra một cách dễ dàng rồi sau đó quay về thành phố Bắc Ninh, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều việc hỗn loạn như vậy. Tôi muốn rời đi thì ông ngăn được tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Sử Chính Tưởng. Ha ha ha, tôi cũng đã nghe nói về năng lực của cậu Thiên. Nghe nói trước đây cậu đã học võ với người vệ sĩ đứng đầu của nhà họ Hoàng Vũ Thanh. Còn vị bên cạnh cậu đây hình như cũng là người học võ, cứ cho là hai người có thể thoát ra khỏi vòng vây đi, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ cũng thoát ra được à? Ha ha ha! Sử Chính Tưởng cười gằn, dáng vẻ ăn chặt Hoàng Thiên, chỉ mười mấy đàn em của Lã Việt, còn có cả Hoàng Linh và cô gái được Hoàng Thiên cứu ra. Những lời này lại rất đúng. Trong lòng Hoàng Thiên biết rất rõ ràng rằng để anh và Lã Việt thoát ra được thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đưa tất cả mọi người thoát ra khỏi vòng vây thì khó càng thêm khó. Nhất là Hoàng Linh và cả cô gái vô tội kia, một khi đã ra tay thì chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên bị hại. Mà lão già Sử Chính Tưởng trước mặt này có vẻ rất xảo quyệt, khó đối phó. Hoàng Thiên cảm thấy rất hóc búa, cái lão già Sử Chính Tưởng này, xem ra khó chơi hơn hai đứa con trai và hai đứa cháu trai của ông ta nhiều. Ha ha, sao vậy, sợ à? Cậu Thiên, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi đã, trước tiên cậu thả con trai tôi ra trước để bày tỏ lòng thành của mình đi, sao hả? Sử Chính Tưởng cười đầy xấu xa, thấy Hoàng Thiên không nói gì, ông ta càng cảm thấy ăn chắc Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tôi ghét nhất loại người như ông, dọa tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó dùng con dao găm đâm vào bả vai Sử Chấn. Hả? Sử Chấn trở tay không kịp. Sau khi bả vai bị đâm trúng bèn kêu gào thảm thiết đầy đau đớn. Sử Chính Tưởng hơi hoang mang, ông ta không ngờ với tình hình này mà Hoàng Thiên vẫn dám ra tay làm con trai ông ta bị thương. Mẹ nó, mày muốn chết à? Sử Chính Tưởng chửi ầm lên, đôi mắt chó già trợn tròn lên trông rất đáng sợ. Nhưng nào có cảnh nào mà Hoàng Thiên chưa từng thấy, há lại có thể khiến anh sợ. Tốt nhất là ông đừng có chừng mắt với tôi, nếu không là ông sẽ hối hận đấy, Hoàng Thiên trầm giọng nói. Được được được, mày đã muốn chết như thế thì đừng có trách tao. Sử Chính Tưởng nói, vung tay lên với đám đàn em ra hiệu cho bọn họ xông lên. Cha, đừng ra tay, Hoàng Thiên là một kẻ điên đấy, nó sẽ giết con mất. Sử Chấn rốt cuộc cũng biết sợ hãi, hét lớn với Sử Chính Tưởng. Qua sự tiếp xúc ngắn ngủi này, Sử Chấn đã hoàn toàn nhận ra Hoàng Thiên không phải là một người bình thường, nếu chọc vào Hoàng Thiên thì anh sẽ thật sự làm thịt ông ta. Thật ra Sử Chính Tưởng là đâm lao thì phải theo lao, ông ta cũng rất lo lắng Hoàng Thiên sẽ thật sự giết Sử Chấn. Nhưng mọi chuyện đã phát triển tới mức này thì Sử Chính Tưởng cũng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ đến cùng,
chỉ cần dọa cho Hoàng Thiên sợ thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng. Lã Việt, dẫn bọn họ ra ngoài, tôi xem ai dám chặn lại. Hoàng Thiên cực kỳ ngang ngược nói với Lã Việt. Mày dám đi, mẹ kiếp ai dám bước ra ngoài dù chỉ một bước là tao làm thịt ngay. Sử Chính Tưởng giống như phát điên, trừng mắt đầy hung ác, cảnh cáo Hoàng Thiên. Ông dám để người của ông động đậy thì tôi sẽ lập tức tiễn con trai ông xuống gặp Diêm Vương. Hoàng Thiên cũng nổi giận, ấn con dao găm vào cổ Sử Chấn và quát lớn. Bây giờ Hoàng Thiên đã thật sự nổi giận, anh không tin lão già chó chết cứng đầu Sử Chính Tưởng này nữa. Nếu như Sử Chính Tưởng cứ khăng khăng cố chấp thì Hoàng Thiên sẽ không hề nương tay mà làm thịt Sử Chấn, rồi sau đó sẽ giết chết Sử Chính Tưởng. Chuyện này. Sử Chính Tưởng thấy ánh mắt muốn giết người của Hoàng Thiên bây giờ, cộng thêm ông ta cảm nhận được sát khí trên người Hoàng Thiên thì trở nên hoang mang. Trận thế như này cũng không làm cho Hoàng Thiên sợ hãi, có thể thấy nếu Hoàng Thiên nổi điên lên thì anh sẽ chẳng khác gì mấy kẻ liều mạng. Được rồi, cả hai chúng ta đều bình tĩnh lại một chút. Cậu Thiên, có gì cứ từ từ nói có được không? Sử Chính Tưởng trở nên luống cuống, xua tay với Hoàng Thiên, vì không dọa được Hoàng Thiên nên cũng không dám đe dọa anh nữa. Nói con mẹ ông ấy, tránh ra. Hoàng Thiên mắng Sử Chính Tưởng như đang mắng cháu mình. Mẹ kiếp. Sử Chính Tưởng tức tới méo mặt, với địa vị của ông ta thì từ trước tới giờ ông ta đã bao giờ bị sỉ nhục như thế. Hôm nay gặp đủ thứ chuyện, Sử Chính Tưởng cảm thấy mình thật là xui xẻo. Hoàng Thiên, mày đừng có quá đáng, đừng nghĩ mày là người của nhà họ Hoàng ở Hà Nội là ngon. Nói thật cho mày biết, Sử Chính Tưởng tao đã từng lăn lộn ở thủ đô. Nhớ năm đó cha mày dù có thành kiến với tao thì cũng phải nể mặt tao ba phần. Sử Chính Tưởng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, lại định khoác lác với Hoàng Thiên. Bụp! Ôi mẹ ơi! Sử Chính Tưởng đang định nói láo thêm mấy câu thì đột nhiên bị Hoàng Thiên đạp một cái vào bụng dưới, lập tức đau đớn lùi lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất. Cái gậy đầu rồng cũng bị quẳng đi, một đạp vừa nhanh vừa mạnh này của Hoàng Thiên khiến cho Sử Chính Tưởng trở nên thảm hại. Ông ta cũng đã hơn 80 tuổi rồi, làm sao mà chịu được cú đạp này chứ? Nếu không phải Hoàng Thiên thấy ông ta đã có tuổi nên hạ thủ lưu tình thì ông ta đã xuống âm phủ báo cáo rồi. Mẹ kiếp, đã chết tao rồi. Sử Chính Tưởng thở không ra hơi, sau khi được bọn đàn em đỡ lên thì tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Lã Việt, đi. Hoàng Thiên nói lớn với Lã Việt, sau đó anh áp giải Sử Chấn rồi dẫn đầu đi ra khỏi biệt thự nhà họ Sử. Lã Việt cũng chẳng nghĩ nhiều, ông ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên, Hoàng Thiên bảo ông ta làm gì thì ông ta làm cái đó. Lúc này Lã Việt dân theo mười mấy đàn em bảo vệ Hoàng Linh và cô gái kia đi theo sát Hoàng Thiên ra cổng biệt thự. Ông chủ, cứ thả bọn họ đi như vậy ạ. Một người đàn ông râu quai nón, khuôn mặt dữ tợn bên cạnh Sử Chính Tưởng hỏi ông ta. Nhìn người đàn ông râu ria xôm xoàm bên cạnh, Sử Chính Tưởng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cứ thả Hoàng Thiên đi như vậy ư, làm sao có thể hổ đen, anh dẫn người đi theo sau, tuyệt đối không được thả Hoàng Thiên đi. Sử Chính Tưởng tức giận ra lệnh. Dạ, thưa ông chủ. Hổ đen gật đầu nghe theo, muốn dẫn người đuổi theo đám người Hoàng Thiên. Hơn nữa, từ trong giọng nói của Sử Chính Tưởng, hổ đen đã hiểu, Sử Chính Tưởng đã nổi ý định muốn giết Hoàng Thiên. Cho dù gã có dẫn người giết Hoàng Thiên, thì Sử Chính Tưởng cũng sẽ không trách gã. Khoan, nhất định phải đảm bảo an toàn của con trai tôi, biết không? Sử Chính Tưởng bổ sung thêm một câu. Đã rõ, hổ đen to giọng đáp lại. Sau đó dẫn theo khoảng 20-30 người đuổi theo. Sử Chính Tưởng cũng không nhàn rồi, ông A cầm lấy cây trượng có đầu hình con rông, sau đó nói với mấy vệ sĩ sau lưng Sử Chiến, mấy người đi theo tôi. Dạ, thưa ông chủ. Mấy vệ sĩ đồng loạt đáp, đối với bọn họ mà nói, Sử Chính Tưởng có uy vọng rất lớn, bọn họ không dám không nghe theo ông cụ nhà họ Sử này. Chiến, con đi bệnh viện trị thương đi, cha nhất định sẽ báo mối thù này cho con. Sử Chính Tưởng nói với Sử Chiến. Sau đó dẫn theo mấy vệ sĩ đuổi theo. Sau khi ông ta ngồi lên xe, trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng độc ác, mặc dù đã hơn 80 tuổi rồi nhưng tính cách ông ta khá nóng nảy, bây giờ ông ta hận Hoàng Thiên thấu xương, quyết tâm phải giết chết Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên đã bảo cô bé kia xuống xe về một mình, trong xe của anh chỉ còn lại mỗi mình Hoàng Linh. Đám người Lã Việt lái mấy chiếc xe khác theo sát theo xe Hoàng Thiên. Anh, nếu người nhà họ Sử đuổi theo chúng ta thì phải làm sao? Hoàng Linh lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nói với cô, có anh trai ở đây, em còn sợ sao? Không sợ. Hoàng Linh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Tuy nói là không sợ, nhưng trong lòng cô lại rất sợ hãi,
những chuyện ở nhà họ Sử đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc cho cô. Nếu như không phải Hoàng Thiên đến kịp thời thì chắc chắn cô đã gặp tai họa rồi, nói không chừng còn vất luôn cả mạng ở Đà Nẵng. Hoàng Thiên đã trải qua nhiều trận chiến, anh không quá lo lắng về chuyện này. Huống hồ bọn họ còn có Sử Chấn, tên nhãi này đang bị áp tải trên xe đàn em của Lã Việt, cho dù nhà họ Sử có đuổi theo kịp thì bọn chúng cũng không dám làm gì manh động. Sau khi bọn họ lái xe ra vùng ngoại ô của Đà Nẵng, Hoàng Thiên phát hiện có 7, 8 chiếc xe đang bám theo bọn họ. Điều này quá rõ ràng. Hoàng Thiên vừa nhìn qua đã biết là nhà họ Sử đã đuổi theo tới. Cậu Thiên, nhà họ Sử đã đuổi kịp. Lúc này, Lã Việt gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Anh sắp xếp một chút, nếu như bọn họ dám đuổi tới thành phố Bắc Ninh, vậy thì bọn họ không cần phải trở về nữa. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Dạ. Lã Việt đồng ý, sau khi cúp điện thoại thì gọi điện cho Tiêu Văn Hạ cùng anh phó, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, Hoàng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu một người đã muốn chết, cho dù là ông trời cũng không ngăn cản được anh ta. Mấy người nhà họ Sử này thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Mãi cho đến tận thành phố Bắc Ninh, nhà họ Sử vẫn đuổi không bỏ. Cũng không thể trách bọn họ lại như vậy, Sử Chấn còn đang ở trong tay Hoàng Thiên, Sử Chính tưởng làm sao mà có thể từ bỏ không đuổi theo nữa. Thẳng cho đến khi xe dừng ở trước trung tâm giải trí, người nhà họ Sử xem như là đã đuổi kịp Hoàng Thiên. Nhanh, hổ đen, đừng để Hoàng Thiên chạy mất, hôm nay ông đây nhất định phải bắt được Hoàng Thiên. Sử Chính tưởng chống gậy bước ra khỏi xe, vừa mới xuống xe đã ra lệnh cho hổ đen. Hổ đen gật đầu đồng ý, đỡ lấy ông ta, sau đó dẫn theo 20, 30 người bao vây xung quanh đám người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không cho Hoàng Linh xuống xe, một mình anh xuống xe, lạnh lùng nhìn Sử Chính tưởng. Vẻ mặt của lão già Sử Chính tưởng này xanh xanh xám xám, ông ta đang tức giận. Bị Hoàng Thiên đạp cho một phát, ông ta không nuốt chơi cục tức này. Hổ đen đã bao vây hết Hoàng Thiên và đám người Lã Việt lại, 20-30 người sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Sử Chính tưởng âm trầm, bước mấy bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Tên họ Hoàng kia, thả con trai của tao ra, tao sẽ cho mày một cái chết ít đau đớn. Sử Chính tưởng chống gậy xuống đất, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Lão già, lá gan của ông không nhỏ nha, dám đuổi theo tới tận thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên im lặng nhìn Sử Chính tưởng. Còn dám mắng ông ta là lão già. Sử Chính tưởng tức đến muốn ngất luôn, hung hăng nhìn Hoàng Thiên, quát, Hoàng Thiên, mày cho rằng chạy đến địa bàn của mình là không sao sao. Tao nói cho mày biết, Sử Chính tưởng tao muốn đã muốn xử lý mày thì chỗ nào cũng giống nhau. Ha ha, vậy xem ông có thể không đã. Ông cho là lúc ở Đà Nẵng tôi không dám liều với ông sao. Tôi chỉ sợ anh em của mình sẽ bị thương vong thôi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Sử Chính tưởng biết ông ta không thể đấu võ mồm với Hoàng Thiên được, tiếp tục đấu nữa, có khi ông ta sẽ tức giận mà phát tác bệnh tim mất. Hổ đen, lên, nếu Hoàng Thiên mà dám phản kháng, giết nó. Sử Chính tưởng ra lệnh cho hổ đen. Hổ đen là một người hung dữ, sau khi gã nghe thấy mệnh lệnh của Sử Chính tưởng thì không do dự nhào về phía Hoàng Thiên. Gã vừa chuyển động là hơn 20 đàn em của gã cũng lên theo, tất cả đều hung ác nhào về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên! Con mẹ nó cho mày ngông cuồng, ông già này chính là thích nhiều người ức hiếp ít người, mày có tức không? Sử Chính tưởng đứng ở bên cạnh tức giận quát. Tiếng nói của ông ta vừa dứt, từ bốn phương tám hướng lao tới 70-80 người. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, nhanh chóng bao vây bọn họ. Cầm đầu chính là Tiêu Văn Hạ và anh phó, tất cả những người này đều là đàn em của Lã Việt. Lão già, ông nói ông nhiều người đúng không? Tiêu Văn Hạ đi tới tát cho Sử Chính tưởng hai cái. Ái ra! Đã bao giờ Sử Chính tưởng bị đánh như vậy sau khi ông ta kêu gào la hét xong, hai cái răng hàm trong miệng ông ta đã bị biến mất. Mày cái gì mà mày? Anh phó càng không thích Sử Chính tưởng, anh ta đấm một phát vào mũi Sử Chính tưởng. Bịch bịch! Sử Chính tưởng không chịu nổi, ngã bệt xuống mặt đất, đau đến mức kêu gào thảm thiết. Nếu như đổi lại là một nam thanh niên khỏe mạnh cường tráng nào đó, chắc chắn Tiêu Văn Hạ và anh phó sẽ hung hăng đánh cho đối phương một trận. Nhưng mà khi nhìn thấy Sử Chính tưởng già nua, trông có vẻ là sắp trầu trời, Tiêu Văn Hạ và anh phó đều không có ý định đánh ông ta. Ông chủ! Hổ đen nghe thấy tiếng kêu thảm của Sử Chính tưởng, không thèm quan tâm gì đến Hoàng Thiên, quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thoáng qua một cái, hổ đen lập tức nhíu mày. Gã nhìn thấy một đám người đông nghẹt, khoảng 70-80 người, đoán chừng đều là đàn em của Hoàng Thiên. Hổ đen chỉ dẫn theo có 20-30 người,
bọn họ không dám ra tay, số lượng chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản đánh không lại. Còn muốn đánh nữa không? Hoàng Thiên đứng ở đó từ đầu đến cuối vững như núi Thái Sơn, lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nói với Sử Chính Tưởng đang ngồi trên mặt đất. Sử Chính Tưởng nhổ một ngụm nước bọt, trong mồm đều là máu, trông ông ta muốn bao nhiêu thảm thương có bấy nhiêu thảm thương. Được lắm, cậu Thiên, cậu ỷ thế hiếp người có đúng không? Cậu ý vào việc mình có nhiều người, bắt nạt một ông già như tôi. Sử Chính Tưởng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Khi còn ở Đà Nẵng, không phải ông tưởng ông cũng ỷ vào việc mình có nhiều người để bắt nạt chúng tôi sao, chúng tôi cũng vậy thôi. Hoàng Thiên khẽ cười đi tới bên cạnh Sử Chính Tưởng. Sử Chính Tưởng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, ông ta phát hiện khí thế của Hoàng Thiên thật sự là quá dọa người. Hoàng Thiên, ngay cả cha cậu ở trước mặt tôi thì cũng chỉ là thế hệ sau. Hôm nay tôi nhận thua, cậu thả con trai tôi ra để chúng tôi về Đà Nẵng được không? Sử Chính Tưởng đảo mắt chó, hung tợn nói với Hoàng Thiên. Nếu như ông già này nói chuyện êm tai thì Hoàng Thiên còn có khả năng nể tình ông ta đã lớn tuổi mà thả ra. Thế nhưng Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ đáng chết này của Sử Chính Tưởng thì rất khó chịu. Ông đang cầu xin tôi sao? Hoàng Thiên ngồi xổm xuống hỏi Sử Chính Tưởng. Cậu nói là cầu xin, vậy thì xem như tôi cầu xin cậu đi. Sử Chính Tưởng cắn răng nghiến lợi quát với Hoàng Thiên, mặc dù yếu thế hơn nhưng ông già này vẫn còn muốn giả bộ. Ông nhìn xem ông đang uy hiếp tôi thì đúng hơn, cầu xin người khác thì phải có dáng vẻ cầu xin. Ngay cả đạo lý này mà ông cũng không hiểu vậy thì ông sống đến từng này tuổi cũng vô dụng rồi. Hoàng Thiên lạnh giọng quát. Vẻ mặt Sử Chính Tưởng lúc trắng lúc xanh, ông ta cũng sắp tức giận đến run lên. Được được được, Hoàng Thiên cậu thật to gan, cậu cứ chờ đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cha cậu. Sử Chính Tưởng nói rồi lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Hoàng Thiên thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ Sử Chính Tưởng lại còn có số điện thoại của cha anh. Chưa kể. Sử Chính Tưởng cũng được xem như là nhân vật ghê gớm, ngay cả số điện thoại của Hoàng Văn Thành mà ông ta cũng có. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Văn Thành, cậu có quản được con trai cậu hay không vậy? Nó đánh tôi đầy này. Sử Chính Tưởng hét lên tố cáo với Hoàng Văn Thành. Ông Tưởng, con trai tôi sẽ không tùy tiện đánh người khác, chắc chắn phải có nguyên nhân thì nó mới đánh ông. Thật là ngại quá, tôi không quản được việc này. Hoàng Văn Thành nói xong thì cúp điện thoại. Mẹ kiếp! Sử Chính Tưởng tức giận đến nỗi đập bể điện thoại di động, ở trong lòng thầm mắng Hoàng Văn Thành. Vốn tưởng rằng Hoàng Văn Thành có thể răn dậy và của mắng Hoàng Thiên để cho ông ta hả giận, lại không ngờ rằng Hoàng Văn Thành không xem trọng ông ta. Tố cáo xong rồi sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Sử Chính Tưởng. Con mẹ nó chứ, cha mày không dạy dỗ mày thì để ông đây dạy mày. Cái thằng họ Hoàng kia mày nhớ kỹ cho tao, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu, mày cứ chờ đi xem tao chơi chết mày như thế nào. Sử Chính Tưởng đã hoàn toàn bùng nổ, ông ta ngồi ở dưới đất chỉ vào mũi Hoàng Thiên không ngừng chửi bới. Bốp! Hoàng Thiên lập tức tát Sử Chính Tưởng. Ôi chao mẹ ơi! Sử Chính Tưởng bị đánh đến mức nghẹo cổ, bịch một tiếng rồi mới ngã xuống đất, suýt nữa thì bị một cái tát đánh chết. Đưa ông già này vào trong. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ và anh phó. Tiêu Văn Hạ và anh phó không nói nhiều đưa Sử Chính Tưởng đi vào trung tâm giải trí. Cậu Thiên! Những người này phải làm sao bây giờ? Lã Việt chỉ đám người hổ đen hỏi Hoàng Thiên. Dạy dỗ một lúc rồi để họ chạy về Đà Nẵng. Hoàng Thiên thuận miệng nói. Lã Việt lập tức phất phất tay ra hiệu cho cấp dưới ra tay. Lần này hổ đen và 20-30 người do gã dẫn đến thật sự rất thảm. Mỗi một người đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập nhưng không có ai dám đánh trả. Tao sẽ nhớ kỹ hình dạng của chúng mày, tất cả lập tức cút về Đà Nẵng. Đứa nào dám bước vào thành phố Bắc Ninh một bước nữa thì tao sẽ đánh gãy chân chó của đứa đó. Lã Việt quát lớn với đám người hổ đen. Không có một ai dám lên tiếng, mặc dù hổ đen rất dũng cảm. Nhưng ở trước tình cảnh này, gã cũng không dám kiêu ngạo nữa mà ngoan ngoãn dẫn người lên xe chuồn mất. Lúc này trong phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ, Sử Chính Tưởng còn có Sử Chấn con trai của ông ta, tất cả đều bị áp giải tới đây. Hoàng Thiên sải bước đi vào trong phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ. Ánh mắt cay nghiệt quét về phía Sử Chính Tưởng và Sử Chấn. Sử Chấn bị dọa sợ đến nỗi run cầm cập, ông ta không giống như cha của ông ta còn kém xa Sử Chính Tưởng cha của ông ta nhiều lắm. Ông Tưởng, tất cả cấp dưới của ông đều đã quay về Đà Nẵng rồi, ông còn gì để nói hay không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Sử Chính Tưởng. Sử Chính Tưởng biết hôm nay ông ta đã hoàn toàn ngã xuống rồi. Không ngờ dẫn theo nhiều người như vậy mà vẫn không làm gì được Hoàng Thiên. Bố mày không có gì để nói. Mày đừng hỏi tao.
Sử Chính Tưởng lại nổi tính cứng đầu, thở hồng hộc gào lên với Hoàng Thiên. Bịch bịch, anh phó đứng ở một bên không nuông chiều Sử Chính Tưởng, anh ta đấm hai đấm lên trên khuôn mặt già nua của Sử Chính Tưởng. Ôi chao mẹ kiếp, mày đánh chết tao xem. Sử Chính Tưởng tức đến nỗi nổ đom đóm, trừng mắt gào to với anh phó. Ông tưởng rằng tôi không dám sao, anh phó cũng không quan tâm nhiều lại tiếp tục đấm mười mấy cái lên mặt Sử Chính Tưởng. Bịch, Sử Chính Tưởng bị đánh đến nỗi choáng váng, gục đầu xuống mặt bàn, nằm sấp ở phía trên hôn mê bất tỉnh. Điều này, Sử Chấn nhìn thấy vậy thì lại càng luống cuống. Kể từ ngày đó trở đi, ông ta đã biết cha mình rất đáng sợ, ông luôn luôn ức hiếp người khác, đã khi nào bị người ta đánh cho thảm như vậy đâu chứ. Nhưng hôm nay gặp phải Hoàng Thiên thì tất cả đều thay đổi. Trong lòng Sử Chấn cũng oán trách Sử Chiến anh trai mình, lại càng oán giận hai cháu trai Sử Khắc Nghị và Sử Khắc Minh hơn, chọc ai không chọc lại chọc vào Hoàng Thiên. Lần này thì hay rồi, rơi vào trong tay của Hoàng Thiên thì chỉ sợ là không thể sống nổi. Mày cũng không có gì để nói sao, Hoàng Thiên đốt một điếu thuốc rồi nhả khói ở trước mặt Sử Chấn. Sử Chấn đã rút ra bài học, vừa rồi cha ông ta không nói gì thì bị đánh đến nỗi choáng váng, ông ta cũng không muốn lại bị đánh nữa. Cậu Thiên, tôi có chuyện muốn nói. Sử Chấn nơm nớp lo sợ nói. Nói nghe xem. Hoàng Thiên nói. Cậu Thiên, bây giờ tôi đã biết sai rồi, chúng ta dừng lại ở đây được không? Cậu có thể thả tôi để tôi quay về được không? Sử Chấn bày ra dáng vẻ yếu ớt thương lượng với Hoàng Thiên. Ông ta làm cho Hoàng Thiên thích thú, Sử Chấn vừa mới ra trận thì đã điên cuồng, bây giờ dáng vẻ của ông ta giống như một đứa bé ngoan thật sự là làm cho người ta không thích ứng được. Không ngờ mày còn có thể nói ra những lời lươn lẹo như vậy, tao tưởng rằng mày đề phòng rất cẩn thận. Hoàng Thiên mỉm cười nói móc, Sử Chấn tức giận đến mức sắp phát điên rồi, dựa vào thân phận và địa vị của ông ta đã khi nào bị người ta châm biếm như vậy chứ? Hoàng Thiên đáng chết, mày chờ đó cho tao. Sử Chấn thầm mắng Hoàng Thiên trong lòng chứ không dám biểu hiện ra ngoài. Chắc chắn mày không phục nên trong lòng đang thầm mắng tao có phải không? Hoàng Thiên hỏi Sử Chấn. Không có, không có, cậu Thiên. Tôi đâu dám chứ. Sử Chấn rất không có tương lai nói. Nếu như mày cảm thấy không phục thì lúc nào cũng có thể đến thành phố Bắc Ninh tìm tao, tao sẽ tiếp đãi tới cùng. Hoàng Thiên vỗ khuôn mặt của Sử Chấn trầm giọng nói. Không dám, không dám. Cậu Thiên yên tâm tôi chắc chắn sẽ không dám, tôi phục rồi. Sử Chấn vội vàng nói. Hoàng Thiên cũng biết tên này nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc này nói với Tiêu Văn Hạ và anh phó, chào hỏi ngài Sử Chấn cho tốt, sau đó thả họ đi đi. Đã biết thưa cậu Thiên. Tiêu Văn Hạ và anh phó cùng trả lời. Hoàng Thiên không tiếp tục ở lại đây nữa, quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Anh vừa mới đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc như sói tru quỷ gào của Sử Chấn từ trong phòng làm việc truyền đến, hẳn là bị đánh không nhẹ. Hoàng Thiên lái xe đưa Hoàng Linh về nhà. Lần này anh chỉnh đốn người nhà họ Sử không nhẹ, Hoàng Thiên biết việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Sau khi đưa Hoàng Linh về nhà, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi nhà ở Hoa Lan. Nhưng mà để đề phòng chuyện bất chắc, Hoàng Thiên vẫn phái người đến Hoa Lan, bảo vệ Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường. Cũng khó mà nói trước về nhà họ Sử, bọn họ đã chịu thiệt thòi lớn như thế, nói không chừng sẽ đến gây phiền phức. Mà nơi này của Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường là nơi tốt nhất để ra tay. Hoàng Thiên lái xe về nhà, trên đường, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng gợi cảm đang đi trên đường, đó là Tường Vi. Sau khi nhận ra Tường Vi, Hoàng Thiên vỗ ót một cái. Thời gian trôi qua lâu như thế lại quên mất Tường Vi, cũng không biết gần đây cô ta sống ở thành phố Bắc Ninh thế nào. Phải biết, Tường Vi là người của Tiêu Đông Mai. Trước đó, Tiêu Đông Mai phái cô ta đến thành phố Bắc Ninh ám sát Hoàng Thiên. Nhưng cô ta lại không nghe theo lệnh của Tiêu Đông Mai, mà nương nhờ vào phía Hoàng Thiên. Sau đó, cô ta cũng giúp Hoàng Thiên rất nhiều việc, Hoàng Thiên cũng có quá nhiều chuyện nên không để ý đến cô ta cho lắm. Cậu chủ! Lúc Hoàng Thiên dừng xe bên cạnh người Tường Vi vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, giống như thấy được bạn đã lâu không gặp. Nhìn dáng vẻ động lòng người của Tường Vi, Hoàng Thiên không dám nhìn nhiều. Bởi vì cô gái này quá xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo vẻ tài hoa mà cô gái tầm thường ít có, làm cho người khác mê muội. Lên xe. Hoàng Thiên cười với Tường Vi một tiếng, bảo cô ta lên xe. Tường Vi vô cùng vui vẻ, đã lâu như thế cô không được gặp Hoàng Thiên. Cô cảm thấy trong lòng trống trải. Thật ra, cô đã thích Hoàng Thiên từ lâu, nhưng mà Hoàng Thiên lại là cậu ấm nhà giàu, Tường Vi chỉ dám thích ở trong lòng, không dám nói ra. Dạo này thế nào? Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nói.
Tường Vi mỉm cười, nói, vẫn tốt, tôi vẫn ở chỗ mà cậu chủ thuê cho tôi đấy. Ngày mai cô rời ra ngoài đi, tôi sẽ mua một căn biệt thự ở thành phố Bắc Ninh cho cô ở. Hoàng Thiên thuận miệng nói, Tường Vi nghe thế thì trong lòng cảm thấy vui sướng, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không vui. Cậu chủ, dù cho không gặp cậu thì tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu đó. Tường Vi nhìn chằm chằm Hoàng Thiên một chút, khẽ nói. Hoàng Thiên cảm thấy cô ta có vẻ không ổn, hỏi, cô sao thế? Tôi không sao cả, chỉ là muốn chào tạm biệt cậu. Tôi sắp rời khỏi thành phố Bắc Ninh. Tường Vi nói. Điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy bất ngờ, dù sao anh cũng ở cùng Tường Vi một khoảng thời gian rồi. Tường Vi vẫn luôn thích sống ở thành phố Bắc Ninh mà. Ở đây không vui sao? Hoàng Thiên hỏi Tường Vi. Vui thì vui, lại có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cậu chủ, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Trong lòng Hoàng Thiên hơi dao động, anh có thể cảm nhận được, dường như Tường Vi có ý kia với anh. Chưa đợi Tường Vi trả lời, điện thoại di động của cô ta lại vang lên. Tường Vi nhìn vào dãy số trong điện thoại, trên mặt có vẻ không vui. Chính xác mà nói, chính là vẻ không kiên nhẫn. Nhưng cô ta vẫn bắt máy, đầu tiên bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi, em yêu, em ở đâu thế? Thẩm Lâm Vũ, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh. Nếu như anh lại làm phiền cuộc sống của tôi nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Ha ha, anh thích vẻ gay gắt của em lúc này. Em Tường Vi, chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã, sao em có thể nói em không hề có quan hệ gì với anh chứ? Người thanh niên cười ha ha một phen, giọng điệu có vẻ vô liêm sỉ. Tường Vi tức giận đến cắn răng, cúp điện thoại. Nhưng cô vừa cúp máy thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Vẫn là người thanh niên kia gọi điện tới. Lần này Tường Vi quyết định tắt máy, cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi. Hoàng Thiên mờ mịt, khi nãy tiếng nói chuyện trong điện thoại di động của Tường Vi rất lớn, Hoàng Thiên cũng đã nghe được những lời người thanh niên trẻ tuổi kia nói chuyện. Người kia đang làm phiền cô sao? Hoàng Thiên nhìn qua Tường Vi, hỏi một câu. Không có chuyện gì đâu cậu chủ, tôi nghĩ tôi rời khỏi nơi này thì tốt rồi, anh ta sẽ không tìm thấy tôi nữa. Tường Vi thở phào một hơi, lúc nói lời này. Cô nhìn Hoàng Thiên một cái, trong ánh mắt có vẻ không bằng lòng. Hoàng Thiên vô tình thấy được cảnh này, anh có thể cảm nhận được dường như Tường Vi thích anh. Nhưng anh chỉ có thể giả vờ không biết, dù sao cũng chả ẳng thể cho cô cái gì cả, nên chỉ có thể giả vờ không rõ. Rời khỏi nơi này rồi cô chuẩn bị đi đâu? Hoàng Thiên thuận miệng hỏi. Đi đâu cũng được, cậu chủ, sau này cậu không thấy tôi thì có thỉnh thoảng nhớ tôi không? Đột nhiên Tường Vi cười một tiếng, hỏi Hoàng Thiên. Đương nhiên sẽ nhớ cô rồi. Nếu như không muốn rời khỏi thành phố Bắc Ninh thì hãy ở lại đi, không ai có thể ép cô đi được. Hoàng Thiên nói. Tường Vi không nói gì, thật ra cô vẫn luôn do dự. Đúng lúc này, một chiếc xe Ferrari có biển số tỉnh khác vượt qua xe của Hoàng Thiên. Chiếc xe chuyển làn ngăn trước mặt Hoàng Thiên, rồi dừng lại. Cũng may tay lái của Hoàng Thiên khá cứng, mặc dù chuyện xảy ra đột ngột nhưng vẫn thắng xe lại kịp. Nhìn chiếc xe thể thao sang trọng trước mặt này. Hoàng Thiên nhíu mày. Cũng không biết cậu ấm ở đâu ra, rất hung hăng. Cậu ấm như tôi đã biết điều như vậy, mà mấy người còn điên cuồng như thế. Hoàng Thiên chưa suy nghĩ xong, đã có hai thanh niên trẻ tuổi xuống khỏi xe Ferrari. Hai người này đều hơn 20 tuổi, mặc quần áo hàng hiệu, da trắng nhưng gương mặt lại có vẻ thô lỗ. Nhìn qua thì có thể thấy đây là hai cậu ấm ăn chơi. Rầm rầm. Trong đó có một thanh niên vỗ đầu xe của Hoàng Thiên, ra hiệu cho Hoàng Thiên xuống xe. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu, đang nói chuyện phiếm với Tường Vi, sao lại xuất hiện hai tên ngốc ở đâu ra thể này? Cậu chủ, đừng để ý đến bọn họ, đi vòng qua đi. Tường Vi nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi đang đập xe với vẻ chán ghét, sau đó nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ra được, dường như Tường Vi biết người đàn ông này. Cô biết anh ta sao? Hoàng Thiên hỏi. Tường Vi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh ta chính là tên Thẩm Lâm Vũ kia đó à? Hoàng Thiên chỉ vào thanh niên trẻ tuổi đang đập xe, hỏi Tường Vi. Đúng thế. Tường Vi nói. Hoàng Thiên im lặng, tên Thẩm Lâm Vũ vừa gọi điện thoại làm phiền Tường Vi xong thì lập tức xuất hiện ở đây, chuyện này không phải tình cờ. Không hay rồi, Thẩm Lâm Vũ này vẫn luôn theo dõi Tường Vi đó. Cũng không biết lai lịch của thằng nhóc này thế nào, trông giống kẻ huênh hoang khoác lác, thật sự rất đáng ghét. Hoàng Thiên nghĩ đến đây, anh mở cửa xuống xe. Thẩm Lâm Vũ nhìn Hoàng Thiên đi ra khỏi xe, anh ta lập tức đánh giá Hoàng Thiên một phen. Khi thấy Hoàng Thiên chỉ mặc quần áo bình thường,
lại lái chiếc xe Audi đời cũ, thì trong lòng Thẩm Lâm Vũ tức giận đến sắp phát điên rồi. Trách không được Tường Vi hờ hững với mình, thì ra là có người tình ở thành phố Bắc Ninh này. Thẩm Lâm Vũ nghĩ vậy thì tức giận đến mức sắp nổ tung rồi. Em Tường Vi, anh thật sự không nghĩ tới em nhiều lần từ chối anh là vì tên nghèo hèn này sao? Thẩm Lâm Vũ trợn trắng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tuông mà hỏi Tường Vi đang ngồi trong xe. Thẩm Lâm Vũ đã theo đuổi Tường Vi nhiều năm nhưng không thể có được cô. Lúc 16-17 tuổi, Thẩm Lâm Vũ đã say mê Tường Vi, say mê đến nỗi không có thì không được. Đàn ông đều có tâm lý cố chấp, càng là cô gái không có được thì càng phải có cho bằng được. Đối với Thẩm Lâm Vũ mà nói, anh ta không thiếu phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn theo đuổi Tường Vi. Đương nhiên, một khi đã có được rồi, chẳng mấy chốc anh ta sẽ chán ghét thôi. Nhìn người phụ nữ mình đang mong nhớ ngày đêm lại ở trong xe của Hoàng Thiên, Thẩm Lâm Vũ tức đến điên người, cảm giác mình đang ở trong nồi giấm vậy. Tường Vi thấy Thẩm Lâm Vũ muốn đánh nhau với Hoàng Thiên, cô ta vội vàng xuống xe. Thẩm Lâm Vũ, anh nói chuyện hãy chú ý một chút đi. Tường Vi nói với Thẩm Lâm Vũ bằng vẻ lạnh lùng. Thẩm Lâm Vũ không thích Tường Vi nhìn anh ta với vẻ coi thường này, anh ta thật sự si mê cô mà. Ha ha, em Tường Vi, anh thích em kiêu ngạo như vậy đó, ôi, em làm anh mất đi linh hồn luôn rồi. Thẩm Lâm Vũ cười ha ha bị ổi, nhìn chằm chằm vào Tường Vi. Tường Vi bị anh ta nhìn đến mức không tự nhiên, đối với cô mà nói, cô đã bị Thẩm Lâm Vũ làm phiền tạo thành bóng ma tâm lý. Tốt nhất là anh hãy tránh xa tôi ra một chút, tôi cảnh cáo anh, nếu đến làm phiền tôi thì tôi sẽ đánh anh đấy. Tường Vi lớn tiếng cảnh cáo Thẩm Lâm Vũ. Hoàng Thiên nhìn Tường Vi, anh bật cười khẽ một tiếng. Hoàng Thiên hiểu rõ thực lực của Tường Vi, cô mang theo một thanh kiếm mỏng, dù 10 người đàn ông cũng đừng nghĩ đến chuyện đến gần cô. Nếu như Tường Vi trừng trị Thẩm Lâm Vũ này thì quá đơn giản và vui vẻ rồi. Nhưng Thẩm Lâm Vũ không biết, mấy năm nay Tường Vi đều ở Hà Nội, cũng đã học được chút bản lĩnh, nhưng Thẩm Lâm Vũ lại không biết. Ha ha, tốt tốt, tới đi em Tường Vi, anh thích bị em đánh. Thẩm Lâm Vũ vô cùng vô liêm sỉ, còn đưa mặt tới. Bốp, tính cách nóng nảy của Tường Vi không phải để đùa, thấy Thẩm Lâm Vũ đưa mặt tới gần, sao Tường Vi sao lại nương theo anh ta chứ? Cô tát một cái. Phắc, Thẩm Lâm Vũ bị đánh đến cắn răng, trên mặt cảm thấy bỏng rát. Anh ta chưa từng nghĩ Tường Vi thật sự đánh anh ta. Cậu Vũ, cậu cũng quá nuông chiều cô gái này rồi đó. Cậu ấm bên cạnh Thẩm Lâm Vũ không vui, nhìn lướt qua Tường Vi với vẻ khó chịu rồi nói với Thẩm Lâm Vũ. Đào Nghiêm, cậu đừng quan tâm, đây là chuyện giữa tôi và em Tường Vi. Ha ha ha, Thẩm Lâm Vũ không cần mặt mũi cười ha ha, đi về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách đến mức đối mặt với Tường Vi. Tường Vi cảm thấy Thẩm Lâm Vũ đáng ghét. Thấy anh ta còn muốn tới gần, Tường Vi lui về sau hai bước theo bản năng. Thẩm Lâm Vũ, anh còn chưa cút sao? Tường Vi nhìn chằm chằm vào Thẩm Lâm Vũ, không nhịn được nói. Hoàng Thiên đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, anh cũng không ra tay. Dù sao một mình Tường Vi đối phó với Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm này cũng quá dễ dàng. Tường Vi, con mẹ mày đừng ở đó mà không biết điều. Cậu Vũ có kiên nhân với cô đó, nếu đổi thành tôi sẽ lột sống cô luôn đó, cô có tin không? Đào Nghiêm đảo mắt chó, vừa chửi tục. Anh mới nói cái gì, có gan thì nói lại lần nữa xem. Tường Vi không thể nào kiên nhẫn được nữa, lúc này đi đến gần chỗ Đào Nghiêm. Đào Nghiêm không biết sự lợi hại của Tường Vi. Vừa rồi Tường Vi tát Thẩm Lâm Vũ một cái, Đào Nghiêm cảm thấy chẳng qua là Thẩm Lâm Vũ để cho Tường Vi tát mà thôi. Thấy Tường Vi đi tới, Đào Nghiêm cười ha ha, nói tiếp, sao thế, cô còn muốn đánh tôi sao? Tôi cho cô biết nhé Tường Vi. Người nhà của cô đều ở Đà Nẵng đó. Nếu giữ mối quan hệ với cậu Vũ thì người nhà của cô cũng có lợi ích mà. Lập tức thân thể Tường Vi khẽ run lên. Sao cô không nghe ra được sự đe dọa trong câu nói của Đào Nghiêm chứ? Hơn nữa, Thẩm Lâm Vũ lại nở nụ cười xấu xa, hiển nhiên là rất đồng ý với câu nói này của Đào Nghiêm. Người nhà của cô đều ở Đà Nẵng hết, chính vì như thế nên cô không hoàn toàn trở mặt với Thẩm Lâm Vũ. Đà Nẵng. Hoàng Thiên ở một bên nghe rõ ràng. Trong lòng anh hơi chấn động. Thì ra quê quán của Tường Vi là ở Đà Nẵng, hơn nữa, tên Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm này cũng là ở Đà Nẵng. Nhà họ Sử ở Đà Nẵng đã để lại cho Hoàng Thiên một ấn tượng quá sâu sắc, cho nên vừa nhắc đến Đà Nẵng, Hoàng Thiên đã cảm thấy rất thú vị. Ha ha, cậu Nghiêm này, cậu đừng hù dọa em Tường Vi như thế được không? Tôi quan tâm cô ấy như thế, xem như nể mặt tôi đi, cậu đừng đối xử với người nhà cô ấy như thế chứ.
Thẩm Lâm Vũ cười ha ha, trong lời nói có ý riêng nói với Đào Nghiêm. Được rồi cậu Vũ, dù sao cũng vì tôi nhìn không được thôi. Chỉ bằng tài sản mấy chục tỷ của nhà cậu thì loại phụ nữ nào mà không tìm được chứ? Cho cô ta mặt mũi mà cô ta còn không biết, bà mẹ nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đào Nghiêm quệt miệng, trách mắng Tường Vi. Tường Vi đè nén lửa giận, cô cũng biết Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm không phải đang hù dọa mình, hai người này thật sự có thể làm ra chuyện bỉ ổi kia đấy. Người nhà của cô đang ở Đà Nẵng, mà nhà của Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm đều có tiền và thế lực ở Đà Nẵng, thật sự quá nguy hiểm. Em Tường Vi, anh tìm em rất lâu rồi, thì ra là em chạy tới thành phố Bắc Ninh. Như thế này đi, hôm nay em về Đà Nẵng với anh sẽ đối xử tốt với em. Thẩm Lâm Vũ nói những lời rất vô liêm sỉ, còn muốn đưa tay nắm tay Tường Vi. Trước đó anh vẫn luôn theo dõi tôi sao? Tường Vi lạnh lùng nhìn Thẩm Lâm Vũ, cô cũng có cảm giác mọi chuyện không trùng hợp như thế, sao mà đột nhiên Thẩm Lâm Vũ lại tìm đến cô chứ? Sao anh có thể theo dõi em được chứ? Là anh quan tâm em, không thì sao biết em lên xe của tên nghèo hèn này chứ? Thẩm Lâm Vũ cười lạnh một trận, liếc qua Hoàng Thiên bên cạnh. Được rồi, hai người nói tôi nghe cũng đủ rồi. Hai người cút đi ngay đi. Lúc này Hoàng Thiên đi tới, nói với Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm. Giọng nói rất bình tĩnh, giống như làm nhảm việc nhà với Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm vậy. Hai người nghe xong Hoàng Thiên nói như thế thì giận điên lên rồi. Con mẹ nó mày không nhầm chứ, còn dám bảo chúng tao cút đi, mày dám đe dọa tụi tao thì tụi tao có thể giết chết mày đấy. Đào Nghiêm đưa tay chỉ vào mặt Hoàng Thiên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, bình thường thằng nhóc này đã ngang ngược quen thói rồi. Thẩm Lâm Vũ đã khớ chịu với Hoàng Thiên từ lâu, thấy Hoàng Thiên dám bảo anh ta cút, anh ta cứ không cút đấy. Đậu xanh rau má, suýt quên mất thằng nhóc con này, hôm nay bố mày sẽ đánh mày đến khi tàn phế thì thôi. Thẩm Lâm Vũ mắng Hoàng Thiên, sau đó dẫn Đào Nghiêm đi tới gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, đối với hai kẻ bại hoại này anh chẳng muốn ra tay. Nhưng mà hai tên nhãi này lại cứ thích đụng vào họng súng, Hoàng Thiên thật sự cũng không còn cách nào. Hai chúng mày muốn nếm thử cảm giác bị hành hạ sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cậu Vũ, con mẹ nó tôi mới phát hiện ra, mấy kẻ nghèo hay thích giả vờ lắm. Đào Nghiêm lườm Hoàng Thiên, sau đó nói với Thẩm Lâm Vũ. Thẩm Lâm Vũ cũng lập tức nhếch miệng, khinh bỉ mà nói, chứ còn gì nữa, lái xe Audi đời cũ, con mẹ nó không phải nghèo mà còn giả vờ thì là gì? Nhóc con, không có tiền lái xe xịn thì cứ lái xe bình thường, nghèo như mày vậy còn giả vờ cái gì chứ? Lúc này Đào Nghiêm tới gần Hoàng Thiên, dùng dáng vẻ ngang ngược mà nói chuyện với Hoàng Thiên. Con mẹ mày, bố mày nói chuyện với mày đó, mày điếc à? Lúc này Đào Nghiêm vẫn còn mạnh miệng, thấy Hoàng Thiên không trả lời, anh ta càng xác định Hoàng Thiên chỉ là kẻ vô dụng. Phải biết ở Đà Nẵng, Đào Nghiêm vẫn cứ nghênh ngang mà đi. Ai dám đối chọi với anh ta chứ? Bình thường thằng nhóc con này và Thẩm Lâm Vũ bắt nạt rất nhiều người dân bình thường. Bốp! Đào Nghiêm còn muốn nói thêm vài câu nữa. Nhưng lại bị tát một cái. Không cần phải lo lắng, Hoàng Thiên có thể để anh ta kêu loạn như thế sao? Đánh cho Đào Nghiêm tỉnh mộng, từ nhỏ đến giờ ai dám đánh anh ta chứ? Không nghĩ đến hôm nay ở thành phố Bắc Ninh lại bị một kẻ vô dụng chết tiệt đánh. Phắc, mày dám đánh Đào Nghiêm à? Lúc này Thẩm Lâm Vũ trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin chừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Bốp bốp, lúc này Tường Vi lại đi đến, đánh Thẩm Lâm Vũ hai bạt tai. Tường Vi, mày... Con mẹ mày dám đánh tao sao? Thẩm Lâm Vũ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Cho tới nay đều là anh ta nắm chắc Tường Vi trong tay, không nghĩ đến Tường Vi lại dám đánh anh ta. Bà cô mày đã muốn dạy dỗ mày từ lâu rồi. Lúc này Tường Vi thật sự tức giận, cô đã kiềm nén cơn giận rất lâu, bây giờ mới trút ra ngoài. Bốp bốp bốp, cơn giận của Tường Vi còn chưa tan, tát liên tục 10 cái lên mặt Thẩm Lâm Vũ. Con mẹ mày, mày không muốn sống nữa rồi đúng không? Thẩm Lâm Vũ bị đánh đến tức giận, mắng Tường Vi, sau đó đưa tay muốn túm lấy mái tóc dài của Tường Vi. Rốt cuộc thằng nhóc này cũng lộ ra bộ mặt thật, chuẩn bị nắm lấy tóc Tường Vi sau đó đánh mạnh một trận. Nhưng anh ta sai rồi, mấy năm nay Tường Vi cũng đã học được chút võ ở Hà Nội, Tường Vi đạp một cái đã đánh ngã Thẩm Lâm Vũ lăn ra đất, ngay sau đó lấy một thanh kiếm mỏng từ bên hông ra. Thằng nhóc Đào Nghiêm kia vừa muốn đi lên giúp đỡ Thẩm Lâm Vũ thì lại thấy Tường Vi cầm kiếm mỏng toát ra ánh sáng lạnh lẽo trong tay, làm anh ta bị dọa đến rụt cổ lại. Mẹ nó, sao cô gái này lại còn mang theo vũ khí nữa? Kiếm mỏng, cô ta nghĩ mình là nữ hiệp à?
Chưa đợi Đào Nghiêm tỉnh táo lại, Tường Vi đã bay lên, đôi chân dài đá cũng đủ cao, một phát đã đá vào đầu Đào Nghiêm. Bộp một tiếng, Đào Nghiêm bị đá đến suýt nữa thì đã hôn mê, bịch một tiếng rồi ngã xuống đất. Ngay cả Hoàng Thiên thấy vậy cũng hơi ngẩn người, anh phát hiện Tường Vi đá rất dứt khoát lưu loát, trông rất đẹp. Cậu chủ, tôi gây thêm phiền phức cho cậu rồi, thật ngại quá. Tường Vi hơi lúng túng khẽ nói với Hoàng Thiên. Dù sao cũng bởi vì cô nên mới gây ra phiền phức như thế, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Hoàng Thiên nghe thế thì cười nhạt một tiếng, chuyện này có gì phiền phức đâu, chỉ là hai tên rác rưởi mà thôi. Chửi chúng tao là rác rưởi. Thẩm Lâm Vũ nghe xong lời này thì tức giận đến mức trợn trừng mắt, ngây ngốc đứng đó. Thế nào, nói mày là đồ rác rưởi, mày còn không phục à? Hoàng Thiên nở nụ cười gằn, hỏi Thẩm Lâm Vũ. Được được được, mày cũng hung hăng lắm. Là cậu chủ gì đó đúng không? Mày như thế này mà có thể làm cậu chủ, hôm nay tao phải dạy bảo mày một phen mới được. Thẩm Lâm Vũ tức giận mà nói với Hoàng Thiên, sau đó anh ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Cậu hai, con bị người ta đánh. Bị ai đánh? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Không biết, cậu hai, cậu mau đến đây đi, không đến thì con sẽ bị người ta đánh chết đó. Thẩm Lâm Vũ cường điệu kêu lên. Giống như đứa trẻ mách phụ huynh vậy, trông vô cùng buồn cười. Hoàng Thiên thấy thế thật sự là mở rộng tầm mắt, tên Thẩm Lâm Vũ này chẳng ra sao cả, người lớn như vậy mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Mách xong rồi à? Hoàng Thiên cười, hỏi Thẩm Lâm Vũ. Bây giờ Thẩm Lâm Vũ hận không thể làm thịt Hoàng Thiên ngay lập tức, chỉ như thế mới có thể làm anh ta hả giận. Quan trọng vẫn là ngay trước mặt Tường Vi này đây, Thẩm Lâm Vũ cảm giác hôm nay mất hết mặt mũi rồi. Trước đó bị Hoàng Thiên đánh. Lại bị Tường Vi đánh, chuyện này thật sự không thể nhịn được mà. Hôm nay Thẩm Lâm Vũ phải tìm về chút thể diện mới được. Tao mặc kệ mày là cậu chủ gì, nếu mày là đàn ông thì đừng có chạy. Có gan thì hãy chờ ở đây đi. Thẩm Lâm Vũ hung hăng nói với Hoàng Thiên. Được rồi, chắc chắn tao sẽ chờ, nhưng tao nhìn thấy thái độ này của mày thì rất khó chịu. Hoàng Thiên bình tĩnh mà nói, sau đó đi đến đấm Thẩm Lâm Vũ mấy cái. Răng cửa cũng bị đánh bay đi. Thẩm Lâm Vũ đau đến không thể chịu được, kêu rên gào khóc. Không lớn lối nữa chứ. Hoàng Thiên thấy Thẩm Lâm Vũ biết điều rồi, anh mỉm cười hỏi anh ta. Sao Thẩm Lâm Vũ còn dám phách lối nữa? Mặc dù trong lòng không phục, nhưng anh ta cũng không dám nói gì, bị đánh như thế không chịu được nữa. Lúc này, tên Đào Nghiêm kia cũng bò từ dưới đất dậy, anh ta đứng cạnh Thẩm Lâm Vũ, cá mè một lứa. Nhìn thấy Thẩm Lâm Vũ nói lung tung mà bị đánh thảm như thế. Đào Nghiêm cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể thầm mắng Hoàng Thiên. Thẩm Lâm Vũ sợ Hoàng Thiên dẫn theo Tường Vi chạy mất, bởi vì cậu hai của anh ta chạy từ Đà Nẵng đến đây nhanh nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng mà thấy Hoàng Thiên dẫn Tường Vi lên xe ngồi chờ, cũng không lái xe rời đi, Thẩm Lâm Vũ yên tâm hơn nhiều. Còn chưa đến 20 phút, mấy chiếc xe mang biển số xe của Đà Nẵng nhanh chóng chạy tới. Bởi vì Thẩm Lâm Vũ đã nhắn định vị cho cậu hai, cho nên cậu hai anh ta đến rất nhanh. Cậu hai, sao cậu lại đến nhanh như thế? Đôi mắt Thẩm Lâm Vũ lóe sáng lên, anh ta không nghĩ đến cậu hai của mình lại chạy tới nhanh như thế. Một người đàn ông trên mặt dính đầy vết máu, mặt mũi sưng vù đi tới. Ở phía sau ông ta còn dẫn theo 10 người đang bị thương. Giờ phút này, Hoàng Thiên nhìn xuyên qua cửa sổ xe đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trung niên này. Hoàng Thiên thở phù một tiếng rồi bật cười, cảm thấy rất bất ngờ. Người đàn ông trung niên đi tới lại là Sử Trấn. Sau lưng Sử Trấn chính là đàn em của ông ta, những người này vừa bị Hoàng Thiên trừng trị xong, cả đám đều mang vết thương trên mình, không nói đến chuyện có bao nhiêu thê thảm. Ồn ào nửa ngày, Thẩm Lâm Vũ này lại là cháu trai của Sử Trấn, thảo nào anh ta lại phách lối như thế. Hoàng Thiên nghĩ đến điều này thì im lặng, chuyện này lại trùng hợp như thế. Cậu chủ, người này là Sử Trấn, là cậu hai của Thẩm Lâm Vũ, rất có thế lực ở Đà Nẵng. Lúc này, Tường Vi nhắc nhở Hoàng Thiên. Nhưng mà cô lại không hề hoảng loạn, bởi vì có Hoàng Thiên ở đây, cô cảm thấy nhà họ Sử này không phải vấn đề gì lớn. Quả thật Tường Vi suy nghĩ rất chính xác, ở trước mặt Hoàng Thiên, nhà họ Sử chẳng là cái thá gì cả. Phác, con bị ai đánh cho thê thảm thế này? Sử Trấn nhìn Thẩm Lâm Vũ bị đánh thảm như thế, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng quên mình cũng bị đánh rất thảm. Cậu hai, cậu cũng có khác gì con đầu chứ? Thẩm Lâm Vũ nhìn qua Sử Trấn, anh ta cũng sợ ngây người. Cậu hai luôn luôn oai phong lâm liệt sao bị đánh thảm như thế. Gương mặt Sử Trấn đỏ ửng, ông ta tức giận đến mức cắn răng.
Mẹ nó, đều do tên khốn Hoàng Thiên kia, nó dám đánh mình thành như thế. Còn ép mình phải xin lỗi, thật sự là bắt nạt người quá đáng. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Sử Trấn tức tối không yên, ông ta hận Hoàng Thiên thấu xương. Đừng nói nhảm, nói cho cậu biết ai đánh con. Sử Trấn đảo mắt, vô cùng tức giận mà hỏi Thẩm Lâm Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của Sử Trấn, Thẩm Lâm Vũ lấy lại tinh thần. Cậu hai, chính là thằng nhóc trong xe đánh con đó, chính là chiếc xe kia. Thẩm Lâm Vũ nổi giận đùng đùng nói với Sử Trấn, sau đó dùng ngón tay chỉ vào chiếc xe Audi đời cũ của Hoàng Thiên. Sử Trấn nghiến răng nghiến lợi gật đầu, ông ta vung tay lên với bọn đàn em, ra hiệu cho bọn họ đi qua đó theo ông ta. Hôm nay ông ta bị Hoàng Thiên hành hạ quá thảm rồi, Sử Trấn mang một bụng lửa giận, cũng không biết làm sao để trút ra ngoài. Vừa đúng lúc, ông ta sẽ mượn chuyện của cháu trai để xả cơn giận, ông ta phải trút hết ra mới được. Đồ khốn kiếp, mày dám đánh cháu trai của Sử Trấn tao sao, con mẹ nó mày không muốn sống nữa sao? Xuống xe. Sử Trấn mắng ầm, đi tới trước xe của Hoàng Thiên. Cậu Vũ, vẫn là cậu hai của cậu tốt nhất, cũng rất mạnh mẽ đó. Thằng nhóc Đào Nghiêm kia nịnh nọt một phen, anh ta cũng rất mong chờ Sử Trấn dạy bảo Hoàng Thiên. Thẩm Lâm Vũ bĩu môi, đắc ý nở nụ cười gằn, hiển nhiên rồi, hôm nay cậu hai tôi có thể đánh chết thằng nhóc kia đấy, cậu có tin không? Đương nhiên tôi tin rồi, một lát nữa Tường Vi sẽ phải quỳ dưới chân cậu cầu xin, hừ hừ. Đào Nghiêm khẽ nói. Lúc này, Sử Trấn đã kéo cửa xe của Hoàng Thiên ra, ông ta vừa muốn mắng nữa, đột nhiên lại thấy rõ Hoàng Thiên ngồi ở trong xe. Má ơi, chuyện này. Sử Trấn kinh ngạc đến ngây người đứng ở nơi đó, không nói nên lời. 10 đàn em phía sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên ở trong xe thì từng người đều trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn họ mà nói, Hoàng Thiên chính là Diêm Vương đòi mạng, bọn họ đều bị Hoàng Thiên hành hạ đến thế này. Cậu Thiên, sao lại là cậu? Sử Trấn lắp ba lắp bắp nhìn Hoàng Thiên mà nói. Ông còn ở thành phố Bắc Ninh à? Hoàng Thiên im lặng nhìn Sử Trấn. Không không không, cậu Thiên. Tôi đang trên đường trở về Đà Nẵng, lúc nhận điện thoại của cháu trai thì tôi mới trở lại. Sử Trấn vội vàng giải thích với Hoàng Thiên. Tình hình gì thế này? Thẩm Lâm Vũ cảm thấy choáng váng, anh ta trông mong muốn nhìn thấy Hoàng Thiên bị hành hạ, lại không nghĩ rằng lại có kết quả như thế. Đào Nghiêm kia cũng trợn tròn mắt, anh ta nhìn ra được dường như Sử Trấn rất sợ Hoàng Thiên, hơn nữa còn gọi Hoàng Thiên là cậu Thiên. Cậu hai, cậu biết thằng nhóc này sao? Thẩm Lâm Vũ hoảng sợ, dè dặt hỏi Sử Trấn. Bốp! Sử Trấn không nói lời nào, vừa quay lại đã tát Thẩm Lâm Vũ một cái. Cái đồ xúc vật này, mày muốn hại chết tao sao? Sử Trấn trừng to mắt, tức giận trách mắng Thẩm Lâm Vũ. Thẩm Lâm Vũ sắp điên rồi, chưa tính đến chuyện Hoàng Thiên và Tường Vi đánh anh ta, sao mà cậu hai cũng đánh anh ta nữa? Cậu hai, sao cậu lại đánh con? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Thẩm Lâm Vũ bụng mặt, không phục mà hỏi Sử Trấn. Đánh mày! Tao còn muốn đánh chết mày đấy. Sử Trấn tức giận đến mức đấm Thẩm Lâm Vũ mấy đấm, đấm đến mắt của Thẩm Lâm Vũ muốn sưng lên. Cậu hai, có phải cậu bị điên rồi không? Sao không đánh nó mà lại đánh con chứ? Thẩm Lâm Vũ vừa uất ức lại vừa tức giận, hỏi Sử Trấn. Sử Trấn tức giận đến sắp điên rồi, ông ta có cảm giác cháu trai của mình chính là một tên ngốc. Đến bây giờ còn không nhìn ra đây là lúc quan trọng sao? Hoàng Thiên là người mà nó có thể đụng đến sao? Đừng thấy bây giờ bên cạnh Hoàng Thiên chỉ có một người phụ nữ, nhưng Sử Trấn cũng không dám động đến Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên quá mạnh, đã làm Sử Trấn xuất hiện bóng ma tâm lý. Huống chỉ nơi này lại là thành phố Bắc Ninh, Sử Trấn càng không dám động đến Hoàng Thiên một chút nào cả. Cái đồ xúc sinh, mày quỳ xuống trước mặt cậu Thiên đi. Vì lấy lòng Hoàng Thiên, Sử Trấn càng ra sức, ra lệnh cho Thẩm Lâm Vũ quỳ xuống. Con không quỳ, cậu còn dám giúp người ngoài bắt nạt con, cậu chờ đó. Con sẽ tìm ông ngoại để trút giận cho con. Thẩm Lâm Vũ trừng mắt nhìn Sử Trấn mà nói, sau đó lại muốn gọi điện cho Sử Chính Tường. Sử Trấn thấy thế thì trong lòng càng hoảng sợ. Bây giờ cha của ông ta là Sử Chính Tường cũng đã trở về Đà Nẵng, ông cụ bị đánh cũng rất thê thảm. Nếu biết Thẩm Lâm Vũ trêu chọc phải Hoàng Thiên, còn không tức đến chết à? Ngay cả ông ngoại mày cũng bị cậu Thiên đây trừng phạt đó, cái đầu ngu này, còn không thông minh được hơn chút nào sao? Sử Trấn khẽ nói với Thẩm Lâm Vũ, cái gì? Điện thoại của Thẩm Lâm Vũ đã rơi trên mặt đất, giờ phút này nhóc con này đã sợ ngây người. Anh ta biết Sử Trấn sẽ không lừa anh ta, chuyện này nhất định là thật. Rốt cuộc cậu Thiên này là vị thần tiên nào, ngay cả ông ngoại mà còn dám trừng phạt. Thẩm Lâm Vũ hoài nghi về cuộc đời,
Trong ấn tượng của anh ta, ông ngoại anh ta Sử Chính Tưởng là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Người có thể động đến Sử Chính Tưởng thì trâu bò đến mức nào chứ? Cậu hai, chuyện này là thật sao? Thẩm Lâm Vũ Cà Lâm, cẩn thận hỏi Sử Chấn. Là thật, con nhanh chóng nhận lỗi với cậu Thiên đi, bằng không hai người chúng ta ai cũng đừng mong còn sống mà rời đi nữa. Sử Chấn lo lắng nói với Thẩm Lâm Vũ. Rốt cục Thẩm Lâm Vũ cũng tin tưởng đây là sự thật, anh ta cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo. Từ nhỏ đến lớn làm mưa làm gió chính là vì ỷ vào thế lực của nhà họ Sử. Nhưng mà nào nghĩ tới, ông ngoại Sử Chính Tưởng với đủ loại thủ đoạn lại bị cậu Thiên này trừng trị. Rốt cuộc cậu Thiên này có lai lịch thế nào chứ? Anh ta không còn dám tiếp tục nghĩ nữa, biết hôm nay mình đã gây ra họa lớn rồi. Cậu Thiên, tôi sai rồi, anh là người rộng lượng hãy tha cho kẻ hèn này đi. Thẩm Lâm Vũ ỉu xìu mà nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ chết tiệt này của Thẩm Lâm Vũ, Hoàng Thiên thật sự rất chán ghét loại người này. Gặp người hiền thì bắt nạt đến chết, gặp kẻ mạnh thì lại ra vẻ đáng thương rồi sao? Hoàng Thiên ghét nhất chính là loại người này. Cậu đường đường là cậu Vũ, cũng có thể nói ra những lời này sao? Không phải lúc nãy còn rất ngang ngược sao? Hoàng Thiên nhìn Thẩm Lâm Vũ với vẻ coi thường, lạnh lùng nói. Thẩm Lâm Vũ không dám tức giận, bị Hoàng Thiên nói móc như thế, anh ta cũng không dám giả mồm. Ở trước mặt cậu Thiên tôi là cái thá gì chứ? Cậu Thiên, anh hãy bớt giận đi ạ. Thẩm Lâm Vũ lựa lời mà nói, cũng rất lươn lẹo. Cậu đứng đó nói chuyện với tôi, cậu còn cao hơn tôi nữa đấy. Hoàng Thiên nói với vẻ bình tĩnh, giờ phút này anh đang ngồi bên phía ghế lái, thật sự thấp hơn Thẩm Lâm Vũ nhiều. Chuyện này. Thẩm Lâm Vũ biết rõ, đây là Hoàng Thiên bắt anh ta quỳ xuống đây mà. Chuyện này đối với Thẩm Lâm Vũ mà nói chính là nhục nhã quá lớn. Nếu bây giờ anh ta quỳ, thì sau này không thể ngẩng đầu lên được nữa. Trong mắt Thẩm Lâm Vũ hiện lên vẻ tàn ác, anh ta nghiến răng. Sao, còn nghiến răng với tôi sao? Muốn căn tôi à? Hoàng Thiên trầm mặt xuống, hỏi Thẩm Lâm Vũ. Con mau quỳ xuống trước mặt cậu Thiên đi. Sử Chấn vội vàng đạp Thẩm Lâm Vũ một phát. Thẩm Lâm Vũ thật sự không còn cách nào, đành phải quỳ trước mặt Hoàng Thiên. Từ mặt đến cổ của Thẩm Lâm Vũ đều đỏ lên, rất xấu hổ. Hoàng Thiên lại nở nụ cười gằn, đối phó với kẻ cặn bã thế này thì không thể nương tay được. Còn cậu thì sao, cậu muốn làm gì? Lúc này, Hoàng Thiên nhìn đến Đào Nghiêm. Đào Nghiêm đã tỉnh ngộ từ sớm, ngay cả Thẩm Lâm Vũ đều phải quỳ, thì chắc chắn anh ta chạy không thoát rồi. Bịch! Đào Nghiêm lại rất thoải mái, quỳ trước mặt Hoàng Thiên, quỳ song song với Thẩm Lâm Vũ. Nhìn thấy cảnh này, Tường Vi càng sùng bái Hoàng Thiên hơn nữa. Đến bây giờ, cô đều bị Thẩm Lâm Vũ làm phiền đến mức buồn bực, nhưng cũng chẳng có cách nào để giải quyết. Hôm nay Hoàng Thiên lại chút giận giúp cô. Nhìn Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẹp của Tường Vi nhìn về phía Hoàng Thiên. Trong lòng của cô vô cùng thoải mái, đã nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn luôn bị Thẩm Lâm Vũ làm phiền. Hơn nữa còn không dám làm gì Thẩm Lâm Vũ cả, bởi vì lo lắng cho người nhà ở Đà Nẵng. Bây giờ, rốt cuộc Hoàng Thiên cũng giúp cô xả cơn tức này. Cô cảm thấy nếu như xin Hoàng Thiên giúp đỡ sớm một chút, có lẽ đã không cần phải chịu sự quấy rối của Thẩm Lâm Vũ rồi. Sau khi Đào Nghiêm cũng quỳ xuống, anh ta nhìn Thẩm Lâm Vũ bên cạnh, vốn định nói khẽ vài câu với Thẩm Lâm Vũ, nhưng lại không dám. Trong lòng Thẩm Lâm Vũ rất hoảng sợ, nhưng còn nhiều hơn đó chính là phần nộ và không cam lòng. Đối với anh ta mà nói, hôm nay là ngày anh ta bị sỉ nhục nhất trong cuộc đời. Nếu không thể trả mối thù này, đời này trong lòng anh ta sẽ có bóng ma mất. Hai người Vân không phục đúng không? Hoàng Thiên đã nhìn ra, vẻ mặt của Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm đều rất khó coi, là thật sự không phục. Thẩm Lâm Vũ hơi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên, không dám nói gì nữa. Đào Nghiêm cũng như thế, bây giờ đang quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, sao còn dám hung hăng với Hoàng Thiên nữa? Sử Chấn, cháu trai ông và cậu Nghiêm đây đều không phục, ông nói nên làm thế nào đây? Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi Sử Chấn đang đứng trước mặt mình. Trong lòng Sử Chấn thầm mắng Hoàng Thiên, ông ta cũng phát hiện, Hoàng Thiên không có ý định dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm. Nhưng mà Sử Chấn lại là người thông minh, ông ta biết không thể gay gắt với Hoàng Thiên, không thì hôm nay đừng mong rời khỏi thành phố Bắc Ninh. Cậu Thiên yên tâm, bây giờ tôi sẽ dạy dỗ Sử Chấn nhanh chóng nói với Hoàng Thiên bằng vẻ dè dặt, sau đó lặng lẽ nhìn Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm. Có phải hai người chúng mày cảm thấy không phục không? Sử Chấn tức giận hỏi Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm. Cậu hai, không có mà. Thẩm Lâm Vũ nhăn mặt mà nói.
Đúng thế đúng thế, sao chúng con còn dám không phục chứ? Đào Nghiêm cũng cam chịu mà nói ra, bốp bốp. Vì muốn thoát thân, Sử Trấn phải liêu mạng, tát Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm mỗi người một bạt tai thật mạnh. Đều cười lên đi, nếu không thì cậu Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Sử Trấn quát Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm. Ông ta nói ra lời này cũng là đang nhắc nhở Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm, nói rõ cho bọn chúng nếu muốn thoát thân giữ lại mạng sống thì đừng ra vẻ với cậu Thiên nữa. Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm cũng hiểu ý của Sử Trấn, nhưng mà bảo bọn họ nở nụ cười thì rất khó làm được. Cậu Thiên, ha ha ha, chúng tôi phục rồi. Thẩm Lâm Vũ cười còn khó coi hơn khóc, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên cười nói. Đúng đó cậu Thiên, chúng tôi thật sự phục rồi. Đào Nghiêm cũng cố nặn ra nụ cười, nói với Hoàng Thiên. Đương nhiên Hoàng Thiên có thể nhìn ra được hai thằng nhóc này đang giả vờ, hơn nữa còn giả vờ rất vất vả. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng lười để ý bọn họ, lúc này quay sang nói với Tường Vi, đón người nhà của cô tới thành phố Bắc Ninh đi. Tường Vi cũng đã muốn đón người nhà rời khỏi Đà Nẵng, dù sao đi nữa cô cũng không muốn ở dưới phạm vi thế lực của nhà họ Sử. Nhưng mà cô lại không có chỗ ở cố định ở thành phố Bắc Ninh, nếu đón người nhà tới đây thì ở đâu chứ? Cậu chủ, người nhà của tôi có nhà ở Đà Nẵng. Nếu đến thành phố Bắc Ninh thì lại không có chỗ ở. Tường Vi khó khăn nói với Hoàng Thiên, thật ra mấy năm nay, cô cũng kiếm được chút tiền lời khi làm đàn em của Tiêu Đông Mai, nhưng tất cả đều phải trợ cấp cho gia đình. Bây giờ trong tay thật sự không có nhiều tiền. Muốn mua một ngôi nhà ở thành phố Bắc Ninh này thì ít nhất phải có hàng trăm triệu, cô thật sự không thể có số tiền đó. Hoàng Thiên nghe cô nói như thế thì không thể nhịn cười được. Không phải lúc nãy tôi đã nói sẽ mua một căn biệt thự ở thành phố Bắc Ninh cho cô sao? Hoàng Thiên cười nói với Tường Vi. Tường Vi nghe xong lời này thì nhịp tim đập nhanh hơn. Lần thứ nhất nghe Hoàng Thiên nói, cô không hề để ở trong lòng. Bởi vì muốn mua một căn biệt thự thì phải tốn mấy tỷ. Nhưng mà Hoàng Thiên nói thêm lần nữa, Tường Vi đã biết Hoàng Thiên thật lòng muốn mua cho cô. Cậu Thiên, cậu cũng hào phóng quá rồi. Tường Vi cảm thấy vô cùng cảm động, nhìn Hoàng Thiên thật sâu. Nhưng mà chỉ là một căn biệt thự, đối với Hoàng Thiên mà nói nó nhỏ bé không đáng nhắc tới. Tường Vi theo mình lâu như thế, coi như là khen thưởng cho cô ta. Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm đang quỳ trên mặt đất, nghe được những lời Hoàng Thiên nói với Tường Vi thì bọn họ le lưỡi một cái. Trước đó hai người còn xem thường Hoàng Thiên là kẻ vô dụng, nhưng Hoàng Thiên vừa mở miệng đã đồng ý mua biệt thự cho Tường Vi, điều này thật quá phóng khoáng rồi. Mẹ nó, thảo nào Tường Vi lại gọi là cậu Thiên này nọ. Xem ra người này thật sự có tiền mà. Trong lòng Thẩm Lâm Vũ thầm mắng Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên rất đáng ghét, rõ ràng có nhiều tiền như thế mà còn lái chiếc Audi đời cũ, giả nghèo gì chứ. Cậu Thiên, việc đón người nhà của cô Tường Vi đến thành phố Bắc Ninh để tôi làm cho, nhất định tôi sẽ làm ổn thỏa. Sử Trấn cười rạng rỡ, chủ động lấy lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe Sử Trấn nói lời này thì suýt chút nữa đã bật cười. Tên Sử Trấn này cũng quá đề cao bản thân rồi. Dù cho ông sẵn lòng làm việc thì tôi có thể tin ông được sao? Sao thế, cậu Thiên còn không tin tưởng Sử Trấn tôi sao? Sử Trấn vỗ vỗ bộ ngực, hỏi Hoàng Thiên, ha ha, thật đúng là không tin ông được. Hoàng Thiên mỉm cười, con mẹ nó. Sử Trấn đỏ mặt tía tai, Hoàng Thiên lại không nể mặt ông ta. Cậu Thiên, nếu cậu không tin tôi thì cùng tôi đi đến Đà Nẵng đi, cậu nhìn tận mắt tôi dọn nhà giúp người nhà của cô Tường Vi. Sử Trấn nói với Hoàng Thiên chắc như định đóng cột. Hoàng Thiên suy nghĩ, Sử Trấn này hăng hái quá rồi. Chỉ là việc chuyển nhà thôi không cần làm to chuyện, càng không đáng để Sử Trấn giúp đỡ. Không cần, ông dẫn cháu trai ông đi đi. Hoàng Thiên phất tay với Sử Trấn, ra hiệu ông ta có thể đi. Sử Trấn chỉ đợi Hoàng Thiên nói câu này thôi, ông ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng Thiên không chịu buông tha. Vậy thì cảm ơn cậu Thiên, cảm ơn, cảm ơn. Giọng nói của Sử Trấn hơi run rẩy, ông ta kích động quá, vậy là có thể kéo Thẩm Lâm Vũ ra khỏi miệng hổ rồi. Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm cũng như thế, hai thằng nhóc này bị Hoàng Thiên dọa đến tiểu trong quần, nghe có thể thoát thân, hai người bọn họ cũng khế thở ra một hơi. Mười mấy người dưới tay Sử Trấn kéo Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm lên, mặt mày xám xịt rời khỏi nơi này. Cậu chủ, khi nào đến đón người nhà của tôi? Tường Vi hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suy nghĩ. Nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, người nhà họ Sử là con chó, nói lật mặt thì sẽ lật mặt ngay. Vân nên để người nhà của cô rời khỏi nơi đó sớm chút đi. Dạ vâng cậu chủ, vậy bây giờ tôi sẽ đi đón bọn họ ngay. Tường Vi gật đầu nói với Hoàng Thiên. Tôi đưa cô đi.
Hoàng Thiên nói. Vậy thì tốt quá, nhưng mà cậu chủ, cậu rất bận rộn, tôi lại làm phí thời gian của cậu rồi. Tường Vi nói. Không phải chuyện gì tốn thời gian cả, để cô đi một mình tôi không yên lòng. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Thật ra trong lòng của anh biết rõ, dù cho người nhà họ Sử không dám gây chuyện nữa, nhưng còn Thẩm Lâm Vũ và Đào Nghiêm thì sao? Hai tên nhóc này cũng khó nói. Hôm nay, Hoàng Thiên lái xe đưa Tường Vi đến Đà Nẵng. Trên đường đi, Tường Vi vẫn khá lo lắng. Xét cho cùng, đối với Tường Vi nhà họ Sử ở Đà Nẵng vẫn là một sự tồn tại đáng sợ. Càng huống hồ, lần này, đi cùng cô ta còn có Hoàng Thiên, ngộ nhỡ Hoàng Thiên xảy ra chuyện gì bất chắc, cô ta có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Đang nghĩ gì đấy? Hoàng Thiên cảm nhận được lúc này Tường Vĩ đang có tâm sự trùng trùng. Cậu chủ, một mình anh đi cùng tôi sao? Tường Vi hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì cười nhạt, đúng vậy, lẽ nào nên mang theo vài người sao? Vài người cũng không được, cậu chủ, anh phải mang theo rất nhiều người cơ. Tường Vi lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu được suy nghĩ của Tường Vi, nhà họ Sử đúng là không dễ dây vào. Bây giờ đến Đà Nẵng, cũng chính là vào địa bàn của nhà họ Sử, cho nên Tường Vi cảm thấy âu lo không dứt. Có điều Hoàng Thiên đã từng suy nghĩ qua, anh không tin nhà họ Sử còn dám làm ra chuyện bất đồng gì khác. Không cần thiết cho lắm, đừng lo lắng. Không sao đâu. Hoàng Thiên cười dịu dàng nói với Tường Vi. Nhìn thấy Hoàng Thiên cười một cách bình tĩnh như vậy, Tường Vi cảm thấy có chút ý chí, cô ta biết Hoàng Thiên cũng không phải người tầm thường. Rất nhanh, Hoàng Thiên và Tường Vi đã đến Đà Nẵng. Dưới sự chỉ dẫn của Tường Vi, Hoàng Thiên lái xe chở cô ta về nhà cô ta. Mấy năm gần đây Tường Vi đều ở bên ngoài, thực sự rất ít có thời gian về nhà. Gia đình Tường Vi có 4 người, cô ta thường xuyên vắng nhà, ở nhà chỉ có cha mẹ và một cô em gái 17, 18 tuổi. Vừa nhìn thấy Tường Vi trở về, cha mẹ và em gái của Tường Vi rất mừng rỡ. Tường Vi à, đây là bạn trai của con. Cha của Tường Vi nhìn Hoàng Thiên, hỏi Tường Vi một cách rất mong ngóng. Bởi vì từ khi Hoàng Thiên vừa vào cửa, ông đã có ấn tượng rất tốt về Hoàng Thiên, cảm thấy Hoàng Thiên là một thiếu niên rất đáng tin cậy. Chỉ một câu hỏi đó thôi mà khiến cho khuôn mặt của Tường Vi có chút nóng ran, cô ta cũng hy vọng Hoàng Thiên có thể là bạn trai của cô ta, nhưng mà Hoàng Thiên là người đã kết hôn rồi. Cha đừng có nói tầm bậy, đây là cậu chủ Thiên. Tường Vi thì thầm với cha cô. Cha của Tường Vi cười lúng túng, vội vàng nói, ồ, ha ha, đều do tôi mạo muội. Cậu Thiên đừng trách lão già này nhé. Chú quá khách khí rồi, có gì to tát đâu. Hoàng Thiên cũng khẽ cười nói với cha của Tường Vi. Chị còn quen biết được một cậu chủ cơ à? Em gái của Tường Vi cười nói với cô ấy, sau đó lén lút nhìn đánh giá Hoàng Thiên một lượt. Người phải giàu có lắm mới được gọi là cậu chủ nhỉ. Nhưng người cậu chủ mà chị gái đưa về này ăn mặc cũng rất bình thường, không nhìn ra là giàu cỡ nào. Em gái Ngọc Nguyệt của Tường Vi có chút khó hiểu. Lúc này, Tường Vi nói với gia đình về ý đồ về quê lần này, khi nói đến việc Hoàng Thiên muốn mua cho cô ta một căn biệt thự, tất cả các thành viên trong gia đình cô ta đều rất sốc. Cậu Thiên, cậu hào phóng quá đi. Cha của Tường Vi hơi lắp bắp nói, ông vẫn có chút chưa thể tin được. Đúng đó, cậu chủ Thiên, chúng ta không thân không thích dĩ, chúng tôi cũng không dám nhận đâu. Trong lòng mẹ của Tường Vi cũng trở nên thổn thức, sống trong một biệt thự sao? Cả đời này bà cũng không dám nghĩ đến. Chị ơi, chị còn nói cậu Thiên không phải là bạn trai của chị cơ, hát hi, em không tin đâu. Ngọc Nguyệt cười tinh quái nói với Tường Vi. Chị không có gạt em, có gì mà em không tin chứ. Tường Vi lườm Ngọc Nguyệt một cái, mặt cô cả ảng nóng hơn. Ấy dô, ông chí, có khách đến nhà sao? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đầu mập, tai to bước vào, mở miệng nói một câu kỳ quái. Vì nhà của Tường Vĩ là một ngôi nhà trệt trong một ngôi làng trong thành phố nên cổng sân thường không khóa, bất kỳ ai cũng có thể đi vào như trốn không chủ. Phía sau người đàn ông trung niên này còn có vài tên côn đồ trông có vẻ lông bông, vẻ mặt tên nào tên nấy đều rất gian manh, trông toàn ra thứ không ra gì. Ngài Quốc Chí vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mạp bước vào, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng bước lên chào hỏi. Là ông Hổ đến đấy à? Mời vào ngồi. Ngài Quốc Chí trưng ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào một tiếng ông Hổ. Ông Hổ đấy tên là Tần Hổ, cũng tính là ông trùm ở trong làng này. Ông ta nhếch miệng, nhìn Ngài Quốc Chí bằng ánh mắt khinh thường, nói, ông Chí, đừng làm nhiều trò như vậy, vô ích thôi. Tôi đến đây là để hỏi ông, cho nhà ông 700 triệu, ông có đồng ý phá bỏ hay không?
Tần Hổ vừa bước vào nhà liền đề cập đến vấn đề này khiến ông không khỏi tức giận. Tần Hổ này đang bán mạng làm việc cho một nhà phát triển địa phương, vì ngôi làng này phải được khai phá cải tạo nên cư dân ở đây phải phá nhà và rời đi nơi khác. Do nhà phát triển này xuất thân là một đại ca xã hội đen nên cực kỳ bủn xin thô bạo trong vấn đề đền bù. Nếu đền bù theo tiêu chuẩn thì căn nhà này của gia đình Tường Vi ít nhất cũng được nhận 1 tỷ, nhưng nhà phát triển này chỉ trả 700 triệu. Sự chênh lệch quá lớn nên cha của Tường Vi mới không đồng ý. Đây đã là lần thứ 3 Tần Hổ đến nói chuyện, mỗi lần tới đều nói đến vấn đề này, Ngải Quốc Chí lần nào cũng đổ mồ hôi hột vì sợ sẽ chọc giận ông Hổ này. Ông Hổ, cái giá này quá thấp, Ngải Quốc Chí cay đắng nói với Tần Hổ. Quá thấp ư, ha ha, con mẹ nó, nhiều người đã đồng ý ký tên rồi. Chỉ có hậu nhà ông là không biết điều. Tần Hổ cười ha ha, nhìn Ngài Quốc Chí một cách khinh bỉ. Ngài Quốc Chí không dám nói lại, chỉ có thể im lặng nghe Tần Hổ nói. Tần Hổ lại liếc nhìn Ngài Ngọc Nguyệt, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo. Ngọc Nguyệt đúng là càng ngày càng tươi ngon, ông Chí, nếu ông chê tiền ít thì hãy để Ngọc Nguyệt đi uống rượu với tôi lấy tiền của mình đưa ông thêm 100 triệu nữa, thấy thế nào hả? Tần Hổ cười nham nhở nói với Ngài Quốc Chí. Thằng cha này từ lâu đã có tư tưởng khác với Ngài Ngọc Nguyệt. Ông Hổ, ông nói gì? Ngài Quốc Chí rất tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Hê hê, ông đây nói như vậy đấy, ông có ý kiến gì không? Tần Hổ cười ha ha một trận, sau đó nhìn vào trong nhà một vòng thì phát hiện ra Hoàng Thiên và Tường Vi. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên, Tần Hổ không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn Hoàng Thiên thêm vài giây. Nhưng khi Tần Hổ nhìn thấy Tường Vi, ánh mắt liền sáng lên. Ngài Ngọc Nguyệt tuy xinh đẹp và tươi ngon nhưng vẫn kém xa với Tường Vi. Tường Vi có vẻ đẹp trưởng thành, hơn nữa còn có thân hình tuyệt vời. Một gã háo sắc như Tần Hổ cũng hơi mất hồn khi nhìn thấy Tường Vi. Tôi đã tự hỏi sao bên ngoài lại có xe đậu chứ, ông Chí à, nhà ông có khách đến sao? Tần Hổ đảo đôi mắt, nhìn Tường Vi một cách thèm thuồng, và hỏi Ngài Quốc Chí. Là con gái lớn của tôi về nhà. Ngài Quốc Chí căng thẳng đổ đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, ông lờ mờ có dự cảm rằng hôm nay rất có khả năng xảy ra một trận lộn xôn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Ngài Quốc Chí, một tên háo sắc như Tần Hổ, sao có thể bỏ qua khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Tường Vi chứ? Thằng cha này đi tới trước mặt Hoàng Thiên và Tường Vi, lúc này trừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói, mày đi ra ngoài đợi một lát cho tao, không có sự cho phép của tao, không được vào nhà. Tần Hổ ăn nói rất lô mãng. Hơn nữa hoàn toàn không để Hoàng Thiên vào mắt. Theo ông ta nghĩ, Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là một người rất bình thường, cái loại mà sinh ra là để cho Tân Hổ ông ta bắt nạt. Hoàng Thiên sớm đã thấy Tân Hổ này không vừa mắt, từ khi thằng cha này bước vào nhà, Hoàng Thiên đã có ý muốn nện tên này một trận. Vừa thấy Tân Hổ chủ động đi tới, Hoàng Thiên không khỏi cười nhạo trong lòng. Con mẹ mày điếc à, tao kêu mày ra ngoài, đừng ở đây chướng mắt tao. Tân Hổ trợn mắt. Rất mất kiên nhẫn quát lên với Hoàng Thiên. Ông Hổ chứ gì, tôi có một câu muốn hỏi ông. Hoàng Thiên cười nhạt, nhìn Tần Hổ và nói. Tần Hổ đang chuẩn bị bắt chuyện với Tường Vi, nghe thấy Hoàng Thiên muốn hỏi, ông ta liền kéo nét mặt xuống. Địch mẹ, sao lại gặp phải con chim đần độn như mày vậy chứ, mày nói xem, muốn hỏi tao cái gì? Tần Hổ hung hăng nói với Hoàng Thiên. Ông Hổ, ông có phải là chó đái bậy không? Hoàng Thiên hỏi Tần Hổ một cách rất bình tĩnh. Tần Hổ làm sao có thể ngờ được Hoàng Thiên lại đi hỏi câu như vậy. Ông ta vừa định lên cơn tức giận thì Ngải Quốc Chí đi tới, ông Hổ à ông Hổ, ông tuyệt đối đừng tức giận. Đây là bạn mà con gái tôi dẫn về, ông cho tôi chút mặt mũi đi, đừng so đo làm gì. Ông Chí, ông thì có mặt mũi gì mà cho, tôi nói cho ông biết, nếu như 700 triệu này mà ông vẫn không đồng ý chuyển đi, vậy thì có thể tự mình đi nói với anh Hải. Tần Hổ giận dữ hét lên với Ngải Quốc Chí. Khi Ngài Quốc Chí vừa nghe thấy hai chữ anh Hải thì lập tức căng thẳng đổ mồ lạnh. Anh Hải chính là nhà phát triển muốn khai phá vùng đất này, Tần Hổ làm việc cho anh Hải này đây, Ngài Quốc Chí còn không dám chọc giận Tần Hổ thì làm sao dám dây vào anh Hải kia được chứ? Ngài Quốc Chí đang vừa định nói gì đó, thì Tần Hổ lại trừng mắt lên, trong mắt hiện lên một tia hung dữ làm cho Ngài Quốc Chí sợ đến mức không dám hó hé thêm gì nữa, lặng lẽ đứng sang một bên. Thằng nhóc, mày đến từ thành phố khác đúng chứ? Mẹ kiếp! Chắc là mày không biết ông Hổ tao đây là dạng gì đâu nhỉ. Tần Hổ nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên, sau đó cầm lấy một cây gậy từ tay thằng đàn em. Tần Hổ đập đập cây trong lòng bàn tay, đây là động tác đặc trưng của Tần Hổ. Mỗi khi muốn đánh ai đó, ông ta đều sẽ làm động tác này.
Đàn em của Tàu Ân Hổ nhìn thấy điều này thì hiểu rằng Tần Hổ sắp làm thịt Hoàng Thiên, vì vậy tất cả cùng nhau xông tới. Ha ha, vậy ông nói thử xem, ông là cái dạng gì? Hoàng Thiên cười hờ hững, nhìn Tần Hổ như đang nhìn một thằng đần. Đối với Hoàng Thiên mà nói, cái loại nhân vật tiểu tốt như Tần Hổ, không đáng để anh ra tay. Nhưng hôm nay gặp phải loại người này, Hoàng Thiên không muốn ra tay cũng không được, đối phương quá ư là chướng tai gai mắt. Ông đây là ông Hổ, mày hỏi thăm khắp Đà Nẵng này xem có ai dám nói chuyện với ông đây như thế không? Tần Hổ khoác lên vẻ mặt huênh hoang và độc đoán, thằng cha này cũng chỉ là muốn thể hiện trước mặt Tường Vi và Ngải Ngọc Nguyệt, để hai người đẹp này thấy ông ta ngầu như thế nào. Được rồi ông Hổ, tôi cho ông 5 giây, mau chóng cút ra ngoài đi. Hoàng Thiên không có kiên nhẫn đấu võ mồm với Tần Hổ, lúc này lạnh lùng nói. Địch mẹ! Tần Hổ nghi ngờ bản thân đã nghe nhớ âm. Hoàng Thiên ở trước mặt đây chả khác nào một kẻ tầm thường, cũng không giống là một thằng đần, sao lại có khẩu khí lớn như vậy chứ? Mẹ kiếp, xem ra thằng oát mày rất muốn nếm thứ mùi vị bị ngược đãi. Lúc này Tần Hổ đã điên lên, vùng gậy muốn đánh vào đầu Hoàng Thiên. Không đợi Hoàng Thiên ra tay, Tường Vi đã ra tay trước. Chỉ nhìn thấy bàn tay ngọc ngày của Tường Vi giơ ra, nắm chặt cây gậy gỗ mà Tần Hổ đang định đập xuống đầu Hoàng Thiên, sau đó đột nhiên ra sức giật lấy thanh gỗ. Chuỗi động tác này rất thuần thục, Tần Hổ chưa kịp phản ứng gì thì cây gậy gỗ đã bị Tường Vi giật lấy, khiến Tần Hổ bị sốc không hề nhẹ. Cô gái xinh đẹp này thật không đơn giản, ông đây thậm chí còn không nhìn thấy cô ta ra tay thế nào cơ. Tần Hổ sững sờ vài giây, trong lòng thầm nghĩ. Cậu chủ nhà tôi kêu ông cút, sao ông còn chưa chịu cút hả? Tường Vi không định đánh đấm gì, lúc này chỉ lạnh lùng nói với Tần Hổ. Cuối cùng Tần Hổ cũng hoàn hồn, nghe thấy Tường Vi gọi Hoàng Thiên là cậu chủ. Ông ta lập tức trừng mắt nói, mẹ nó, khá là biết cách nói đùa, bộ dạng nó như vậy mà cậu chủ cái khỉ gì. Chát! Ngay khi lời nói của Tần Hổ vừa tuôn ra, Tường Vi liền vung tay cho ông ta một bạt tai. Năm dấu tay mảnh khá ảnh lưu lại trên mặt Tần Hổ. Đến nỗi Tần Hổ có chút sững sờ, tự hỏi đây là tình huống gì vậy, người đẹp này lại hung dữ như vậy sao? Địch mẹ, mày dám đánh ông hả? Tần Hổ tức giận, sau một tiếng hét lớn. Ông ta vung nắm đấm hướng vào mặt Tường Vi. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, chút võ mèo quào này của Tần Hổ đánh nhau một trận trên đường còn được chứ đem đi so với một cao thủ như Tường Vi, khỏa áng cách còn quá xa. Cháp! Ai dô mẹ ơi! Tần Hổ kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay ôm bụng, cú đá này của Tường Vi không hề nhẹ. Lên hết đi anh em! Một tên đàn em ốm còi xương của Tần Hổ khua tay kêu gọi những tên du côn khác cùng nhau tấn công. Hoàng Thiên khế nhíu mày! Anh thật sự không ngờ rằng, ở Đà Nẵng này lại xuất hiện nhiều cặn bã như vậy. Nhà họ Sử thôi đã đủ chán ghét rồi, ở đâu lòi ra thêm anh Hải rồi còn ông Hổ này nữa vậy, là ai chứa chấp cho bọn chúng nuôi cái tật xấu thối tha này vậy? Rất nhanh, căn phòng đã trở thành một bãi lộn xôn. Thực lực của Tường Vi thực sự rất mạnh, một cô gái đánh với 5-6 thằng đàn ông, trong nháy mắt đã đánh hết cả 5-6 tên nằm bại sụi dưới đất. Không cần tới Hoàng Thiên ra tay, một mình Tường Vi đã giải quyết hết cả đám đồi bại này. Còn không biết đường cút nữa hả? Tường Vi chỉ vào Tần Hổ đang nằm bò dưới đất. Được lắm, coi như mày lợi hại, bọn mày cứ đợi đó. Tần Hổ đỏ mặt tía tai, sau khi để lại một câu nói đầy cay nghiệt thì đem theo đàn em của mình chuôn đi. Ngài Quốc Chí thấy sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy, trong lòng trở nên lo lắng, con gái, lần này gia đình chúng ta rước phải họa vào thân rồi. Tần Hổ quay về chắc chắn sẽ gọi người tới, ông chủ của ông ta là anh Hải đó, chúng ta không dây vào nổi đâu. Cha, sợ cũng không có ích gì, lẽ nào cứ nhịn để bọn họ bắt nạt chúng ta mãi sao? Tường Vi hỏi Ngài Quốc Chí. Hai, nói thì nói như vậy, nhưng lần này thật sự đã gây ra họa lớn rồi. Ngài Quốc Chí lắc đầu thở dài. Chú Chí, chú không cần phải sợ, dù sao gia đình chú cũng sắp chuyển đến thành phố Bắc Ninh rồi, tên anh Hải đó có lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không dám chạy tới thành phố Bắc Ninh làm càn đâu. Lúc này Hoàng Thiên an ủi Ngài Quốc Chí. Dù gì đây cũng là cha của Tường Vi, Hoàng Thiên cười thuyết phục ông ấy. Ngài Quốc Chí nhìn Hoàng Thiên, không khỏi gật gật đầu, rồi nói, được rồi cậu Thiên, vậy bây giờ chúng ta chuyển nhà ngay đi, tiền bồi thường nơi này chúng ta đòi bọn họ sau, bây giờ phải trốn tránh tình hình này trước đã. Hoàng Thiên nhìn thấy Ngài Quốc Chí sợ đến mức này, nhưng cũng không cười Ngài Quốc Chí, dù sao người dân bình thường khi đối mặt với một tay giang hồ như Tần Hổ cũng sẽ không dám đắc tội, sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Được. Vậy mọi người thu dọn đồ đạc một chút đi, chúng ta sẽ đi ngay. Hoàng Thiên nói với Ngài Quốc Chí.
Được được được, bây giờ tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Ngài Quốc Chí gật đầu lia lịa, thu dọn đồ đạc của mình nhanh nhất có thể, ông ấy không định đem theo những thứ đồ không quan trọng. Thật ra Hoàng Thiên cũng không muốn bận tâm đến đám người Tần Hồ nữa, mau chóng đưa gia đình của Tường Vi trở lại thành phố Bắc Ninh sớm một chút cũng bớt đi không ít rắc rối. Nhưng anh không ngờ, chỉ chưa tới 10 phút, ngoài sân đã trở thành một đống lộn xộn. Không hay rồi, không hay rồi, mấy người Tần Hổ như này là quay lại đánh sao? Xong rồi, xong thật rồi. Ngài Quốc Chí nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sân, hoảng hốt cảm thấy không ổn. Chiếc túi ở trong tay ông ta cũng rơi xuống đất. Đều trách ông, những thứ rách nát kia cứ vứt đi là được rồi. Ông lại nhất quyết muốn thu gom những thứ này làm gì cơ chứ? Vợ của Ngài Quốc Chí cũng lo lắng, không ngừng phàn nàn Ngài Quốc Chí. Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì chứ? Lần này Tần Hổ quay về, chắc chắn là đem theo không ít người, lúc này còn có thể làm gì chứ? Ngài Quốc Chí gấp gáp đến dậm chân, gương mặt của ông cũng tái nhợt. Vợ của Ngài Quốc Chí kéo Ngài Ngọc Nguyệt tới, bảo Tường Vi đưa Ngài Ngọc Nguyệt mau chóng chạy đi. Tường Vi lại không hề di chuyển, nếu như cô ta một mình ở lại đây, có lẽ sẽ còn lo lắng người ít không địch được đám đông. Nhưng có Hoàng Thiên ở bên cạnh, trong lòng cô ta vẫn rất có sức mạnh. Mẹ không cần lo lắng, có cậu chủ Thiên ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu. Tường Vi nói với mẹ. Ngài Quốc Chí vừa nghe lời này lập tức lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. Tường Vi à, sao con không biết lợi hại vậy chứ? Nói không chừng Tần Hổ còn đem theo cả anh Hải đến nữa, không chạy đi, còn chờ xui xẻo hay sao? Ngài Quốc Chí vừa nói vừa đẩy Tường Vi về phía sau cửa sổ. Đúng đó con gái ngoan, cậu Thiên còn phải bảo vệ bản thân nữa, có cậu ấy ở đây cũng không có tác dụng. Vợ của Ngài Quốc Chí nhìn Hoàng Thiên đứng ở bên đó, ngập ngừng nói. Tường Vi vừa nghe thấy lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, cô ta hơi ngượng ngùng liếc nhìn Hoàng Thiên mỉm cười. Hoàng Thiên dở khóc dở cười, mẹ của Tường Vi cũng coi thường anh. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, vừa rồi Tần Hổ muốn đánh Hoàng Thiên hoàn toàn không ra tay, để cho Tường Vi ngược đãi đám người của Tần Hổ đó. Dầm! Đúng lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp ra. Người đầu tiên bước vào là Tần Hổ, lần này vào trong, Tần Hổ không còn khách khí như trước nữa. Trong tay cầm một ống thép, dáng vẻ hung tợn. Phía sau Tần Hổ là mấy tên khốn khiếp vừa nãy bị đánh cho bỏ chạy, trong tay mỗi một tên cầm một thứ vũ khí, trừng mắt hung dữ nhìn Tường Vi và Hoàng Thiên ở trong phòng. Rõ ràng lần này bọn chúng tới là nhằm vào Hoàng Thiên và Tường Vi. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên thật sự có hơi nóng nảy. Chỉ là một Đà Nẵng nhỏ nhoi mà lại có nhiều phiền phức như vậy, Hoàng Thiên thực sự cảm thấy có chút phiền. Phắc, cô gái nhỏ còn dám đánh vào miệng của ông Hổ. Cô thật sự liêu lĩnh đây. Hôm nay ông đây nhất định phải lột da cô. Tần Hổ vô cùng tức giận lấy ống thép chỉ vào Tường Vi. Lời này của ông ta vừa nói ra, mấy tên đàn em đã nhao nhao lên nóng lòng muốn thử, đều muốn lấy lại chút mặt mũi vừa mất. Cầm theo cây gậy gãy mà cũng dám quay lại sao? Ông chưa bị đánh đủ đúng không? Sắc mặt của Tường Vi trùng xuống, giọng khinh thường nói với Tần Hổ. Tần Hổ bị Tường Vi coi thường như vậy. Thật sự không chịu được nữa. Mẹ kiếp! Chúng mày quỳ hết xuống cho tao. Tần Hổ hung hăng quét nhìn tất cả mọi người trong phòng, hét lớn. Nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Tần Hổ, Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, anh không muốn thấy tên Tần Hổ này tiếp tục khoe khoang nữa. Ông nói xem ông hẳn hoi sống không phải là tốt rồi sao, cứ nhất quyết muốn tìm chỗ chết là sao. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Thiên vang lên. Mẹ nó, tên nhóc con này vừa rồi vận may khá tốt, có bản lĩnh thì đừng đứng sau con gái nữa, mày ra đây cho tao. Tàu Uân Hổ chửi mắt Hoàng Thiên, nhưng ông ta lại không dám đến trước mặt của Tường Vi để bắt Hoàng Thiên, dẫu sao vừa rồi ông ta cũng đã biết được sự lợi hại của Tường Vi rồi. Chỉ là ông ta không biết được rằng Hoàng Thiên còn lợi hại hơn so với Tường Vi gấp bao nhiêu lần. Tần Hổ hét lớn xong, Hoàng Thiên cũng đã đi tới. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, trong lòng Tần Hổ cũng khá hài lòng. Trong lòng ông ta nghĩ tên phế vật dựa vào phụ nữ bảo vệ này, hôm nay ông đây không xử lý được mày tao gọi mày là cha. Quỳ xuống. Tần Hổ trừng mắt, cầm lấy ống thép chỉ vào Hoàng Thiên. Bịch. A u u u. Một tiếng động vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Tần Hổ cũng vang lên. Phù phù. Ai ra đau chết tôi rồi. Tần Hổ ôm lấy chân phải đã bị đánh gãy của mình, đau đến mức khóc cha gọi mẹ. Đầu gối trái của ông ta vốn đã bị sưng tấy, lại bị Hoàng Thiên đá cho một cước như vậy cũng suýt bị gãy. Đây là Hoàng Thiên vẫn còn chưa dùng lực lớn, mới chỉ trừng phạt một chút. Dẫu sao một tên khốn như Tần Hổ, Hoàng Thiên không cần phải nghiêm túc với ông ta làm gì.
Ông Hổ! Mấy tên đàn em của Tần Hổ đồng thanh hét lên, chạy tới xem vết thương cho Tần Hổ. Mấy tên này không phải trung thành mà là trong tình huống này bọn chúng đang muốn biểu hiện trước mặt của Tần Hổ một chút. Mẹ kiếp, đau chết ông đây rồi. Chúng mày đỡ tao đứng dậy, đứa nào đánh què quạt tên nhãi danh kia tao sẽ trọng thưởng. Tần Hổ hét lớn với đám đàn em. Mấy tên đàn em đều hăng hái, bọn chúng cảm thấy vừa rồi Hoàng Thiên chỉ là đánh bất ngờ, tấn công lén lút mà thôi chứ thực sự không hề có bản lĩnh gì. Năm tên lưu manh lao vào, kết quả chưa đến 3 giây đều bị đánh bay trở lại. Vèo vèo. Sau đó là những tiếng kêu đau thảm thiết, mấy tên nhãi kia dường như còn chưa kịp nhìn rõ Hoàng Thiên ra tay như thế nào đã bị đạp bay rồi. Đây! Tần Hổ ngồi dưới đất lập tức sững sờ, ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên, ông ta không dám tin tất cả mọi thứ trước mặt. Mẹ của Tường Vi đứng ở bên cạnh cũng ngây ngốc nhìn. Vừa rồi bà ta còn coi thường Hoàng Thiên, bây giờ cảm thấy mặt mày hơi đỏ. Con gái à, cậu Thiên này thật lợi hại. Mẹ của Tường Vi nhỏ tiếng nói với Tường Vi. Ngài Ngọc Nguyệt nhìn thấy cũng ngạc nhiên, chị của cô đã lợi hại đủ khiến cô kinh ngạc rồi, vừa rồi Hoàng Thiên ra tay càng khiến cho cả người cô sững sờ. Chép chép chép. Tiếng vỗ tay truyền từ bên ngoài cửa vào trong, một người đàn ông cao gầy tầm chan 10 hay 50 tuổi đi từ bên ngoài vào. Phía sau người này còn có mười mấy người nữa, ai nấy đều mang dáng vẻ hung ác. Đánh rất đẹp, người anh em, thân thủ tốt đấy. Sau khi người đàn ông cao gầy bước vào liền khen ngợi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy người đàn ông này liền hừ lạnh một tiếng. Anh cảm thấy người đàn ông cao gầy này thật quá biết giả vờ. Không phải ông nên báo thù cho Tần Hổ sao, sao còn phải phí mấy lời này làm gì? Hoàng Thiên cười khinh thường hỏi người đàn ông cao gầy. Mẹ nó! Người đàn ông cao gầy vừa nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy liền tức giận đến trợn mắt. Anh Hải, tên nhãi danh này khá tà ác, một người có thể đánh được mấy người, anh phải cẩn thận chút. Tần Hổ bò lên từ dưới đất, nói với người đàn ông cao gầy. Người đàn ông cao gầy này chính là đại ca của Tần Hổ, Lương Hải. Ông ta cũng chính là người muốn mở rộng chỗ này, ở Đà Nẵng này, cũng là nhân vật hàng đầu. Tao còn cần mày phải nhắc nhở sao? Mẹ nó, ra ngoài khiến tao mất mặt. Lương Hải trợn mắt lên vô cùng không hài lòng về Tân Hổ. Mặc dù Tân Hổ hung dữ như vậy nhưng trước mặt của Lương Hải ông ta cũng rất có quy củ. Xin lỗi, ông chủ. Tân Hổ vội vàng cúi người, bị dọa tới nỗi mặt mày tái nhợt. Cậu nhóc, cậu muốn không đánh cũng được, đồng ý với tôi một chuyện. Dáng vẻ của Lương Hải kiêu ngạo liếc nhìn Hoàng Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ đức hạnh đáng chết này của Lương Hải, Hoàng Thiên suýt chút nữa bị chọc cười. Người không biết trời cao đất dày rất nhiều, tên Lương Hải này cũng được xem là một trong số đó. Ồ, ha ha, vậy ông nói thử xem. Hoàng Thiên khẽ cười hỏi Lương Hải. Lương Hải còn cho rằng Hoàng Thiên sợ rồi, lúc này liền kiêu ngạo. He he, cũng xem như là nhóc con cậu thức thời. Tôi thấy thân thủ của cậu không tệ, như này đi, cậu về dưới trướng của tôi, Lương Hải tôi đây sẽ không bạc đãi cậu. Khi Lương Hải nói những lời này, hai mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, quan sát phản ứng của anh. Nhưng ông ta lại không nhìn ra được điều gì cả, bởi vì Hoàng Thiên quá bình tĩnh giống như không hề có chuyện gì. Về dưới trướng của ông, ha ha, ông chắc chắn có thể dẫn theo tôi không? Hoàng Thiên cười, anh cũng muốn trêu chọc Lương Hải. Lương Hải nghe thấy hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng cười điên cuồng, ha ha ha. Câu hỏi này của cậu trình độ quá thấp rồi. Cậu cũng không ra ngoài nghe ngóng xem cả Đà Nẵng này tên quái nào không biết đến Lương Hải tôi chứ. Chỉ cần cậu một lòng đi theo tôi, tiên và phụ nữ đều sẽ có. Y của ông là cả Đà Nẵng này ông là người lợi hại nhất sao? Hoàng Thiên cười hời hợt, hỏi Lương Hải. Lương Hải sững sờ, vô ngực nói, xem như cậu nói đúng rồi, cả Đà Nẵng này thực lực Lương Hải tôi nói đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Vậy còn nhà họ Sử thì sao? Ví dụ như hai anh em Sử Chiến và Sử Trấn. Hoàng Thiên hỏi, sắc mặt của Lương Hải đột nhiên khẽ thay đổi, đối với ông ta mà nói nhà họ Sử thực sự quá khủng nha. Chút tiền và thực lực này của ông ta thực sự không đáng là gì trước mặt của nhà họ Sử. Nhà họ Sử muốn có tiền liền có tiền, muốn có người liền có người, đặc biệt là ông cụ Sử Chính Tưởng, người đã lăn lộn ở Kyoto nhiều năm, những người quen biết đều là những nhân vật cỡ lớn. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Lương Hải cũng không muốn thừa nhận. Trước tiên không nhắc tới nhà họ Sử nữa. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết có bằng lòng lăn lộn cùng tôi không? Lương Hải nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, sốt ruột nói. Không nhắc cũng không được, tôi phải biết đại ca của tôi có phải người giỏi nhất Đà Nẵng không đã? Hoàng Thiên cười nói. Mẹ nó,
Vậy được thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết ở Đà Nẵng này tôi là mạnh nhất. Lương Hải bất chấp nói. Thấy Lương Hải nói mạnh miệng như vậy, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Tường Vi, có phải cô có số điện thoại của tên nhóc Thẩm Lâm Lâm Vũ? Lúc này Hoàng Thiên nói với Tường Vi, Tường Vi sững sờ, không biết Hoàng Thiên hỏi số điện thoại của Thẩm Lâm Vũ làm gì. Có. Tường Vi khẽ nói. Cô ta thật sự có số điện thoại của Thẩm Lâm Vũ, mấy năm nay Thẩm Lâm Vũ đã không ít lần quấy rầy điện thoại cô ta, sau đó số điện thoại của anh ta bị cô ta cho vào danh sách đen. Tìm ra số của Thẩm Lâm Vũ, Tường Vi nói cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ấn số điện thoại gọi qua, Lương Hải nhìn vậy liền thấy bối rối, ông ta không biết Hoàng Thiên muốn làm gì. Hơn nữa Lương Hải cũng quen biết với Thẩm Lâm Vũ, tên này là cháu ngoại của Sử Chính Tường, cũng là một bá vương nhỏ ở Đà Nẵng. Thẩm Lâm Vũ, cậu có ở cùng với chú hai của cậu không? Đưa điện thoại cho ông ấy, tôi là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nói vào trong điện thoại. Thẩm Lâm Vũ ở đầu bên kia sắc mặt hung dữ nhưng không dám nói lung tung, đưa điện thoại cho Sử Chấn. Sử Chấn, ông qua đây một chút. Hoàng Thiên nói địa chỉ của mình đang ở cho Sử Chấn. Được cậu Thiên, tôi lập tức đến. Sử Chấn nói. Hoàng Thiên cúp điện thoại. Lương Hải lập tức không còn sự kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ được Hoàng Thiên lại quen biết với Sử Chấn. Mặc dù vừa rồi ông ta nói khoác bà án thân là người mạnh nhất ở Đà Nẵng, nhưng thật sự ở trước mặt người nhà họ Sử, ngay cả thở mạnh ông ta còn không dám. Nếu như Hoàng Thiên đã quen biết với Sử Chấn, Lương Hải cũng không dám động đến Hoàng Thiên nữa. Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho Sử Chấn sao? Lương Hải nheo mắt hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ra Lương Hải là kẻ miệng hùm gan sứ, biết rằng trong lòng của ông ta đã hoảng sợ rồi. Không sai, ông cũng quen với Sử Chấn sao? Hoàng Thiên mỉm cười nhìn Lương Hải. Trong lòng Lương Hải âm thầm kêu khổ, có thể không biết sao? Sử Chấn là ông hai nhà họ Sử, ông hai Sử đấy. Quen biết, cậu gọi ông ta tới đây làm gì? Lương Hải cố gắng giả vờ hung dữ, lớn tiếng hỏi Hoàng Thiên. Không có gì, chỉ là tìm ông ta đến nói chuyện thôi. Hoàng Thiên nói. Sắc mặt của Lương Hải rất khó coi, ông ta đã lờ mờ cảm thấy có chút không hay rồi. Được thôi, vậy cậu ở đây từ từ nói chuyện với ông ta, tôi đi trước đây. Lương Hải nói xong đem theo đám người. Tần Hổ rời khỏi nơi này. Thật ra đây là sự biến tướng của việc bỏ chạy, ai cũng nhìn ra được Lương Hải sợ Sử Chấn, nhưng không một ai dám nói ra. Ha ha, đừng vội vã đi như thế. Hoàng Thiên cười khinh thường, vỗ vai của Lương Hải. Lương Hải vừa quay đầu liền tức giận nhìn Hoàng Thiên, lạnh lùng nói, không đi ở đây đến sang năm sao. Ông đang sợ. Sợ Sử Chấn xử ông có đúng không? Hoàng Thiên nhìn Lương Hải cười nói. Lương Hải tức giận đến nỗi cái gì cũng không muốn nữa, tấm rèm che cuối cùng cũng bị Hoàng Thiên kéo xuống rồi. Mẹ nó, tôi sợ Sử Chấn sao? Ai nói Lương Hải tôi sợ ông ta? Lương Hải tức giận gầm lên. Vậy ông ở lại đây chứng minh bản thân một chút đi. Hoàng Thiên không vội vã nói. Phắc! Lương Hải sắp bị tức đến phát nổ rồi. Trong lòng nghĩ thằng nhãi danh này quá đáng ghét. Đây không phải là cố ý ép buộc ông đây vào chỗ chết hay sao? Đâm lao đành phải theo lao, Lương Hải cũng thật sự bị kích động đến mức không chịu được nữa rồi. Nhìn thấy đàn em đều đang háo hức nhìn mình, ông ta biết lúc này không thể sợ hãi, nếu không sau này không thể tiếp tục lăn lộn ở Đà Nẵng được nữa. Huống hồ cho dù Sử Chấn đến đây cũng chưa chắc sẽ xử lý ông ta, dẫu sao ông ta cũng chưa trực tiếp đắc tội với Sử Chấn. Được, thằng nhóc cậu không phải nói tôi sợ sao? Vậy thì tôi sẽ ở lại đây chờ Sử Chấn. Lương Hải gầm lên. Không sai không sai, đại ca Hải quả nhiên có năng lực. Hoàng Thiên cười híp mắt nói. Lương Hải tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào làm gì được Hoàng Thiên. Bởi vì ông ta không biết rõ Hoàng Thiên rốt cuộc có quan hệ gì với Sử Chấn, ngộ nhỡ có giao tình, động vào Hoàng Thiên há chẳng phải là đắc tội với Sử Chấn hay sao. Tường Vi nhìn thấy Hoàng Thiên chọc tức Lương Hải thành ra như thế cũng không nhịn được muốn cười. Em gái của cô ta Ngải Ngọc Nguyệt cũng như vậy, bây giờ cô không chỉ không sợ mà ngược lại còn muốn xem náo nhiệt nữa. Cùng lúc này, ở nhà họ Sử. Sau khi Sử Chấn nghe điện thoại của Hoàng Thiên xong lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thật ra Hoàng Thiên vừa tới Đà Nẵng, nhà họ Sử đều đã biết được. Chỉ là vừa rồi bị Hoàng Thiên làm cho thoái lui, người nhà họ Sử đều không còn nhuệ khí nữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ với Hoàng Thiên. Cha, không phải cha bảo con cử người đi theo dõi Hoàng Thiên sao? Thuộc hạ của con nói với con, Hoàng Thiên đã đến Đà Nẵng rồi, đang ở trong nhà của người tên là Ngải Quốc Chí. Sử Chấn báo cáo với Sử Chính Tường,
Lúc này Sử Chính Tưởng đang nằm trên giường lớn, ông cụ bị thương không nặng nhưng trong lòng tức giận đến bốc hỏa, sau khi trở về liền không xuống được giường. Đúng vậy ông ngoại, bên cạnh Hoàng Thiên không đem theo người, tên đó chỉ mang theo một cô gái tên Tường Vi, chúng ta ra tay giết chết tên họ Thiên đấy đi. Ánh mắt của Thẩm Lâm Vũ vô cùng hung dữ, khuyên Sử Chính Tưởng. Thực ra Sử Chính Tưởng đã tức giận từ lâu. Hoàng Thiên còn dám đến Đà Nẵng, Sử Chính Tưởng cho rằng đây là sự sỉ nhục của Hoàng Thiên đối với nhà họ Sử. Nhưng gừng càng già càng cay, mặc dù Sử Chính Tưởng tức giận nhưng đầu óc của ông ta vẫn khá tỉnh táo. Không được, các con đã từng nghĩ đến, tại sao Hoàng Thiên lại đến Đà Nẵng vào lúc này hay chưa? Sử Chính Tưởng hỏi Sử Trấn và Thẩm Lâm Vũ. Thẩm Lâm Vũ đảo mắt, theo như những gì cháu biết được, anh ta đến đây là giúp Tường Vi chuyển nhà, Tường Vi muốn chuyển cả nhà của cô ta đến thành phố Bắc Ninh. Tường Vi chính là cô gái mà cháu vẫn luôn theo đuổi đó sao? Sử Chính Tưởng trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Vũ nói. Thẩm Lâm Vũ đau lòng, nghiến răng gật đầu. Đồ vô dụng, ngay cả một đứa con gái cũng không giải quyết được. Không đánh lại Hoàng Thiên, theo đuổi con gái cũng không lại được cậu ta sao? Sử Chính Tưởng trách mắng Thẩm Lâm Vũ. Ông ngoại, đừng nói đến những chuyện này nữa, mau chóng quyết định đi, nếu không Hoàng Thiên sẽ rời khỏi thành phố Bắc Ninh đấy. Thẩm Lâm Vũ vội vàng nói. Đúng đó cha, lẽ nào thù của chúng ta không báo sao? Ánh mắt của Sử Trấn tràn đầy sự hung hăng nhìn Sử Chính Tưởng. Sử Chính Tưởng tức giận đến nỗi đấm xuống giường, sao có thể không báo thù? Anh trai của con đã bị Hoàng Thiên đánh gãy xương sườn, Khắc Nghị và Khắc Minh càng thảm hơn, tứ chi đều bị phế bỏ, nằm ở trên giường như con chó đã chết. Mẹ kiếp, cha muốn tên Hoàng Thiên đó phải chết rất khó coi. Vậy được, bây giờ con mang theo nhiều người qua đó đánh cho tên Hoàng Thiên đó tàn phế. Sử Trấn hung dữ nói. Không được, vừa rồi cha hỏi các con tại sao Hoàng Thiên đến đây, các con đều nói không đúng. Theo như phân tích, Hoàng Thiên tới đây là để nghe ngóng sự thật, muốn xem nhà họ Sử chúng ta có động tĩnh muốn báo thù hay không. Sử Chính Tưởng liếc nhìn Sử Trấn và Thẩm Lâm Vũ, vẻ mặt đa mưu túc trí phân tích tình hình. Sử Trấn và Thẩm Lâm Vũ nghe thấy liền gật đầu liên tục, đồng ý sâu sắc với lời của Sử Chính Tưởng. Vì thế đừng chỉ nhìn bên cạnh Hoàng Thiên chỉ có một cô gái, thực sự tên danh đó nói không chừng còn lén mang theo nhiều người nữa. Nếu như chúng ta ra tay sẽ vừa hay rơi vào bẫy của cậu ta. Sử Chính Tưởng nói. Cha, cha nói rất có đạo lý. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sử Trấn hỏi. Sử Chính Tưởng hừ một tiếng, nói với Sử Trấn, con yên tâm đi, cha đã sắp xếp xong từ sớm rồi, không cần nhà họ Sử chúng ta ra tay, Hoàng Thiên cũng xong đời. Hoàng Thiên bảo con qua đó, không biết tên đó muốn làm gì nữa. Sử Trấn lắc đầu, ông ta cảm thấy rất đau đầu bởi vì ông ta không dám gặp Hoàng Thiên. Vậy thì con đi đi. Không cần mang theo nhiều người, nếu như Hoàng Thiên muốn xử lý con có mang theo nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại còn khiến cậu ta cười nhạo. Sử Chính Tưởng nghiến răng nói. Sử Trấn nghĩ đến to cả đầu, mà ông ta cũng thật sự sợ hãi. Sao nào, con không dám đi sao? Thật là vô dụng, con đi gặp đi, Hoàng Thiên chưa chắc đã làm gì con đâu. Sử Chính Tưởng thất vọng nhìn Sử Trấn. Sử Trấn cũng không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lâm Vũ, con đi với cậu đi. Sử Trấn nhìn Thẩm Lâm Vũ ở bên cạnh nói. Thẩm Lâm Vũ khẽ nhếch mép, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý cùng với Sử Trấn rời khỏi nhà. Hai người nhanh chóng lái xe đến nhà Ngải Quốc Chí. Nhìn thấy mấy chiếc xe dừng ở bên ngoài, Sử Trấn vừa nhìn liền nhận ra một chiếc Benzo là chiếc xe của nhà phát triển bất động sản của thành phố, Lương Hải. Chết tiệt, tên Lương Hải này đến đây làm gì chứ? Trong lòng của Sử Trấn nghi ngờ, đưa theo Thẩm Lâm Vũ đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa Sử Trấn đã bị giật thót tim. Dẫu sao Hoàng Thiên cũng ở đây, Sử Trấn cũng hoảng sợ. Ông hai Sử, he he he. Lương Hải lập tức nở nụ cười giơ hai tay ra muốn bắt tay với Sử Trấn chào hỏi. Không ngờ rằng Sử Trấn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lương Hải nhưng không hề để ông ta vào mắt. Điều này khiến cho Lương Hải ngượng ngùng nhưng cũng không dám tỏ thái độ không hài lòng. Cậu Thiên, cậu đến đây khi nào thế? Sử Trấn đến gần trước mặt Hoàng Thiên, gượng cười, cúi người bắt chuyện với Hoàng Thiên. Đám người Lương Hải và Tần Hổ nhìn thấy Sử Trấn như vậy liền sững sờ. Ông hai Sử của Đà Nẵng lại giống như một đứa cháu trai trước mặt của tên họ Hoàng kia như vậy sao? Tên cậu chủ Thiên đó rốt cuộc là người nào? Đám người Lương Hải vô cùng kinh ngạc, lờ mờ cảm thấy có điều không tốt. Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Sử Trấn, nói, Sử Trấn, ở Đà Nẵng này ai mạnh nhất? Đà Nẵng này ai mạnh nhất sao? Sử Trấn bị Hoàng Thiên làm cho sững sờ một lúc,
nhưng cũng nhanh chóng nói, đương nhiên là cậu Thiên mạnh nhất rồi, cho dù chúng tôi cũng không là gì cả. Tôi không phải người Đà Nẵng, ông bị bệnh hay sao mà nói những lời này? Hoàng Thiên liếc nhìn Sử Trấn. Vâng vâng vâng, lời này của tôi có vấn đề. Cậu Thiên hỏi cái này để làm gì thế? Sử Trấn rất hèn hạ, khom lưng cúi người đứng trước mặt Hoàng Thiên, ông ta cảm thấy vừa mệt vừa hoảng sợ. Hỏi ông cái gì ông trả lời cái nấy, phí lời như vậy làm gì? Hoàng Thiên không hài lòng, khiển trách. Sử Trấn. Trong lòng Sử Trấn hận không thể xé xác của Hoàng Thiên. Cơn tức này sắp bùng nổ rồi. Vâng vâng vâng, tôi nói cậu Thiên đừng tức giận, Đà Nẵng này nhà họ Sử chúng tôi mạnh nhất. Sử Trấn sợ sệt nói. Thẩm Lâm Vũ đứng ở bên cạnh của Sử Trấn cũng không dám nói một câu nào, chỉ lén lút nhìn Tường Vi, anh ta vẫn chưa từ bỏ được Tường Vi. Nhưng Lương Hải nói ở Đà Nẵng này ông ta mạnh nhất. Hoàng Thiên chỉ vào Lương Hải, lạnh lùng cười nói. Lời này nói ra suýt chút nữa khiến Lương Hải đi tiểu ra quần. Trong lòng ông ta nghĩ tên họ Hoàng này thật quá xấu xa, cậu ta đẩy ông đây vào nướng lửa sao. Sử Trấn không phải người bình thường, đầu óc cũng khá nhanh nhạy, vừa thấy Hoàng Thiên nói như vậy ông ta liền lập tức hiểu được dụng ý của Hoàng Thiên. Vậy sao, cậu Thiên yên tâm, tôi sẽ hỏi kỹ tên Lương Hải này. Sử Trấn nói xong đi đến phía trước của Lương Hải, trừng mắt lên nhìn. Mặc dù Sử Trấn chỉ mang theo Thẩm Lâm Vũ đi cùng nhưng Lương Hải ông ta cũng sợ Sử Trấn, một khi nhà họ Sử tức giận ông ta cũng không chịu nổi. Ông hai Sử. Chát. Sử Trấn tát mạnh vào mặt Lương Hải. Lương Hải, mày được đấy, giờ lớn gan rồi có phải không? Không không không, ông hai Sử bớt giận, tôi không có gan lớn. Không có gan lớn mà dám nói mày mạnh nhất ở Đà Nẵng sao? Sử Trấn hét lên, lại tát thêm hai cái bạt tai. Lương Hải bị đánh đến sưng tấy, vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại không dám đắc tội, sao Sử Trấn lại sợ Hoàng Thiên như vậy, phải nịnh nọt cậu ta như thế. Cậu Thiên, nếu như vừa rồi tôi có đắc tội gì thì cũng xin cậu tha thứ, tôi xin lỗi cậu. Lương Hải căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Quỳ xuống. Lúc này Tường Vi hét lên với Lương Hải. Tường Vi đối với Lương Hải này tỏ rõ sự phiền chán. Còn có cả Tần Hổ kia, Tường Vi cũng khó chịu. Hai tên cặn bã này, không biết lúc trước bắt nạt người nhà của bọn họ như thế nào, bây giờ rốt cuộc cũng là thời điểm dọn sạch bọn chúng. Lương Hải hung tợn trừng mắt nhìn Tường Vi một cái, nhưng ông ta không ngờ lại bị một người phụ nữ mắng. Còn bắt ông ta quỳ xuống, đó là một sự sỉ nhục lớn đối với ông ta. Chắc là ông không nghe được tôi nói đâu nhỉ. Tường Vi phát hỏa bước đến trước mặt Lương Hải. Lương Hải rất sợ Sử Trấn. Nhưng đối với Tường Vi, ông ta không sợ chút nào. Con nhóc, cô cũng có thể nói chuyện ở đây. Chính là muốn cáo mượn oai hùng đúng không? Lương Hải dở giọng xem thường hỏi Tường Vi. Chát, Sử Trấn lao tới và tát cho Lương Hải hai cái. Trước đây bị Hoàng Thiên ngược đãi thảm như vậy, trong lòng Sử Trấn hoảng loạn buôn phiền, hôm nay liền lấy Lương Hải ra chút giận. Ông hai Sử, ông, tại sao ông lại đánh tôi? Lương Hải bị đánh đến không còn bình tĩnh, bụng mặt hỏi Sử Trấn. Tổ cha mày! Cô Tường Vi kêu mày quỳ thì mày mau quỳ xuống, rong dài cái gì? Quỳ xuống trước mặt cậu Thiên mày còn không bằng lòng phải không? Sử Trấn nghiêm khắc khiển trách Lương Hải. Lương Hải thật sự ập khóc, trước mặt nhiều người như vậy, sau này làm sao có thể ngóc đầu lên được? Nhưng không có cách nào, ông ta không thể trêu vào nhà họ Sử được. Bụp bụp, Lương Hải quỳ thẳng, cúi đầu quỳ dưới chân Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lương Hải đang quỳ dưới chân mình, sau đó nhìn về phía Tân Hổ bên cạnh. Nói với Tân Hổ, đại ca của ông cũng quỳ rồi, ông còn dám đứng sao? Tân Hổ lo lắng Hoàng Thiên sẽ nhìn chằm chằm mình, nhưng ông ta vẫn không có trốn, quả nhiên Hoàng Thiên tìm được ông ta. Tôi. Tân Hổ lắp bắp kinh hãi, đứng ở nơi đó không biết phải làm sao. Ông chủ Lương Hải của ông ta còn như vậy, huống chi ông ta. Hiện tại một chút ý chí chiến đấu ông ta cũng không có. Tôi cái gì mà tôi? Mẹ kiếp, Sử Trấn đá vào mông Tân Hổ. Thấy Sử Trấn làm ra sức như vậy, Hoàng Thiên có chút dở khóc dở cười. Tần Hổ cũng đi tới, quỳ trước Hoàng Thiên cùng với đại ca Lương Hải của ông ta. Lương Hải, ông đến phá nhà họ Ngải như vậy, lại trả giá bình thường, ông ép giá như vậy, lòng dạ quá là hiểm độc. Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Lương Hải. Lương Hải đã nhận ra rồi, có thể nói cho dù ngốc đến đâu cũng nhìn ra được, cái gọi là cậu Thiên này thật lợi hại, ngay cả Sử Trấn cũng đang muốn lấy lòng cậu Thiên này. Loại người này, Lương Hải tuyệt đối không thể trêu vào. Cậu Thiên, tôi biết mình sai rồi, nhà của nhà họ Ngải, tôi nhất định sẽ cho một cái giá hợp lý. Lương Hải không quan tâm đến thể diện nữa, ông ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Giá cả hợp lý, là bao nhiêu? Hoàng Thiên hỏi Lương Hải. Lương Hải suy nghĩ một chút, nói với Hoàng Thiên, lúc trước không phải đưa 700 triệu sao? Quá ít, tôi sẽ bồi thường thêm 1 tỷ, đây là tiêu chuẩn cao nhất. 1 tỷ cũng không được, hay là bồi thường 7 tỷ đi? Hoàng Thiên thản nhiên nói. Cái đệch mẹ! Lương Hải tức giận đến mức suýt ngất xỉu, cảm thấy Hoàng Thiên giống như thi triển công phu sư tử ngoạm, có phải quá độc ác không? Cậu Thiên, như thế này không phải giống ăn cướp sao? Lương Hải cảm thấy rất đau thịt, hỏi Hoàng Thiên. Cướp của ông thì sao? Tôi không được cướp của ông sao? Hoàng Thiên sa sầm mặt, một cước đá vào ngực Lương Hải. Phịch! Lương Hải bị đá suýt nữa nôn ra máu, ngã quỵ trên đất. Gần đây ông không ít lần để cho thuộc hạ của mình gây sức ép nhà họ Ngải phải không? Ông không phải nên bồi thường cho bọn họ một ít phí tổn thất tinh thần sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Lương Hải. Đúng, nên. Lương Hải nén giận, không dám tỏ ra bất mãn, gật đầu lia lịa. Mau kêu người đưa tiền qua, phải đưa tiền mặt. Hoàng Thiên không kiên nhẫn nói với Lương Hải. Lương Hải đã chảy máu, vốn định đưa cho nhà họ Ngải 900 triệu, nhưng giờ thì hay rồi, bị đánh đập, quỳ gối làm nhục. Lại còn phải chi nhiều hơn 3 tỷ. Nhưng không còn cách nào khác, không đưa tiền, Hoàng Thiên có thể sẽ giết ông ta. Lương Hải gọi thuộc hạ, nhanh chóng mang 7 tỷ đến ngay lập tức. Đối với những thương nhân mở rộng như Lương Hải mà nói, bỏ ra 7 tỷ tiền mặt thì cũng không có vấn đề gì. Không lâu sau, có người của công ty Lương Hải đưa tiền tới. Cậu Thiên, tiền cũng ở đây, cậu có thể thả chúng tôi đi được không? Lương Hải thận trọng hỏi Hoàng Thiên. Sợ Hoàng Thiên sẽ không để ông ta đi. Hoàng Thiên thấy cũng tạm tạm liền phất tay với Lương Hải. Lương Hải vội vàng cảm tạ Hoàng Thiên rồi mang theo đám người Tần Hổ hốt hoảng chạy trốn khỏi nơi này. Cậu Thiên, sau này nếu cậu có việc gì ở thành phố Đà Nẵng thì cứ tìm tôi, he he. Sử Trấn nặn ra một nụ cười và nói với Hoàng Thiên. Thực ra tên này so với Lương Hải còn hoảng hơn, bây giờ chỉ có ông ta và Thẩm Lâm Vũ ở trong này. Ông ta thật sự sợ Hoàng Thiên sẽ đột nhiên trở mặt mà dạy dỗ ông ta một chút. Cậu Thiên, tạm biệt. Nhìn thấy Hoàng Thiên mặc kệ mình, trong lòng Sử Trấn càng cảm thấy tuyệt vọng, ông ta duỗi tay muốn bắt tay Hoàng Thiên nói lời từ biệt. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái, không thèm để ý. Sử Trấn xấu hổ, nhưng ông ta không dám nói gì, mang theo Thẩm Lâm Vũ rời khỏi nhà của Ngài Quốc Chí. Cậu hai, Hoàng Thiên này con mẹ nó quá kỳ quái. Chú bắt tay với anh ta mà anh ta cũng không cho cậu mặt mũi. Sau khi Thẩm Lâm Vũ bước ra, anh ta mắng mỏ và nói ồn ào với Sử Trấn, cảm thấy rất bất mãn. Sử Trấn vội vàng che miệng Thẩm Lâm Vũ, con nhỏ giọng đi. Nếu Hoàng Thiên nghe được, hai chúng ta đều chết chắc. Mẹ kiếp, dù sao con cũng không thể tha cho Hoàng Thiên. Thẩm Lâm Vũ tức giận nghiến răng, tại sao cậu lại không muốn giết Hoàng Thiên chứ? Được rồi, Lâm Vũ. Không phải ông nội của con đã nói rồi sao, không cần chúng ta làm, Hoàng Thiên cũng xong đời. Sử Trấn hung dữ nói. Vậy thì xem ông ngoại có cách gì hay, mẹ kiếp, đợi đến khi xử lý Hoàng Thiên xong, con sẽ chăm sóc thật kỹ Tường Vi, ông đây không tin không nắn thẳng được cô ta. Thẩm Lâm Vũ mắng. Hoàng Thiên đưa Tường Vĩ và gia đình cô ta, thuê một chiếc xe và đưa họ đến thành phố Bắc Ninh. Gia đình đều đến thành phố Bắc Ninh, Tường Vi cảm thấy nhẹ nhõm. Lời nói của Hoàng Thiên quả thật có giá trị, chỉ trong vòng 2 ngày, anh ta đã mua một biệt thự cho Tường Vi ở ngay tại Hoa Lan, nằm cạnh biệt thự của Hoàng Linh và Hoàng Phúc Trường. Sáng nay, Hoàng Thiên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Nguyệt Hoa. Cậu chủ, anh có thể đi một chuyến đến huyện Hoàng Hà không? Giọng nói êm tai của Lưu Nguyệt Hoa truyền đến. Hoàng Thiên nghe vậy thì sững sờ, anh biết Lưu Nguyệt Hoa hiện đang ở huyện Hoàng Hà bàn chuyện hợp tác với một công ty địa phương. Huyện Hoàng Hà là một thị trấn ở Hải Lâm. Ở đó có công ty hoạt động bán và cho thuê dài hạn các loại đất và sinh vật biến để biểu diễn thương mại, thực lực rất hùng hậu. Vì công viên nước của Hoàng Thiên cần hàng chục con cá voi trắng, cho nên Lưu Nguyệt Hoa, người phụ trách kinh doanh công viên nước đã được Hoàng Thiên cử đi. Sao vậy, Nguyệt Hoa, cô gặp rắc rối à? Hoàng Thiên hỏi Lưu Nguyệt Hoa. Hi hi, thật ra không có gì, chỉ là Chủ tịch Vũ ở đây muốn mời anh đến nói chuyện trực tiếp. Ông ta muốn kết bạn với anh. Lưu Nguyệt Hoa cười nói. Chủ tịch Vũ gì đó, Hoàng Thiên chưa bao giờ nghe qua. Vốn dĩ chút chuyện nhỏ này giao cho Lưu Nguyệt Hoa, Hoàng Thiên vẫn rất yên tâm. Đừng thấy Lưu Nguyệt Hoa là một người phụ nữ, thế nhưng năng lực làm việc của cô ta lại vô cùng giỏi và khả năng giao tiếp cũng rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không nhận được sự coi trọng của Lương Mạnh Bắc. Cô cứ nói chuyện với ông ta, tôi không đến đâu. Hoàng Thiên nói với Lưu Nguyệt Hoa qua điện thoại,
Lưu Nguyệt Hoa trở nên lo lắng khi nghe thấy lời này, cậu chủ, hay là anh đi một chuyến đi, chủ tịch Vũ đó nói rằng có một công ty muốn thuê mười mấy con cá voi beluga có ngoại hình đẹp, nếu như không đến vậy thì bản thân tôi chắc chắn không thể thỏa thuận được. Nếu tôi không đến đó thì chủ tịch Vũ sẽ không hợp tác với chúng ta sao? Hoàng Thiên nói, có thể nói như vậy, chủ tịch Vũ đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy rằng ông ta rất muốn gặp mặt anh một chút. Lưu Nguyệt Hoa có phần bất lực nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Nguyệt Hoa, vậy được rồi, cô ở bên đó chờ tôi, trong hôm nay sẽ nhanh chóng tới đó. Vậy thưa cậu chủ, Lưu Nguyệt Hoa vô cùng vui mừng, sau khi Hoàng Thiên cúp điện thoại thì lái xe quay về nhà trước. Huyện Hoàng Hà ở Hải Lâm, Hoàng Thiên thật sự muốn đưa Lâm Ngọc An đến đó thư giãn. Đã về rồi à? Lâm Ngọc An đang đọc sách trên ghế sofa, vừa thấy Hoàng Thiên về thì cô vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ngọc An, anh phải đi huyện Hoàng Hà làm chút chuyện, em có đi cùng anh không? Hoàng Thiên nắm đôi bàn tay ngọc ngà của vợ âu yếm, dịu dàng hỏi. Lâm Ngọc An nghe vậy rất vui mừng, nhưng cô cúi đầu nhìn cái bụng đang ngày càng to lên, Vân cười cười nói, em nghĩ không đi cùng anh được rồi, cơ thể em không tiện lắm. Nói xong, trên khuôn mặt Lâm Ngọc An tràn đầy vẻ mong đợi và hạnh phúc. Trong lòng Hoàng Thiên cũng rất hào hứng, qua vài tháng nữa anh sẽ lên chức cha. Anh đã kết hôn với Lâm Ngọc An 3-4 năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng sắp gặt hái được thành quả, có được kết tinh của tình yêu. Vậy được rồi, em ở nhà đợi anh sẽ cố gắng về sớm. Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An, hôn lên trán cô một cái. Vâng, Lâm Ngọc An nhẹ nhàng đồng ý và ngả vào lòng Hoàng Thiên. Hai vợ chồng âu yếm nhau một lúc rồi Hoàng Thiên đi ra ngoài. Huyện Hoàng Hà, cách thành phố Bắc Ninh hơn 200 km, để thuận tiện nên Hoàng Thiên quyết định lái xe đến đó. Nhá nhem tôi hôm đó, Hoàng Thiên đã đến huyện Hoàng Hà. Đây là một thị trấn nhỏ ở vùng Duyên Hải có nền kinh tế rất phát triển. Đến cửa công ty Hồng Thái, chủ tịch công ty Hồng Thái là Đinh Nguyên Vũ, từ sớm đã dân nhiều người chào đón anh. Lưu Nguyệt Hoa cũng nằm trong số đó và cô ta cũng rất mong chờ Hoàng Thiên mau nhanh chóng đến. Vừa thấy một chiếc xe Audi cũ mà Hoàng Thiên đang lái, Đinh Nguyên Vũ và những người đi cùng đột nhiên há hốc mồm. Bởi vì họ sớm đã nghe nói rằng ông chủ phía sau của công viên nước thành phố Bắc Ninh là con trai của nhà họ Hoàng ở Kyoto, Hoàng Thiên. Điều khó hiểu là con trai nhà họ Hoàng, người sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng lại lái một chiếc Audi cũ. Nhưng thân phận của Hoàng Thiên bày ra ở đó, tuy rằng những người này đều rất nghi ngờ nhưng không ai dám xem thường Hoàng Thiên. Ôi chao, cậu Thiên, tôi vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của cậu. Bộ âu phục phẳng phiu Đinh Nguyên Vũ mặc rất chỉnh tề, nhiệt tình chào đón anh và chủ động đưa hai tay ra muốn bắt tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bắt tay với Đinh Nguyên Vũ, lúc này Lưu Nguyệt Hoa bước tới. Giới thiệu với Hoàng Thiên nói, cậu chủ, vị này là chủ tịch công ty Hồng Thái, ông Đinh Nguyên Vũ. Xin chào, cậu Thiên, tôi là Đinh Nguyên Vũ, từ lâu tôi đã muốn gặp mặt cậu Thiên, ha ha. Nụ cười tươi trên gương mặt tròn của Đinh Nguyên Vũ toàn là ngấn mỡ. Khi cười thì hai mắt của ông ta như bị ép thành hai khe hẹp nhỏ. Xin chào chủ tịch Vũ. Hoàng Thiên thấy đối phương khách sáo như vậy nên lời nói cũng lễ độ một chút. Cậu Thiên mời vào, vào công ty uống tách trà nghỉ ngơi một lát trước, sau đó tôi sẽ đặt rượu tẩy trần cho cậu Thiên. Đinh Nguyên Vũ luôn mồm vâng dạ và cười nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ a dua nịnh nọt này của Đinh Nguyên Vũ, Hoàng Thiên liên không có cảm tình tốt với tên này. Thông thường mà nói thì loại người này đều là những kẻ dõi trá và ninh bợ. Mọi người vẩy quanh Hoàng Thiên vào công ty, Đinh Nguyên Vũ đã tự tay pha trà cho Hoàng Thiên, lấy lòng với Hoàng Thiên. Chủ tịch Vũ, tôi nghe nói tôi phải đến đây một chuyến, nếu không thì sẽ không cho tôi thuê cá voi beluga, có chuyện này không? Hoàng Thiên hỏi Đinh Nguyên Vũ. Đinh Nguyên Vũ cười ha ha và vội vàng nói với Hoàng Thiên, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng cậu Thiên nhất định không được tức giận. Tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu và gặp mặt mà thôi. Tôi rất bận, chủ tịch Vũ, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng đi. Hoàng Thiên nói với Đinh Nguyên Vũ, anh thực sự không có ấn tượng gì tốt với Đinh Nguyên Vũ, vì vậy muốn nhanh chóng ký xong hợp đồng rồi đưa Lưu Nguyệt Hoa quay về. Đinh Nguyên Vũ giật mình, nhưng ngay sau đó ông ta mỉm cười nói, cậu Thiên, cậu đừng vội vàng, chuyện làm ăn thì để ngày mai nói có được không? Tối nay tôi nhất định phải uống với cậu vài ly. Hoàng Thiên vừa nhìn là biết Đinh Nguyên Vũ đây rất cố chấp, hơn nữa ông ta lại khăng khăng như vậy nên Hoàng Thiên thật sự có chút khó chịu từ chối. Cha lại muốn uống rượu với ai? Đúng lúc này, một cô gái thân hình cao gầy gợi cảm ở độ tuổi đôi mươi bước tới. Ha ha,
Ngọc Kiều lại đây, để cha giới thiệu cho con, vị này là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Kyoto, cậu Hoàng Thiên. Ninh Nguyên Vũ cười ha ha và giới thiệu cho cô con gái cao gầy này. Cô gái này tên là Đinh Ngọc Kiều, là con gái duy nhất của Đinh Nguyên Vũ, lớn lên xinh đẹp hơn người. Sau khi nghe Đinh Nguyên Vũ giới thiệu, Đinh Ngọc Kiều nhìn Hoàng Thiên cẩn thận một lượt và không nhịn được cười hì hì. Ha ha, cha đừng đùa với con trai nhà họ Hoàng ở Kyoto mà như vậy sao? Đinh Ngọc Kiều cười rất đẹp, cô ta dù thế nào cũng không tin, con trai của nhà quyền thế bậc nhất mà lại ăn mặc bình thường như vậy. Sắc mặt Đinh Nguyên Vũ lập tức sầm lại, Ngọc Kiều, con không được hỗn láo, nhanh chào hỏi với cậu Thiên đi. Đinh Ngọc Kiều không cười nữa, bước đến trước mắt Hoàng Thiên đưa tay ra, xin chào anh Thiên, tôi tên là Đinh Ngọc Kiều, rất vui được quen biết anh. Hoàng Thiên bắt tay với Đinh Ngọc Kiều, không đợi Hoàng Thiên nói gì, Đinh Ngọc Kiều liên bước lên chớp mắt nhìn Hoàng Thiên, ôi chao, tay của anh Thiên thật lớn, thực sự khiến người ta cảm thấy an toàn. Chuyện này khiến cho Hoàng Thiên có chút khó xử, anh phát hiện Đinh Ngọc Kiều này rất quyến rũ, hơn nữa còn nắm tay anh không buông, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô gái này cũng phải buông tay chứ. Cô Kiều, mặc dù tay tôi có hơi to nhưng cô cũng không thể cầm mãi đúng không? Hoàng Thiên cười lạnh nhạt, nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, anh Thiên thực vui tính, tôi rất thích người đàn ông như anh. Ninh Ngọc Kiều cười khúc khích, sau đó cô ta thực sự ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiên. Lưu Nguyệt Hoa đang ngồi ở bên kia Hoàng Thiên, nhìn thấy Ninh Ngọc Kiều có khả năng lả lướt như vậy khiến cô ta không thể không coi thường Ninh Ngọc Kiều. Nhóc con, tốt hơn hết là anh nên tránh xa Ngọc Kiều một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của một người thanh niên. Hoàng Thiên nhìn về phía cửa, một nam thanh niên hơn 20 tuổi, tay đút túi quần bước vào. Quần áo của người thanh niên này rất sang trọng, nhãn hiệu nổi tiếng khắp người, bước đi cũng rất kiêu ngạo, thoạt nhìn là kiểu kiêu ngạo thường ngày. Ninh Ngọc Kiều vừa nhìn thấy người thanh niên này đi vào liền lập tức từ bên người Hoàng Thiên đứng dậy, cười ngượng ngùng, anh yêu, sao anh lại đến đây? Anh đến không đúng lúc sao? Lý Diệc Bình nheo mắt, hỏi ngược lại Đinh Ngọc Kiều với thái độ rất không vui. Anh ta là bạn trai của Đinh Ngọc Kiều, nhìn thấy Đinh Ngọc Kiều ngồi bên cạnh Hoàng Thiên một cách thân mật, còn nói Hoàng Thiên là kiểu người đàn ông mà cô ta thích nhất nên trái tim anh ta có chút chua xót. Ha ha, sao vậy, vẫn còn giận sao? Đinh Ngọc Kiều cười khúc khích, đi qua khoác cánh tay của Lý Diệc Bình. Vì Đinh Ngọc Kiều có một thân hình rất đẹp, cũng rất xinh đẹp, quyến rũ như vậy nên là một người đàn ông anh ta đều không thể chịu nổi. Cơn tức giận của Lý Diệc Bình đối với Đinh Ngọc Kiều đã gần hết nhưng đối với Hoàng Thiên, anh ta không muốn cho qua. Chết tiệt, dám dụ dỗ cô gái của Lý Diệc Bình tôi sao? Nghe nói con trai nhà họ Hoàng ở Kyoto đến, chắc hẳn là người này đúng không? Lý Diệc Bình dắt Đinh Ngọc Kiều đi đến trước mặt Hoàng Thiên, hừ một cái lạnh lùng hỏi người ở bên cạnh. Không có ai dám trả lời, họ đều biết rằng hôm nay nếu làm không tốt sẽ dẫn đến không thoải mái. Không sai, người này chính là con trai nhà họ Hoàng, cậu Hoàng Thiên. Diệc Bình à, mau chóng làm quen với cậu Thiên, tôi muốn hai người trở thành bạn bè tốt. Ninh Nguyên Vũ cười ha ha, cố gắng điều hòa bầu không khí. Lý Diệc Bình trợn tròn đôi mắt hình tam giác, cười lạnh lùng nói với Hoàng Thiên, tôi đã nghe tiếng tăm của anh Thiên từ lâu, ngày hôm nay được gặp mặt thực sự rất may mắn. Nói xong, Lý Diệc Bình chủ động đưa tay ra. Hoàng Thiên cũng nhận ra rằng, tên Lý Diệc Bình này là một người hay ghen, anh ta vừa hiểu lầm rằng anh đang dụ dỗ bạn gái của anh ta. Vì vậy Hoàng Thiên cũng không chấp nhặt với thằng nhóc này, lúc này cũng đưa tay ra. Lúc bắt tay nhau, Lý Diệc Bình lập tức dùng sức lực lớn nhất của mình mà bóp mạnh tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có chút buồn cười khi nhìn thấy điều này, Lý Diệc Bình này báo thù thực sự rất nhanh. Chiêu bài bắt tay chỉ là muốn làm mất mặt mình sao? Hơi dò xét thử một lần thì Hoàng Thiên đã biết Lý Diệc Bình là người không biết nặng nhẹ. Chút sức lực này của Lý Diệc Bình chỉ có thể nói là tiêu chuẩn trung bình của người bình thường. À, Hoàng Thiên hơi tăng thêm một chút sức lực thì Lý Diệc Bình đã lập tức kêu lên. Mất mặt ở trước mặt mọi người, Lý Diệc Bình đỏ mặt tía tai. Anh yêu, anh bị sao vậy? Ninh Ngọc Kiều hỏi Lý Diệc Bình. Không sao, không có gì, Lý Diệc Bình ngại ngùng nói. Cũng may Hoàng Thiên không làm cho anh ta quá xấu hổ, lúc này đã buông tay anh ta ra. Ha ha, mời anh Thiên đi, cấp dưới của tôi đã đặt một chỗ ở khách sạn Thiên Đô. Ninh Nguyên Vũ lúc này đứng dậy và mời Hoàng Thiên cùng đi ăn cơm tối. Hoàng Thiên không có tâm trạng tán gẫu ở đây, anh cũng không quen những người này mà chỉ muốn thuê cá voi Beluga của công ty Hồng Thái mà thôi. Tuy nhiên, Hoàng Thiên không có cách nào từ chối lời mời thuyết phục của Ninh Nguyên Vũ, vì vậy đành phải đưa Lưu Nguyệt Hoa đi cùng.
Đinh Nguyên Vũ đưa hai cấp cao của công ty đi cùng, dẫn theo con gái Đinh Ngọc Kiều, còn có bạn trai của Đinh Ngọc Kiều là Lý Diệp Bình, cùng Hoàng Thiên và Lưu Nguyệt Hoa đến khách sạn. Trong bữa tiệc, Đinh Nguyên Vũ liên tiếp mời rượu với Hoàng Thiên, vô cùng nhiệt tình. Cậu Thiên, lúc trước tôi nói không suy nghĩ chu toàn, mong cậu thứ lỗi bỏ qua cho. Lý Diệp Bình lúc này cũng thay đổi thái độ và trở nên lê độ với Hoàng Thiên. Không có gì, có thể là vừa rồi đã khiến cậu Bình hiểu lầm rồi. Hoàng Thiên mỉm cười, nói với Lý Diệp Bình. Ha ha, Ngọc Kiều là cô gái thích nói đùa, là tôi hay nghi ngờ. Nào, anh Thiên, chúng ta uống một ly nữa. Lý Diệp Bình nâng ly mời Hoàng Thiên nhưng ánh mắt lại đảo qua đảo lại. Thị lực của Hoàng Thiên thực sự vượt qua người bình thường, anh sớm đã phát hiện ánh mắt thất thường của Lý Diệp Bình, chắc là không có ý tốt. Nhưng đối với Hoàng Thiên mà nói, Lý Diệp Bình này không cần quá để tâm. Cậu chủ, uống ít thôi. Lưu Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, lúc này thì thầm nhắc nhở. Hoàng Thiên vẫn đúng chừng mực, đây là ở huyện Hoàng Hà. Người ở đây anh không quen nên anh đương nhiên không thể để bản thân bị say. Cô Hoa không cần khuyên, ha ha, tôi thấy tửu lượng của cậu Thiên rất tốt nên có uống thêm vài ly cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Đinh Nguyên Vũ cười ha ha và bắt đầu thuyết phục Hoàng Thiên uống rượu. Hơn nữa, ánh mắt của Đinh Nguyên Vũ lúc này có gì đó không đúng, mờ mờ ảo ảo lộ ra một tia gian xảo và độc ác. Sau khi uống thêm một ly nữa, Hoàng Thiên Liên xua tay với Đinh Nguyên Vũ đang chuẩn bị rót rượu. Chủ tịch Vũ, tôi không thể uống được nữa, tối nay đến đây thôi. Ha ha, đến đây đâu có được, khả năng uống rượu của cậu Thiên cũng không phải không tốt. Nếu không thì tôi gọi vài em gái vào uống cùng cậu Thiên có được không? Đinh Nguyên Vũ cười ha ha, hỏi Hoàng Thiên. Cái đó thì càng không được, tôi hơi mệt, chúng ta về đi. Nói xong, Hoàng Thiên đứng lên. Đinh Nguyên Vũ không thể thuyết phục được Hoàng Thiên, nên liền nháy mắt với Đinh Ngọc Kiều. Đinh Ngọc Kiều lập tức hiểu ra, nói với Lưu Nguyệt Hoa, cô Hoa, tối nay sẽ thu xếp cho cô và anh Thiên ở lại khách sạn này, mời cô đi cùng tôi sẽ đưa cô về phòng của cô. Lưu Nguyệt Hoa nhìn Hoàng Thiên, tối hôm nay có ở lại huyện Hoàng Hà hay không? Cô ta không có quyền quyết định. Sắc mặt Hoàng Thiên có chút hồng hào, lúc này liếc nhìn Đinh Nguyên Vũ một cái, trong lòng anh không khỏi chấn động. Chỉ thấy Đinh Nguyên Vũ đang nháy mắt với Lý Diệp Bình, hơn nữa trong mắt Đinh Nguyên Vũ có một chút tàn nhẫn. Đây là chuyện gì vậy? Hoàng Thiên lập tức bừng tỉnh, dựa vào trực giác và kinh nghiệm của mình, anh cảm thấy Đinh Nguyên Vũ này dường như đang có âm mưu sai trái. He he, cậu Thiên, tối nay tôi cũng không về nhà, ở trong khách sạn này cùng cậu Thiên. Đinh Nguyên Vũ mỉm cười. Cô Hoa, mời cô. Đinh Ngọc Kiều thúc giục Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa không nhúc nhích nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trái lại cũng muốn xem Đinh Nguyên Vũ này muốn làm cái gì, lúc này nói với Lưu Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, cô nghe theo sự sắp xếp của cô Kiều đi. Lưu Nguyệt Hoa gật đầu, đi theo Đinh Ngọc Kiều ra khỏi phòng riêng. Đinh Nguyên Vũ và hai người cấp cao của công ty, còn có Lý Diệp Bình, sau khi ở cùng Hoàng Thiên trong phòng riêng một lúc này ông ta đứng dậy. Cậu Thiên, xin lỗi, tối nay tôi uống hơi nhiều nên bây giờ đầu tôi hơi choáng váng. Như vậy đi, tôi về phòng tôi nghỉ ngơi chút. Một lát nữa nhân viên phục vụ sẽ đưa cậu Thiên về phòng. Đinh Nguyên Vũ ôm đầu nói với Hoàng Thiên. Chủ tịch Vũ xin cứ tự nhiên. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Đinh Nguyên Vũ lảo đảo dẫn Lý Diệp Bình ra ngoài, hai người cao cấp của công ty đó cũng đi theo. Cậu Thiên, mời đi theo tôi. Lúc này, một nữ nhân viên phục vụ cao gầy đi tới, muốn đưa Hoàng Thiên về phòng của anh. Hoàng Thiên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này anh cũng không nói gì mà đi theo nữ nhân viên phục vụ đến phòng 608. Cậu Thiên, mời vào. Nữ nhân viên phục vụ mở cửa phòng, mời Hoàng Thiên đi vào. Hoàng Thiên vừa bước vào thì nhân viên phục vụ đóng cửa lại rồi rời đi. Hoàng Thiên vừa định xem xét xung quanh phòng, nhưng vào lúc này, lại có một cô gái bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc cô gái này vẫn còn ướt, lắc mông bước đến phía Hoàng Thiên cười khanh khách. Anh Thiên, anh thấy, em có đẹp không? May mà Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không thì đúng là bị này cô gái dọa cho nhảy dựng rồi. Nhìn cô gái này, Hoàng Thiên thực sự không ngờ đến. Thế mà lại là đứa con gái lẳng lơ kia của Đinh Nguyên Vũ, Đinh Ngọc Kiều. Lúc này, Đinh Ngọc Kiều như đóa hoa sen mới nở, so với lúc trước trong phòng bao càng thêm quyến rũ động lòng người. Cô Kiều, sao cô lại ở trong phòng tôi thế? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi Đinh Ngọc Kiều, anh đã nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Đinh Ngọc Kiều cười khúc khích, đi đến quấn lấy cổ Hoàng Thiên. Anh Thiên, tôi không thể ở trong phòng anh sao? Chẳng lẽ anh ghét tôi lắm sao? Giọng Đinh Ngọc Kiều nũng nịu nói.
Ông nội cô. Hoàng Thiên cũng say rồi, ấn tượng đầu tiên về Đinh Ngọc Kiều của anh là một cô gái rất tùy tiện, bây giờ có vẻ đúng như dự đoán. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trước mặt, nếu bảo Hoàng Thiên không động lòng chút nào là không thể nào. Dù sao, anh cũng chỉ là một người đàn bình thường thôi. Nhưng con người khác con vật ở chỗ con người có ý chí mạnh mẽ, trong rất nhiều trường hợp có thể kiềm chế bản thân không làm những việc bản thân không nên làm. Đối với Hoàng Thiên mà nói, cô vợ Lâm Ngọc An là tất cả tình yêu của anh, cho dù những người phụ nữ khác có xinh đẹp quyến rũ đến đâu, anh cũng không muốn động vào. Nhẹ nhàng Đinh Ngọc Kiều đẩy ra, Hoàng Thiên nói, cô Kiều, tôi nghĩ cô uống say rồi, quay về phòng cô nghỉ ngơi sớm đi. Hả? Đinh Ngọc Kiều thực sự bất ngờ. Nghĩ thầm tên Hoàng Thiên này tương đối khó đối phó đây, anh ta nghiêm túc như vậy sao? Hừ, bà đây không tin là trên đời này có mèo nào chê thịt. Tôi xem anh có thể kiên trì đến lúc nào. Nghĩ đến đây, Đinh Ngọc Kiều lại duỗi cánh tay ra ôm lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự là được mở rộng tầm mắt, anh đã từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến như vậy. Cô Kiều, xin cô hãy tự trọng. Hoàng Thiên lùi về phía sau hai bước, trầm giọng quát. Đây. Đinh Ngọc Kiều sững sờ trong giây lát, cảm giác thất bại mà cô ta chưa từng cảm nhận được dâng lên trong lòng. Mụ nội nó, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp không đủ quyến rũ sao? Sao tên Hoàng Thiên này lại không có hứng thú với mình? Hay là anh ta có bệnh gì? Đinh Ngọc Kiều cắn môi, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy khôi phục nụ cười dịu dàng. Đinh Ngọc Kiều cười ha ha đến gần Hoàng Thiên. Chỉ cần cô không động tay động chân thì sao cũng được. Hoàng Thiên thở phào một hơi. Anh phát hiện khi mình đối mặt với người phụ nữ như vậy thật sự không có cách nào. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không đâu mà. Người ta chỉ muốn trò chuyện với anh một lúc, kết bạn với anh thôi. Đinh Ngọc Kiều nói xong liền nắm lấy tay Hoàng Thiên, định bụng để anh ngồi trên giường. Hoàng Thiên không dám ngồi, tình ngay lý gian, vốn anh đã nhìn ra có vẻ Đinh Nguyên Vũ có âm mưu, nếu anh bước sai, anh sẽ bị người ta bắt được nhược điểm. Vì vậy, Hoàng Thiên giãy ra khỏi tay của Đinh Ngọc Kiều. Nói với cô ta, cô Kiều, xin vui lòng rời khỏi phòng tôi ngay lập tức. Tôi cần nghỉ ngơi. Cái đệt. Đinh Ngọc Kiều đảo cặp mắt trắng dã, cô ta phát hiện Hoàng Thiên thật sự rất cứng đầu. Loại đàn ông này quả thật rất hiếm có trên đời. Bảo tôi rời khỏi phòng này, cũng không phải không được, nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Đinh Ngọc Kiều nói với Hoàng Thiên, chuyện gì? Chính là chuyện này. Đinh Ngọc Kiều nói xong liền đẩy Hoàng Thiên đến bên giường. Cái này. Hoàng Thiên thật sự không thể nhịn được nữa, Đinh Ngọc Kiều này đúng là càng ngày càng quá đáng. Đang định nổi giận thì đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng. Rầm. Một tiếng trầm đục khiến Đinh Ngọc Kiều bị dọa giật mình sửng sốt. Ngay sau đó, ngoài cửa có một đám người xông vào. Kẻ cầm đầu chính là tên Lý Diệc Bình kia, đi theo đằng sau anh ta còn có mấy người mặc đồ đen, bộ dạng tất cả đều rất hung hãn. À, Hoàng Thiên anh làm gì đấy? Anh đúng là cầm thú. Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Đinh Ngọc Kiều đột nhiên kêu khóc, cầm lấy quần áo của Hoàng Thiên, còn muốn giơ tay cào lên mặt Hoàng Thiên. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lùng, anh lập tức ý thức được đám người này đang muốn gài bẫy mình. Hừ hừ, dám gài cả bẫy ông đây u. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên mạnh mẽ đẩy Đinh Ngọc Kiều sang một bên. Đinh Ngọc Kiều không chịu nổi cái đẩy này của Hoàng Thiên, ngã ngồi xuống đất. Anh yêu, anh phải đòi công bằng cho người ta. Đinh Ngọc Kiều kêu khóc chạy lại gần Lý Diệc Bình, thoáng cái nhào vào trong lông ngực Lý Diệc Bình. Lý Diệc Bình giả vờ không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này vô lưng Đinh Ngọc Kiều anh ủi, Ngọc Kiều, em đừng sợ. Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên này cầm thú, anh ta lừa em mở cửa, nói là có việc muốn tìm em mới vừa tắm rửa xong, anh ta vừa đi vào đã bất lịch sự với em, hu hu hu. Đinh Ngọc Kiều khóc sướt mướt, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lý Diệc Bình tức giận đến mức ngực phập phồng mạnh liệt, thật ra đây chỉ là giả vờ. Tất cả mọi chuyện đều do bọn họ sắp xếp sẵn, tên Lý Diệc Bình này chỉ diễn kịch ở đây thôi. Mày được lắm Hoàng Thiên, mày đúng là không phải người mà, dám làm vậy với bạn gái tao. Lý Diệc Bình giận ngút trời nói với Hoàng Thiên, sau đó xông tới túm lấy cổ áo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã nổi giận đùng đùng, vừa thấy Lý Diệc Bình muốn ra tay, Hoàng Thiên liền đá ra một cú thật mạnh. Rầm. Lý Diệc Bình đột nhiên hét lên một tiếng, ngã người ra phía sau rồi bay thẳng ra ngoài. Cậu Bình! Mấy người đàn ông mặc đồ đen đồng thời hô lên, chạy đến đỡ Lý Diệc Bình đứng dậy. Tao đệt mẹ mày, mày động vào bạn gái tao rồi còn dám đánh cả tao ư. Lý Diệc Bình gầm lên, đang định bảo người đi xử lý Hoàng Thiên.
dừng tay hết lại cho tôi. Đúng lúc này, tiếng quát của một người đàn ông trung niên vang lên. Lý Diệc Bình dừng lại, mấy người đàn ông mặc đồ đen cũng quay đầu lại nhìn. Hoàng Thiên cũng nhìn về phía cửa, trông thấy Đinh Nguyên Vũ lúc này hai tay chắp sau lưng bước vào, trên mặt lộ ra vẻ u ám. So với lúc trước, Đinh Nguyên Vũ dường như đã thay đổi thành một người khác, sắc mặt âm u có chút đáng sợ. Hoàng Thiên nhìn Đinh Nguyên Vũ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Anh biết Đinh Nguyên Vũ này cũng đang diễn kịch. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đinh Nguyên Vũ đảo cặp mắt trắng dã, hỏi Lý Diệc Bình. Chú Vũ, Hoàng Thiên này là một tên vô liêm sỉ, nó dám xông vào phòng của Ngọc Kiều, lại còn muốn động vào Ngọc Kiều. Lý Diệc Bình giả vờ tức giận nói với Đinh Nguyên Vũ. Vậy sao, còn có chuyện như vậy à? Đinh Nguyên Vũ làm ra vẻ nghi ngờ, sau đó đi lại gần Hoàng Thiên. Cậu Thiên, có việc này sao? Vẻ mặt Đinh Nguyên Vũ u ám hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết hôm nay mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích rõ ràng, muốn hại người khác, dù không có lỗi cũng lấy tội làm lý do. Đêm nay bị đám cặn bã này tính kế rồi. Chủ tịch Vũ, ông phải hiểu rằng đây là phòng tôi. Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Phòng của anh, xì, thẻ phòng của phòng này nằm trong tay tôi. Anh nói đây là phòng của anh, vậy anh đưa thẻ phòng cho chúng tôi xem nào. Đinh Ngọc Kiều hừ hừ nói. Hoàng Thiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nhân viên phục vụ không đưa thẻ phòng cho anh, lúc nãy là nhân viên tiếp tân mở cửa phòng cho anh vào. Tôi không có thẻ phòng. Hoàng Thiên nói. Không có thẻ phòng, nói như vậy, cậu đúng là xông vào phòng của con gái tôi. Khuôn mặt u ám của Đinh Nguyên Vũ lộ ra một tia sát khí lạnh băng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết, đây là nỗi khổ không thể nói rõ. Đối phương muốn gài bẫy mình nên có giải thích nhiều cỡ nào cũng không được. Lý luận cũng không nói rõ được, Hoàng Thiên chỉ đơn giản là không giải thích gì thêm. Chủ tịch Vũ, ông có mục đích gì thì nói thẳng ra đi, không cần làm mấy cái trò mèo này đâu. Lúc này Hoàng Thiên trầm giọng nói với Đinh Nguyên Vũ. Mắt Đinh Nguyên Vũ nheo lại, ông ta hừ lạnh một tiếng, trên cơ bản thì cũng đồng ý với cách nói của Hoàng Thiên. Con mẹ nó, lúc này rồi mà mày còn dám ngông cuồng. Mày có tin tao cho mày tàn phế luôn không? Đúng lúc này, Lý Diệc Bình mạnh mẽ vào tới vung năm đấm về phía Hoàng Thiên. Chát! Hoàng Thiên không để yên cho tên này, hung hăng tát một phát trên mặt anh ta. Ôi mẹ ơi! Lý Diệc Bình hét lên, suýt nữa anh ta bị cú tát mạnh mẽ này đánh cho vẹo cố, anh ta vội vàng hét lên lui về phía sau. Hoàng Thiên, anh còn dám đánh anh ấy? Ninh Ngọc Kiều nổi giận, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên éo uột nói. Cô còn dám linh tinh? Cả cô tôi cũng đánh. Hoàng Thiên chỉ vào Đinh Ngọc Kiều, anh hết chỗ nói rồi với cô gái này rồi. Ha ha, cậu Thiên đúng là nóng nảy. Nhưng cậu biết không, huyện Hoàng Hà là địa bàn của tôi, cậu chọc vào tôi mà còn muốn sống sót đi khỏi đây sao? Đinh Nguyên Vũ âm trầm cười lạnh, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cười, khinh bỉ nhìn Đinh Nguyên Vũ nói, Chủ tịch Vũ, tôi nhắc nhở ông một chút, tốt nhất đừng có động đến tôi, nếu không ông sẽ hối hận đấy. Ha ha ha. Tôi nói này Hoàng Thiên, cậu cũng đừng có lên mặt phách lối với tôi, Đinh Nguyên Vũ tôi không để yên đâu. Đinh Nguyên Vũ cười điên cuồng một trận, hai tay bắt sau lưng tiếp tục nói với Hoàng Thiên, tôi biết, ở thành phố Bắc Ninh cậu rất trâu bò, hơn nữa cậu còn là cậu chủ nhà họ Hoàng ở thành phố, không ai dám chọc vào cậu đúng không? Ông muốn nói cái gì? Hoàng Thiên không kiên nhẫn nhìn tên Đinh Nguyên Vũ này. Điều tôi muốn nói là, dù cậu ở thành phố Bắc Ninh có trâu bò hơn nữa thì rồng mạnh cũng không đè chết được rắn. Dù sao cậu cũng sẽ phải bỏ ra đây thôi. Đinh Nguyên Vũ u ám nói. Vậy sao, Đinh Nguyên Vũ, ông muốn thế nào thì làm đi, tôi rất sẵn lòng hầu ông. Nói đến đây, Hoàng Thiên đã chuẩn bị tốt tinh thần liều mạng. Sau khi nhìn vài người trong phòng, Hoàng Thiên vẫn tự tin mình có thể đánh lại bọn họ. Chỉ có điều, Lưu Nguyệt Hoa không biết đang ở phòng nào, đánh bại mấy người trước mặt thì rất dễ, nhưng có thể thuận lợi rời đi huyện Hoàng Hà hay không thì rất khó nói. Chưa nói đến việc còn muốn mang theo Lưu Nguyệt Hoa rời khỏi, khó khăn còn lớn hơn gấp bội. Đinh Nguyên Vũ vừa thấy không thể áp chế được Hoàng Thiên thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sơ suất rồi, tên họ Hoàng này thực sự rất ngang tàn. Đinh Nguyên Vũ thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng ông ta đã có kinh nghiệm từng trải, biết không thể cứng rắn với Hoàng Thiên thì phải mềm mỏng một chút, vừa đấm vừa xoa thì sợ gì Hoàng Thiên không thành thật. Ha ha, không hổ là cậu chủ nhà họ Hoàng, thật sự là có bản lĩnh. Nhưng có bản lĩnh thì vẫn chưa đủ, anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt, tôi nói có đúng không cậu Thiên? Đinh Nguyên Vũ mỉm cười hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã nhìn ra,
Ninh Nguyên Vũ này cũng không thật sự muốn làm gì anh, lão già này chỉ có ý đồ thôi. Chủ tịch Vũ, nói thử xem ông muốn có được gì từ chỗ tôi. Hoàng Thiên hỏi Đinh Nguyên Vũ. Đinh Nguyên Vũ vỗ tay một cái, cười với Hoàng Thiên, không tồi, không tồi, cậu Thiên đúng là người thông minh. Tôi sẽ nói thẳng, gần đây trong tay tôi không có nhiều tiền, muốn cậu Thiên tài trợ một chút tài trợ một chút. Ha ha, ông muốn tôi tài trợ bao nhiêu? Hoàng Thiên lạnh lùng cười. Lúc này anh rất muốn đấm cái gã họ Đinh này. 1.000 tỷ đi, chút tiền ấy đối với cậu Thiên mà nói chỉ là nước chảy thôi. Đinh Nguyên Vũ nhếch môi đòi một số tiền cực lớn. Mở miệng ra là 1.000 tỷ, Hoàng Thiên cũng không nhịn được muốn cười. Đinh Nguyên Vũ này, ông ta thật sự có đủ tự tin để nói ra câu này cơ đấy. 1.000 tỷ, cho dù ông đây đưa cho ông có mạng để tiêu không? Con người tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp đấy. Hoàng Thiên trầm mặt xuống, nói với Đinh Nguyên Vũ. Nói như vậy là cậu không muốn dùng tiền đổi mạng nhỉ? Đinh Nguyên Vũ nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên bằng đôi mắt hình tam giác. Nếu ông có gan để động đến tôi, vậy thì ra tay đi. Hoàng Thiên nhìn thẳng vào Đinh Nguyên Vũ, trầm giọng nói. Đinh Nguyên Vũ nghiến răng nghiến lợi, thật ra ông ta chỉ muốn tống tiền Hoàng Thiên thật nhiều, nên mới nghĩ đến việc lợi dụng con gái mình để chơi trò úp sọt. Vốn tưởng rằng hù dọa Hoàng Thiên một chút thì Hoàng Thiên sẽ đi vào khuôn khổ. Nào ngờ Hoàng Thiên lại không dễ chơi như vậy. Nếu Hoàng Thiên thực sự xảy ra chuyện ở huyện Hoàng Hà, Đinh Nguyên Vũ có chút không dám, dù sao Hoàng Thiên cũng không phải người bình thường, Hoàng Thiên bị gì thì hậu họa khôn lường. Nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao. Cậu Thiên, nếu như tôi muốn động đến cậu thì hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Đinh Nguyên Vũ lạnh lùng nói. Ngược lại ông có thể cho thuộc hạ của ông ra tay. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Không, cậu sai rồi. Cả tôi và thuộc hạ đều sẽ không làm gì. Tôi sẽ giao anh cho người mà cả tôi và anh đều biết. Ha ha ha. Ninh Nguyên Vũ điên cuồng cười một trận. Người kia có nằm mơ cũng muốn giết chết cậu. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn chết trong tay người đó đâu đúng không? Ngược lại lại gợi lên hứng thú của Hoàng Thiên. Anh nhìn Ninh Nguyên Vũ nói, vậy sao? Vậy ông nói thử xem, người kia mà ông nói là ai? Là ông nội sử của Đà Nẵng, Sử Chính Tưởng. Đôi mắt tam giác của Ninh Nguyên Vũ lóe lên sự hung ác. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên quát lên. Sử Chính Tưởng u. Hoàng Thiên thực sự rất bất ngờ, không bao giờ anh có thể nghĩ tới Đinh Nguyên Vũ lại biết Sử Chính Tưởng. Hoàng Thiên, cậu không ngờ tới đúng không? Sở dĩ tôi mời cậu đến huyện Hoàng Hà để thảo luận công việc trực tiếp với tôi là vì Sử Chính Tưởng nhờ và tôi lừa cậu đến đây, không ngờ cậu đến đây thật, ha ha. Đinh Nguyên Vũ cười ha ha, rất là đắc ý. Đám cặn bã này. Hoàng Thiên thầm nguyền rủa trong lòng nhưng anh cũng không thể làm gì được. Ai ngờ Đinh Nguyên Vũ lại quen biết Sử Chính Tưởng, lại còn cùng nhau bày mưu tính kế anh. Cậu sợ sao? Ha ha, tôi nói này Hoàng Thiên, tuy giao tình giữa tôi với Sử Chính Tưởng không cạn, nhưng tôi thích 1.000 tỷ hơn. Chỉ cần cậu chịu đưa cho tôi 1.000 tỷ, tôi hứa sẽ đưa cậu trở về thành phố Bắc Ninh an toàn. Đinh Nguyên Vũ nhe răng cười, dừng lại một chút, sau đó ông ta nói tiếp với Hoàng Thiên, đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn từ chối, nhưng tôi sẽ giao cậu cho Sử Chính Tưởng. Tôi nghĩ ông ta sẽ lột ra cậu luôn đấy. Chủ tịch Vũ, ông lại đây một chút, tôi sẽ tỏ thái độ của mình cho ông biết. Hoàng Thiên ngoắc ngón tay với Đinh Nguyên Vũ ra hiệu cho ông ta lại gần. Trong lòng Đinh Nguyên Vũ nổi lên hưng phấn, nghĩ thầm có phải Hoàng Thiên không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Vậy thì quá tốt rồi, 1.000 tỷ đó, giàu to rồi. Nghĩ đến đây, Đinh Nguyên Vũ khó mà kìm được kích động trong lòng, đi đến trước mặt Hoàng Thiên. He he. Cậu Thiên quả nhiên là người phi phàm, đúng là biết điều. Đinh Nguyên Vũ cười hì hì, đứng trước mặt Hoàng Thiên nói lời bùi tai. Chủ tịch Vũ, bây giờ tôi sẽ cho ông 1.000 tỷ. Vừa dứt lời, Hoàng Thiên liên vung tay tát một cái. Chát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.